Đại Hào Môn, Tiêu Phàm, Bản Dịch Chuẩn. chương 331, Thanh Phong Sứ Giả. Ừm, Diệp Cô Vũ nhẹ gật đầu, thần sắc huy nghiêm. Nam tử trẻ tuổi liền tiếp tục nói, một giờ trước, Yên Chi xã Đại Đương Giao Uyển Thiên Thiên cùng Nhị Đương ra Đường huyên xuất hiện tại Đông Nhai Thuốc Bắc Cửa Hàng. Làm sao người biết là Uyển Thiên Thiên cùng Đường huyên người gặp qua bọn hắn, một cái nhàn nhạt giọng nữ, bỗng nhiên trong phòng vang lên, nghe vào biết bao mờ mịt, tựa như tại một cái không gian khác phát ra tới thanh âm. Nam tử trẻ tuổi lấy làm kinh hãi, vội vàng lại rủ xuống đầu, cung kính thanh âm, báo cáo thanh phong sứ giả, ta có yên chi xã ba vị người phụ trách ảnh chụp, từ chỉ bân nơi đó truyền tới. Quyền thiên thiên cùng đường huyên đặc thù, đều không phải thường minh hiển, xem xét liền có thể nhận ra. Nam tử trẻ tuổi giờ phút này mặc dù không dám ngẩng đầu lên, nhưng vừa vừa sau khi vào cửa, đã thấy rõ ràng, trong phòng tựa hồ chỉ có ba người, Diệp Phương cùng hai tên phục vụ nữ hầu cũng không có người thứ tư tồn tại. Vị này Thanh Phong sứ giả lại không biết là từ đâu xuất hiện. Bất quá có một chút nam tử trẻ tuổi là rất rõ ràng, đó chính là Diệp Vương bên người có thần bí nhất Tam Đại sứ giả Minh Nguyệt, Phi Vân, Thanh Phong ba vị này sứ giả ở trong giáo địa vì cực đặc thù có thể đại biểu Diệp Vương lên tiếng ra lệnh. Từ Thanh Phong ba làm miệng bên trong lời nói ra cùng Diệp Vương chính miệng lời nói cơ hồ có ngang hàng hiệu lực. Tại thiên ưng nội bộ, thanh phong ba làm được xưng là diệp vương cái bóng. Trên cơ bản, thanh phong ba làm ra bây giờ ở địa phương nào, liền mang ý nghĩa thiên ưng sau này một đoạn thời gian chủ phải chú ý lực, sẽ đặt ở chỗ đó. Sứ giả có ba người, mặt ngoài không phân cao thấp, lại lấy thanh phong làm tên, bởi vậy có thể thấy được, thanh phong sứ giả tại ba làm cho bên trong phân lượng. Không ít giáo chúng tự mình phỏng đoán, thanh phong làm là diệp vương thân truyền đệ tử, thậm chí có người suy đoán, Thanh Phong làm là Diệp Vương người yêu. Diệp Vương người yêu cùng Diệp Vương nữ nhân là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Thiên ưng giáo bất luận cái gì một tên nữ giáo đồ, chỉ cần Diệp Vương cần, liền có thể cũng nhất định phải trở thành Diệp Vương nữ nhân. Nhưng Diệp Vương người yêu, lại nhất định phải là Diệp Vương chân chính thích nữ nhân. Diệp Vương chấp trưởng thiên ưng 20 năm, cho tới bây giờ, còn không có ai biết Diệp Vương là có hay không thích qua mỗi một vị nữ nhân. Mặc kệ Thanh Phong làm là Diệp Vương người nào, trừ mấy vị đức cao vọng trọng trưởng lão, đối với thiên ưng cái khác giáo chúng đến nói, nàng liền cùng Diệp Vương đồng giảng là tuyệt đối không thể kháng cự đại nhân vật. Bởi vậy, mặc dù là ngay trước Diệp Vương trước mặt, nam tử trẻ tuổi cũng cho Thanh Phong làm cùng Diệp Vương ngang hàng tôn trọng. Audio điện tử võ tấn bền Thật sao, các nàng có thứ gì dạng đặc thù, được xưng là Thanh Phong sứ giả nữ tử, vẫn lạnh nhạt như cũ hỏi. Báo cáo Thanh Phong sứ giả, Uyển Thiên Thiên cùng Đường Huyên đều rất xinh đẹp, là khó gặp mỹ nữ. Nam tử trẻ tuổi quy củ đáp, không dám có nửa câu hoang ngôn. Ừm, ngươi nói, thanh phong làm thanh âm vẫn là như vậy mờ mịt, khiến người khó mà nắm lấy. Là, dựa theo Diệp Vương phân phó, ta không có đi đụng hai người bọn họ, mà là tìm được cùng các nàng đồng hành một cái khác lão hà thôn phụ nữ, gọi Thúy Hoa Tẩu. Từ Thúy Hoa Tẩu miệng bên trong biết, tiêu phàm dưới mắt chính là tại lão hà thôn, cùng lão Hà Thôn một cái tên là Diêm Đại Sư Lão Nhân ở cùng một chỗ. Căn cứ Thúy Hoa Tẩu miêu tả, vị này Diêm Đại Sư hẳn là một vị tinh thông phong thủy kham dư nhân sĩ chuyên nghiệp, sẽ còn sở xương xem tướng. Diêm Đại Sư, nơi này là Thái Hoa huyện, kia liền có khả năng là 18 chân nhân hậu đại. Diệp Phương sau mi nhẹ nhàng dơ lên, nói, thần sắc có chút không xác định. Báo cáo Diệp Phương, điểm này thuộc hạ không thể xác định, Thúy Hoa Tẩu cũng không có nói tới 18 chân nhân. Diệp Phương khẽ vuốt cầm, ra hiệu hắn tiếp tục. Thúy Hoa Tẩu nói, tiêu phàm đến giả sông thôn, tựa hồ là muốn cùng Diêm Đại Sư làm một cái giao dịch, dùng một viên Thiên Vương Đan cùng Diêm Đại Sư trao đổi. Thiên Vương Đan, nam tử trẻ tuổi chưa nói xong, liền bị Diệp Vương đánh gãy, nghe vào, Diệp Vương thanh âm kinh ngạc vô so. Nam tử trẻ tuổi nhịn không được ngẩng đầu lên, cực nhanh liếc Diệp Vương một chút. Thực tế tại trong ấn tượng của hắn, Diệp Phương bất cứ lúc nào, luôn luôn như vậy uy nghiêm, chấn định như vậy tự nhiên. Diệp Phương thế mà cũng sẽ kinh ngạc, quả thực quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thiên Vương Đan, người có nghe lầm hay không? Thanh Phong làm thanh âm, cũng mang lên mấy phân kinh ngạc chi ý. Báo cáo Thanh Phong sứ giả, đúng là Thiên Vương Đan, ta nhiều lần hỏi hai lần, Thúy Hoa Tẩu chính là nói như vậy. Diêm Đại Sư còn nói, cái này Thiên Vương Đan có thể khiến người ta gia tăng 5 năm tuổi thọ. Nếu thật là Thiên Vương Đan, tăng thọ 5 năm tính được cái gì? Diệp Phương hừ một tiếng, nói, vâng, nam tử trẻ tuổi lại cúi đầu, trong đầu âm thầm kinh ngạc. Một viên thuốc, tăng thọ 5 năm, năm như thế nghịch thiên, tại Diệp Phương miệng bên trong, lại còn không tính là gì. Kia viên đan dược kia, còn có thứ gì càng thêm nghịch thiên hiệu quả. Ngay cả thiên vương đan, đều bỏ được lấy ra trao đổi, hắn muốn đổi thứ gì. Lần này, ngay cả Diệp cô vũ ngữ khí, cũng biến thành hào hứng giạt rào, thậm chí đều có chút không kịp chờ đợi muốn biết đáp án dù sao thiên vương đan loại này nghịch thiên linh dược tại diệp cô vũ nghĩ đến đó là chân chính vô giới chi bảo còn có đồ vật gì đáng giá dùng thiên vương đan đi trao đổi thúy hoa tẩu nói là cái gì khẩu quyết cùng pháp tướng khẩu quyết cùng pháp tướng cái gì khẩu quyết pháp tướng luân hồi tướng khẩu quyết cùng pháp tướng nam tử trẻ tuổi đáp cái gì diệp cô vũ mãnh đứng lên đem chính đang cho hắn đấm chân hai tên thị nữ giật mình kêu lên vội vàng ngẩng đầu lên đến xem hắn Tại trong đầu của các nàng, đây là cho tới bây giờ đều chưa từng từng có tình hình. Diệp Phương thế mà lại thất thố như vậy, luân hồi tướng khẩu quyết cùng pháp tướng, cái này sao có thể? Diệp cô vũ căn bản liền không để ý tới những này thủ hạ kinh ngạc, trầm giọng nói, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Nam tử trẻ tuổi cũng giật nảy cả mình, vội vàng một gối quỳ xuống, cung kính thanh âm, Diệp Phương, cái kia thúy hoa tẩu đúng là nói như vậy. Quá trình này, nàng toàn bộ hành trình tham dự, mặc dù không biết nói cái gì đồ vật, nhưng tiêu phàm cùng Diêm Đại Sư xác thực chính là như thế trò chuyện. Nam tử trẻ tuổi ngữ khí rất khẳng định, kia là cái tâm tư lại đơn thuần bất quá nông thôn nữ nhân, tại hắn chiều sâu thôi miên phía dưới, lời nói ra không có khả năng là giả. Diệp cô vũ thất thố, cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình, rất nhanh liền khôi phục chấn định, chậm rãi ngồi trở lại ghế sofa bên trong, trên mặt lần nữa tràn ngập uy nghiêm chi sắc, chậm rãi nói, người nói tiếp. Vâng, Diệp vương, nam tử trẻ tuổi cưỡng chế trong lòng kinh ngạc, bắt đầu tiếp tục báo cáo từ Thúy Hoa Tẩu nơi đó được đến tin tức, trọn vẹn báo cáo một hai mươi phút, mới rốt cuộc cũng ngừng lại. Ừm, làm tốt lắm, Diệp cô vũ nhẹ nhàng khoát tay áo, ngữ khí trở nên hơi ôn hòa mấy phân. Tạ ơn Diệp Vương khích lệ, nam tử trẻ tuổi lập tức liền kích động không thôi, một chân quỳ xuống, cung kính nói, thấy Diệp Vương không có phân phó gì khác, hành lý về sau, chậm rãi rời khỏi gian phòng. Thiên vương đan, Luân hồi tướng khẩu quyết cùng pháp tướng, không nghĩ tới hai thứ đồ này, bỗng nhiên cùng lúc xuất hiện. Hi hi, thật sự là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Theo thanh thúy tiếng cười, một đoàn mê vụ nhạt màu trắng bỗng nhiên trong phòng quỷ dị nổi lên, hai tên thị nữ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, nhạt màu trắng trong sương mù, liền đi tới một vị áo trắng váy trắng nữ tử. Nữ tử này ước chừng chừng 20 tuổi, tóc dài xóa vai, quần áo cách ăn mặc cùng trung nguyên hán nhân thù không hay gây nên ngũ quan cực kỳ tú mỹ, chỉ là trên mặt thật giống như che một tầng sa mỏng, từ đầu đến cuối có một loại mông lung thấy không rõ lắm mơ hồ cảm giác. Nếu là Tân Lâm ở đây, tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra, nữ tử này người mang cực kỳ cao minh thuật dịch dung, cái này thuật dịch dung chi thần diệu, chỉ sợ không tại thất diệu cung bảy đại tuyệt kỳ chú nhan thuật phía dưới. Nữ tử áo trắng chậm rãi hướng Diệp Cô Vũ đi tới, chẳng những dưới chân vô thanh vô tức, nghe không được nửa điểm thanh âm, coi như giác quan thứ sáu cũng rất khó cảm ứng được, tựa như một trận thanh phong trong phòng quét mà qua, không lưu mảy may vết tích. Thanh phong sứ giả, danh bất hư truyền, chỉ là thanh âm của nàng đã từ hư trở lại thực, không còn như vậy mờ mịt vô tung, khó mà nắm lấy. Tại Diệp Vương trước mặt, tự nhiên không cần quá thần bí. Nữ tử áo trắng đi tới Diệp cô vũ bên người, nhẹ khẽ với một cái tay, hai tên bạch bào thị nữ liền đồng thời lên tiếng phải, không người thi lễ, cẩn thận từng ly từng tí lui sang một bên, nữ tử áo trắng sát bên Diệp Cô Vũ ngồi xuống, cầm lấy trước mặt trên bàn trà trưng bày một chén trà xanh, hai tay nâng đến Diệp Cô Vũ trước mặt, nhẹ cười nói, vì ngài chúc mừng, vua của ta. Đối vị này nữ tử áo trắng, Diệp Cô Vũ thái độ rõ ràng khác biệt, cười tiếp nhận chén trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng, nói, hiện tại chúc mừng, còn hơi sớm. Hai thứ bảo vật này, nhưng đều còn tại trong tay người khác. Vua của ta, chẳng lẽ ngài sẽ nhìn xem hai thứ bảo vật này rơi vào trong tay người khác sao? Diệp cô vũ sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, chậm rãi buông xuống chén trà trong tay, nhẹ nói Tô Tô, người 10 triệu không thể xem thường tiêu phàm. Người này, ngay cả ta đều nhìn không thấu, đã đồ vật ở trong tay của hắn, cho dù ai đều không có tự tin trăm phần trăm từ trong tay hắn đoạt tới. Đại vương, ta nhưng không cho là như vậy, nữ tử áo trắng khẽ cười một tiếng, xem thường nói. A, à, Người thấy thế nào? Diệp cô vũ đưa tay vuốt vuốt nữ tử áo trắng tô tô tóc, cười hỏi, trong hai mắt, tất cả đều là vẻ yêu thích. Cá biệt giáo chúng tự mình suy đoán thanh phong sử là Diệp vương người yêu, cũng không phải hoàn toàn không có lửa thì sao có khói. Tiêu phàm có lẽ là cái đỉnh tiêm cao thủ, nhưng nhược điểm của hắn thế nhưng không ít. Tỷ như nói đâu, tỷ như nói, uyển thiên thiên, nữ tử áo trắng khẽ cười nói, thanh âm lại trở nên mờ mịt. Uyển thiên thiên cùng đường nguyên, đơn độc xuất hiện ở đây, cái này liền là cơ hội của chúng ta. Căn cứ tình báo, huyền thiên thiên thương thế hẳn là còn chưa có khỏi hẳn. Chỉ cần một đường nguyên, cũng không thể bảo hộ nàng chu toàn. Người nhận định huyền thiên thiên là tiêu phàm uy hiếp. Đương nhiên, vì cho cô gái này chỉ thương, tiêu phàm không tiếc vận dụng bản mệnh chân nguyên. Lại đưa nàng mang theo trên người, tùy thời chiếu khán. Bởi vậy có thể thấy được, cô gái này đối với tiêu phàm mà nói, phi thường trọng yếu chúng ta bắt lấy nàng, không sợ tiêu phàm không cùng chúng ta đàm phán. Nữ tử áo trắng rất chân thành nói, lập tức lại nở nụ cười xinh đẹp, hì hì, vị này tiêu chân nhân, thật đúng là vị đa tình hạt giống. chương 332, Hợp trận Tô Tô, người rất thông minh, vượt quá nữ tử áo trắng dự kiến, đối nàng kế hoạch này, Diệp Vương cũng không có lập tức gật đầu đồng ý, nhếch miệng mỉm cười, không mặn không nhạt khích lệ một câu rất hiển nhiên, Diệp Phương kỳ thật cũng không đồng ý ý kiến của nàng. Nữ tử áo trắng trong lòng vừa nghĩ lại, lập tức giật mình, nở nụ cười xinh đẹp, kéo lại Diệp cô vũ cánh tay, đầu tựa ở trên bả vai hắn, Kiều Thanh nói thật xin lỗi, vua của ta. Là ta sai, Tô Tô, người còn nhỏ, người đối nam nhân hiểu rõ còn chưa đủ. Diệp cô vũ trầm mặc một lát, mới nhẹ nói, ngữ khí nghiêm khắc mấy phân. Người đối tiêu phàm hiểu rõ không đủ, đối theo ta hiểu rõ càng không đủ. Câu này lời ngầm, Diệp Cô Vũ không có nói thẳng ra miệng đến, có thể thấy được ở trong mắt hắn, nữ tử áo trắng tô tô phân lượng thực tế không phải bình thường, ngay cả Diệp Cô Vũ đều rất chú ý chiếu cố mặt mũi của nàng. Thật xin lỗi, vua của ta, tô tô dán tại Diệp Cô Vũ bên tai, thấp giọng thì thầm, thổ khí như lan, mềm mại tận xương, trong giọng nói, cùng cái khác giáo chúng đồng dạng, đối Diệp Vương tràn đầy ngưỡng mộ cùng sùng bái. Diệp Vương ra sao cùng kiêu ngạo nam nhân, làm sao lại làm ra loại này bị ổi sự tình, bắt cóc tiêu phàm nữ nhân, cùng hắn có kè mặc cả. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, coi như có thể đã được như nguyện, Diệp Cô Vũ cũng đã rơi tầm thường. Càng là cường đại đối thủ, người thì càng phải tôn kính hắn, càng là muốn chính diện giao phong đem nó đánh bại, đây mới gọi là bản sắc anh hùng. Diệp Cô Vũ là người tu đạo, tâm tính rất quan trọng. Một khi hắn dùng phương pháp như vậy, làm không tốt liền sẽ hình thành tâm ma, từ đó về sau, đối với hắn tu luyện người điểm có chướng ngại. Thanh phong sứ giả bạch tô tô kế hoạch này, từ chính nàng thi triển đi ra, ngược lại là phi thường thích hợp. Nàng là nữ hài, cùng tiêu phàm vốn cũng không có thể xem như cùng một cái cấp bậc đối thủ, vô luận thi triển loại thủ đoạn nào, đều sẽ không có người cảm thấy nàng không nên. Bạch Tô Tô cũng không hỏi Diệp Vương có tính toán gì, kia là đối Diệp Vương đại bất kính. Đã Diệp Vương tự mình ở đây, như vậy hết thảy đương nhiên phải từ hắn đến tự mình chủ trì, cách khác giáo chúng chỉ cần phụng mệnh làm việc liền có thể cần gì phải tốn nhiều tinh thần chẳng lẽ tại thiên ưng còn có thể là ai so diệp vương càng nhìn xa trông rộng càng mưu tính sâu xa a à. phát sinh ở lão hà khách sạn khách quý trong phòng một màn này uyển thiên thiên cùng đường huyên tự nhiên hoàn toàn không biết gì cũng không người đối với các nàng tiến hành truy tung xem ra thiên ưng người vô cùng rõ ràng muốn truy tung yên chi xã đại đương gia nhị đương gia thực tế không thoải mái rất dễ dàng lộ ra chân ngựa cứ việc lão hà trấn không lớn, chỗ vùng núi, không chút nào phồn hoa, Uyển thiên thiên hay là có chút hăng hái đi dạo mấy cái giờ, giữa trưa lúc ăn cơm, còn cùng nhà hàng tuổi trẻ tiểu soái ca phục vụ viên trò chuyện rất lâu. Làm cho kia tiểu soái ca mặt đỏ tới mang tai, nhịp tim gấp bội, còn bị mấy đứa cùng tuổi tiểu đồng bọn một hồi lâu ước ao ghen tị. Xem chừng tối nay, cái này tiểu soái ca phải đại phá phí mời đám tiểu đồng bạn ăn cơm, không phải khẳng định không vòng qua được đi uyển thiên thiên chủ yếu hỏi trúc gia đại viện sự tình đã diêm đại sư nói kia luân hồi tướng khẩu quyết cùng pháp tướng là tiểu quỷ tử từ trúc gia đại viện tìm ra đến uyển thiên thiên liền lưu tâm muốn đối cái này trúc gia đại viện hiểu càng thâm nhập một chút có lẽ còn có thể có thu hoạch đâu thật muốn như vậy cũng coi là đối tiêu phàm có chỗ báo đáp bất quá rất hiển nhiên uyển đại đương ra thu hoạch không lớn dù sao nơi này là lão hà trấn không phải trúc gia trấn cách trúc gia đại viện còn rất xa Nhà hàng phục vụ viên tiểu soái ca niên kỳ lại nhẹ, đối với mấy cái này chuyện cũ năm xưa biết không nhiều. Uyển Thiên Thiên ngược lại là từ cái này tiểu soái ca miệng bên trong thăm dò được một chút cùng cổ đại mộ Táng tương quan tin tức. Trước mắt Huyền Đại đương ra là bị Tiêu Phàm nghiêm cấm tiếp xúc cổ mộ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng toàn bộ Yên Chi xã làm việc. Chỉ cần không phải quá trọng yếu cổ mộ Táng, có tống hoàn tọa trấn liền đủ đủ rồi, Yên Chi xã còn có mấy chục hào huynh đệ đâu cũng không thể trường kỳ như thế ăn không ngồi rồi không làm việc. 3 giờ chiều, hai tên đại mỹ nữ đúng hẹn xuất hiện tại đông nhai thuốc bắc cửa hàng. Thúy Hoa Tẩu sớm là ở chỗ này chờ lấy, gặp một lần hai người thon thả yểu điệu thân hình, lập tức liền cười ha hả tiến lên đón, tuân hỏi các nàng dược liệu cần thiết có phải là đã mua đầy đủ. Quyền Thiên Thiên cười gật đầu, Hoàng Kỳ, Củ Khoai, Phục Linh những dược liệu này, mỗi cái tiệm thuốc đông y đều có bán ra. Tại dạng này tiểu trấn, Đối thuốc Đông y phẩm chất tự nhiên không thể nhận cầu quá cao. Vậy chúng ta trở về đi." Thúy Hoa Tẩu nói, nhìn qua, nàng hoàn toàn không nhớ rõ mình đã từng bị người theo dõi, càng không nhớ rõ đã từng bị người Thôi Miên. Có quan hệ kia đoạn ký ức, đã sớm bị nam tử trẻ tuổi thi triển Cao Minh chi cực Thôi Miên thủ pháp phong ấn tại nàng não hải nào đó một chỗ ngóc ngách bên trong, nếu như không đụng tới một vị khác Thôi Miên đại sư, rất trùng hợp chạm tới cái này một khối ký ức như vậy Thúy Hoa Tẩu cả đời này cũng sẽ không lại nhớ lại hôm nay phát sinh qua cái này chuyện quỷ dị. Được a à, về nhà, bớt đến bọn hắn sốt ruột chờ. Lập tức Thúy Hoa Tẩu tại nguyên chỗ chờ, Huyền Thiên Thiên cùng đường nguyên đi cách đó không xa dưới bóng cây lái xe. Thiên Thiên, Thúy Hoa Tẩu trên thân có cỗ đặc biệt mùi thơm, người vừa rồi nghe được rồi sao? Trèo lên một lần bên trên ghế lái, đường nguyên không có vội vã lái xe, ngược lại đối Huyền Thiên Thiên nói, song nghi có chút nhau. Đặc biệt mùi thơm, cái gì mùi thơm? Uyển Thiên Thiên hỏi ngược lại, không phải rất để ý. Thúy Hoa Tẩu mặc dù là nông thôn đại tẩu, tóm lại cũng là nữ nhân, gia đình điều kiện tại nông thôn tính được rất không tệ, trên thân phun điểm nước hoa cái gì, hoàn toàn nói còn nghe được. Hương, Đường Huyên thấp giọng nói, ngữ khí trở nên hết sức nghiêm túc. Hương, Uyển Thiên Thiên giật nảy mình, cái này khả năng không lớn a, à, làm sao lại có người dùng hương tới đối phó Thúy Hoa Tẩu? Đường huyên nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc cũng có chút mê võng, nói trên người nàng mùi thơm rất nhạt rất nhạt, ta cũng không thể 100% khẳng định là hương, chẳng qua là cảm thấy có điểm giống. Ta cũng cảm thấy khả năng không lớn có người muốn đối phó nàng. Khả năng chỉ là ảo giác của ta, ta quá mẫn cảm. Yên Chi, xã ba đại đương gia, đều có các tuyệt chiêu, tống hoàn danh sưng thiên nhãn, đường huyên thì là tinh thần lực đặc biệt cường đại, tinh thông mê huyễn thuật, cũng chính là tất cả mọi người nghe nói qua thuật thôi nguyên hương loại hình đạo cụ, rất nhiều thôi miên đại sư đều thiết yếu. Nhị tỷ, về đi, ở đây, chúng ta chỉ là khách qua đường. Quyền thiên thiên tiếp xuống một câu, giải trừ đường huyên trong lòng kia một chút xíu nghi hoặc bất an. Đường huyên không khỏi thẹn thùng cười một tiếng, khởi động xe. Thiên thiên nói đúng, các nàng chỉ là khách qua đường, cùng tiêu phàm giúp diêm đại sư bố trí xong cái kia càn khôn trận, đem tu luyện luân hồi tướng khẩu quyết cùng pháp tướng đem tới tay, bọn hắn liền sẽ rời đi có tiêu phàm tại, bình thường người lại há có thể tùy tiện đối phó được bọn hắn. Cùng Thúy hoa tẩu sau khi lên xe, đường huyên lại âm thầm khẽ ngửi, kia có cực kỳ nhạt mùi thơm sớm đã theo gió mà đi, rốt cuộc ngửi không thấy. Bất quá đường huyên hay là vừa lái xe một bên giả ra rất tùy ý bộ dáng hỏi, Thúy Hoa Tẩu, biểu mỗi người ở nhà a à? Ở nhà ở nhà, các ngươi nói chuyện phiếm hay là dạo phố tới? Nói chuyện phiếm nói chuyện phiếm, chúng ta kéo oa rất lâu đâu, cơm nước xong xuôi liền đi dạo phố, đường tiểu thư uyển tiểu thư các ngươi nhìn ta cái này quần áo mới đẹp mắt ha thúy hoa tẩu mảy may đều chưa từng phát giác có cái gì ngoài ý muốn cười ha hả nói ở ghế sau bên trên xoay bỗng nhúc nhích thân thể đẹp mắt đẹp mắt uyển thiên thiên cùng đường huyên chăm miệng một lời nói mỉm cười bình an vô sự trở lại lão hà thôn trên đường đi cũng không có cái khác cỗ xe theo dõi các nàng tại núi này khu huyện nhỏ cũng không so thành phố lớn trên đường nhiều chạy một chiếc xe kính chiếu hậu bên trong thấy nhất thanh nhị sở, muốn theo dõi người khác mà không bị phát hiện, quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Dù là như thế, tại đem mua sắm dược liệu giao cho Tân Lâm thời điểm, đừng huyên hay là đem nghi ngờ của mình nói cho Tân Lâm. Tiêu phàm bên người ba nữ nhân, nhìn như riêng phần mình độc lực, kỳ thực hay là lấy Tân Lâm làm chủ. Nàng đối tiêu phàm tình huống quen thuộc nhất, cũng hiểu rõ nhất tiêu phàm. Tân Lâm nghe xong liền nhăn đầu lông mày, lập tức nói có loại sự tình này kia từ giờ trở đi, chúng ta không thể ra ngoài. Huyền huyên, hai ta 24 giờ luân phiên, tiêu phàm luyện chế bảy trận pháp khí, còn cần mấy ngày, chúng ta nhất định phải đề cao cảnh giác. Huyền thiên thiên nội công hoàn toàn biến mất, lại là không thể đảm đương trách nhiệm. Được, đường huyên lời nói cũng không nhiều, lúc này gật đầu đồng ý. Tiêu phàm luyện chế pháp khí nơi trốn, ngay tại thất sát chi địa bên trong kia lỗ hầm trú ẩn. Dù sao nếu như ở tiến vào trong làng những nhà khác hộ, không hào phóng liền. Cái này thất sát chi địa sát khí cứ việc nồng đậm, nhưng ở tiêu phàm hạo nhiên chính khí cường lực chấn áp phía dưới, hung sát chi khí đối tiêu chân nhân cũng là không thể làm gì. 6 ngày nhoáng một cái liền qua, 6 khăn che mặt trận ngọc bàn rốt cục luyện chế hoàn thành. Tiêu phàm tắm rửa chai giới một ngày, để thân thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất, liền là bắt đầu ở thất tinh trùng sát trận bên ngoài bầy trận. Tiêu chân nhân một thân xanh nhạt đường trang, dưới chân màu đen dày vải, tay phải ngực phẳng, tay trái bấm niệm pháp quyết, đủ dẫm bắt đầu thất tinh bước, chậm rãi tại nhà nhỏ bên trong xoay quanh, không ngừng hướng bảy trận pháp khí bên trong rót vào pháp lực. Diêm đại sư ngồi xếp bằng tại thất tinh trùng sát trận chính bên trong vị trí, hai tay chất chồng, miệng lẩm bẩm, trước mặt một chén dài minh cổ đăng, nhàn nhạt đèn đuốc theo Diêm đại sư chú ngữ thanh âm, không ngừng nhảy vọt lấp lóe. Càn khôn trận là vì gia cố thất tinh trùng sát trận mà bố trí, Diêm đại sư tự mình chủ trì thất tinh trùng sát trận, liền có thể tốt hơn cùng càn khôn trận kết hợp với nhau. Hai cái đại trận kết hợp càng chặt chẽ, đối hung sát chi khí chân áp liền càng thêm cường lực. Trong bất chi bất giác, ba canh giờ đã qua. Tật tiêu chân nhân quát khẽ một tiếng, tay phải bấm quyết hướng phía trước một chỉ, đem một cỗ pháp lực rót vào cuối cùng một kiện sắp đặt tốt ngọc bàn bên trong. Bốn phía nguyên bản an tĩnh thiên địa nguyên khí đột nhiên bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên. Siêm đại sư miệng bên trong niệm chú thanh âm cũng lập tức tăng tốc rất nhiều cùng tiêu phàm đồng dạng, trên trán mồ hôi gợn sóng mà xuống, theo tuyết trắng thọ lông mày hướng xuống nhỏ xuống, bảy ngọn đèn trong bỗng nhiên đèn đuốc đại phóng, đang lăn lộn thiên địa nguyên khí bên trong không ngừng chập chờn vặn vẹo, tựa hồ bỗng nhiên ở giữa trở nên có sinh mệnh, mặc kệ diễm hỏa nhảy thế nào vọt vặn vẹo, chính là một mực dính tại bắc đèn phía trên, tuyệt không tắt. Càn khôn thiên địa, thất tinh, hợp, diễm hỏa tăng cao nháy mắt, Diêm đại sư đột nhiên đứng dậy, song trưởng hướng ở giữa hợp lại, quát khẽ một tiếng. Bảy ngọn đèn trong diễm hỏa bỗng nhiên nhảy một cái, lập tức liền trở nên an định lại, diễm hỏa cũng chậm chậm thấp hạ xuống, khôi phục hướng nói không nóng không lạnh nhu hòa bộ dáng. "Lão gia tử, xong rồi." Tiêu Phàm mỉm cười, nói, ngữ khí lộ ra 10 điểm ý mừng rỡ. Chương 333, 6 đạo pháp tướng. "Sư phụ, thật cứ như vậy đem khẩu quyết cùng pháp tướng giao cho hắn." Diêm Thái Hoa nhìn xem lão gia tử trong tay phong thư, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc không muốn đây là một cái rất phổ thông cây hồng bì phong thư diêm thái hoa biết bên trong chứa chính là tiêu phàm phụng như trí bảo luân hồi tướng đạo thứ sáu hoàn chỉnh khẩu quyết cùng tu luyện pháp tướng diêm đại sư gật gật đầu nhu hòa nói thái hoa không nên quá chấp nhất vạn pháp đều là duyên nên là ngươi chính là của ngươi không nên là ngươi cưỡng cầu cũng là không được cái này càn khôn trận uy lực người cũng tận mắt nhìn đến có cái này càn khôn trận cùng thất tinh trùng sát trận phối hợp thất tuyệt chi địa, hung sát chi khí, không tới 3 năm, liền có thể toàn bộ trấn áp xuống dưới. Sư phụ cái này bắt đầu 36 kiếp, cũng coi như là sớm xong xong rồi. Ta cho dù có thiên vương đan, nguyên bản còn cần 7 năm mới có thể hoàn thành sự tình, hiện tại 3 năm liền hoàn thành, còn có cái gì không hài lòng. Huống chi bằng ta lực lượng cá nhân, coi như thật có thể lại sống 7 năm, cũng chưa chắc là có thể đem thất tuyệt chi địa, chấn trụ. Cái này luân hồi tướng khẩu quyết cùng tu luyện pháp tướng, nguyên bản là người ta vô cực môn đồ vật vật quy nguyên chủ đương nhiên diêm thái hoa chê cười nói sư phụ ta cũng biết là đạo lý này chỉ là có chút không nỡ hắn không nỡ tự nhiên không phải những này khẩu quyết cùng tu luyện pháp tướng không nỡ chính là viên kia danh xưng có thể sinh tử người mà mọc lại thịt từ xương thiên vương đan có dạng này một viên thuốc nơi tay thậm chí có thể nói nhiều một cái mạng a đi Di thôi diêm đại sư cười cười khoát khoát tay nói vâng Diêm Thái Hoa đến cùng cũng là cầm được thì cũng buông được họ cách, biết sư phụ tri ý đã quyết, nhiều lời cũng là uổng công. Lại nói, thiên vương đan tại tiêu phàm trong tay, người ta không lấy ra, mình chẳng lẽ còn có thể trắng trợn cướp đoạt không thành. Lấy tiêu phàm thực lực, không có trắng trợn cướp đoạt khẩu quyết của bọn họ cùng pháp tướng, đã coi như là 10 điểm quân tử. Cái này 7 ngày, tiêu phàm toàn lực luyện chế 7 trận pháp khí, toàn lực 7 trận, ép căn bản không hề nửa chữ nâng lên khẩu quyết cùng pháp tướng phía trên. Dù coi như những này khẩu quyết pháp tướng, là vô cực môn tìm kiếm hơn một 000 năm côi bảo, tiêu chân nhân cũng không có lộ ra cái gì khó coi tướng ăn. Gì cùng lòng giả, làm sao cùng tự tin? Hai sư đồ tại hầm chú ẩn bên trong xì xào bàn tán, tiêu phàm mang theo tam nữ, yên lặng cùng tại bên ngoài trong việt, không có chút nào thúc giục vẻ không kiên nhẫn. Tiêu chân nhân, đây là người muốn khẩu quyết cùng pháp tướng. Không lâu sau đó, hầm chú ẩn cửa phòng kẹt kẹt một tiếng mở ra, Diêm Thái Hoa chậm rãi đi tới, đem cái kia cây hồng bì phong thư đưa cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cảm ơn một tiếng nhận lấy, mở ra phong thư, từ bên trong lấy ra ba trang nhìn qua 10 điểm cổ xưa giấy vàng, giấy vàng biên giới trình bất quy tắc răng cưa hình, rất rõ ràng là từ trong một quyển sách xé rách xuống tới, giấy vàng còn bị dán vách qua. Không phải chỉ sợ sớm đã giòn, từ trong phong thư vừa lấy ra liền sẽ bể nát. Tiêu Phàm xem xét liền kết luận cái này là đồ thật cho tới nay chỉ thủy xem mật thất bên trong còn cất giữ lấy vô cực chín tướng thiên luân hồi thiên kia tàn khuyết không đầy đủ nguyên bản, mấy tờ này giấy vàng cùng luân hồi thiên nguyên bản giấy chất là đồng dạng. Đương nhiên, vô cực chín tướng thiên chân chính nguyên bản, không phải giấy chất mà là thẻ che. Đồng thời tương đương đơn giản, chỉ có nguyên văn, không có bất kỳ cái gì chú thích. Như là dịch kinh nguyên văn, giản lược nói tóm tắt tới cực điểm. Lịch đại tổ sư cùng trong môn đại năng chi sĩ không ngừng tiến hành chú giải, dần dần độ dài hạo phồn. Đến 32 đời trưởng giáo thời điểm, đem vô cực thuật tàng có quan cửu tướng thiên trương một lần nữa chỉnh lý, hình thành hoàn chỉnh vô cực chín tướng thiên, 32 đời trưởng giáo bị tôn xưng là long tượng tổ sư, hắn tự tay sửa sang lại vô cực chín tướng thiên nguyên bản được xưng là long tượng vốn, cùng thẻ che nguyên văn thiên tôn vốn một đạo, bị vô cực môn lịch đại truyền nhân phụng làm thánh vật. Đáng tiếc không lâu sau đó, vô cực môn ngay tại trong chiến hỏa bị trọng thương, Vô cực thuật tàng không ít dấu vốn bị hủy bởi chiến hỏa. Vô luận là thiên tôn vốn hay là long tượng vốn đều trở nên tàn khuyết không đầy đủ. Diêm Thái Hoa lấy ra cái này ba trang giấy vàng, là long tượng vốn nguyên văn, mỗi một mặt vẽ lấy một cái tu luyện pháp tướng, pháp tướng bên cạnh thì là tu luyện khẩu quyết. Ba trang sáu mặt, vừa vặn sáu cái pháp tướng, lục đoạn khẩu quyết. Luân hồi tướng sáu đạo, mỗi một đạo đều là sáu cái pháp tướng, lục đoạn khẩu quyết. Tuần tự dần tiến vào càng đến phía sau càng là tinh thâm vô so. Chỉ thủy xem cất giữ long tưởng vốn nguyên bản luân hồi thiên, đạo thứ sáu chỉ có hai cái tu luyện pháp tướng cùng hai đoạn tu luyện khẩu quyết. Bốn đoạn khẩu quyết cùng bốn cái pháp tướng không gặp hơn một ngàn năm. Trên thực tế, chỉ thủy xem cất giữ luân hồi thiên đạo thứ sáu đệ nhất đệ nhị tu luyện pháp tướng cùng tu luyện khẩu quyết, cũng không phải nguyên văn. Mà là đời thứ 36 tổ sư dựa vào trí nhớ của mình nặng mới bù lại đi. Luân hồi thiên nhiều lần thất lạc, tại đạo thứ sáu nguyên văn thiếu thốn trước đó, đời thứ 36 tổ sư trùng hợp tu luyện đệ nhất đệ nhị pháp tướng cùng khẩu quyết, bởi vậy đạo thứ sáu nguyên văn toàn bộ thiếu thốn, hắn còn có thể dựa vào ký ức nặng mới bù lại phía trước đệ nhất đệ nhị pháp tướng cùng khẩu quyết. Đằng sau bốn cái pháp tướng cùng bốn đoạn khẩu quyết không có tu luyện qua, tự nhiên là bổ không dậy. Chân chính sáu đạo nguyên văn, bây giờ tại tiêu phàm trong tay. Trừ cái đó ra, luân hồi thiên thứ nhất nói cùng đạo thứ tư, các thiếu một đoạn khẩu quyết cùng một cái pháp tướng, đạo thứ 5 thiếu hai đoạn khẩu quyết cùng pháp tướng. Chỉ có đạo thứ hai cùng đạo thứ ba tu luyện khẩu quyết cùng pháp tướng là hoàn chỉnh không thiếu sót. 36 cái tu luyện pháp tướng cùng 36 đoạn tu luyện khẩu quyết, thiếu 8 cái tu luyện pháp tướng cùng khẩu quyết, 10 đi 2, vì vậy vô cực môn lịch đại tu luyện luân hồi tướng truyền nhân, đều không thể đem luân hồi cảnh tu luyện tới chân chính cảnh giới đại viên mãn. Mà luân hồi tướng đại thành, lại là đặt chân thiên nhân tướng nhanh nhất đường tắt. Trên lý luận, vô cực chín tướng thiên phía trước sáu cái cảnh giới, lộc tướng, phúc tướng, thọ tướng, cướp khổ tướng, hồng trần tương hòa luân hồi tướng, vô luận cái kia một cảnh giới tu luyện tới đại thành, cũng có thể đặt chân thiên nhân cảnh, thiên nhân tướng đại thành, thì có hy vọng nhìn trộm trường sinh cảnh. Nhưng mà dựa theo vô cực môn điển tịch ghi chép, tại 36 đời tổ sư trước đó, vô cực chín tướng thiên cơ bản hoàn chỉnh thời điểm, chân chính từ lộc tướng, phúc tướng, Thỏ tướng ba cái cảnh giới trực tiếp đặt chân thiên nhân cảnh vô cực đệ tử chỉ là cực thiểu số trường hợp đặc biệt, mà tu luyện cướp khổ tướng cùng hồng trần tướng đại thành về sau đặt chân thiên nhân cảnh đệ tử nhân số lại phải hơn rất nhiều. Chân chính cùng thiên nhân cảnh có thể làm được không có khe hở kết nối, tự nhiên là luân hồi tướng. Vật này giảng cứu một cái thiên phú cũng không phải là ngươi muốn tu cái nào cảnh giới liền có thể tu cái nào cảnh giới, sư môn trưởng bối sẽ căn cứ đệ tử thiên phú đến quyết định đệ tử nào thích hợp nhất tu luyện cái nào cảnh giới. Tiêu phàm là chỉ thủy tổ sư thu quan môn đệ tử, truyền nhân y bát, thiên phú cực kỳ kiệt xuất, chiếu cố năm cái khác cảnh giới đồng thời, tinh nhiên luân hồi tướng. Chỉ thủy tổ sư đối vị này trưởng giáo truyền nhân ký thác kỳ vọng. Luân hồi tướng đạo thứ 6 thiếu thốn 2 phần 3 khẩu quyết cùng pháp tướng, là tiêu phàm từ đầu đến cuối không cách nào đem luân hồi tướng chân chính tu luyện đại thành nguyên nhân chủ yếu, bây giờ cái này sáu đạo khẩu quyết pháp tướng bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt trong lúc nhất thời tiêu phàm liền thấy nhập mê hoàn toàn đắm chìm vào giấy vàng này bên trên ghi chép khẩu quyết cùng trước đây khẩu quyết một mạch tương thừa tiêu phàm miệng bên trong mặc niệm vô ý thức chiếu vào bắt đầu tu luyện vậy mà trôi chảy vô so không có chút nào tắc nghẽn trệ cảm giác thật giả vấn đề tự nhiên không cần hoài nghi tiêu chân nhân tiêu chân nhân mắt thấy tiêu phàm bỗng nhiên mê mẩn Diêm Thái Hoa liền mỉm cười gọi hai tiếng. "A, à, Tiêu Phàm lúc này mới từ miệng quyết bên trong lấy lại tinh thần, có chút xin lỗi hướng Diêm Thái Hoa nhẹ gật đầu. "Tiêu chân nhân, khẩu quyết cùng pháp tướng, không giả a." À. "Đúng là nguyên văn, không giả." Diêm Thái Hoa liền thở dài, nói, "Khẩu quyết này cùng pháp tướng, ta trước kia cũng đã gặp. Đáng tiếc ta tư chất rất phổ thông, không có cách nào lĩnh ngộ quá nhiều. Ngược lại là sư phụ ta thường xuyên sẽ lấy ra nhìn xem." Quả thực từ đó lĩnh ngộ không ít kỳ diệu đạo lý. Tiêu Chân Nhân sẽ không trách móc a." À. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, nói, "Diêm Tiên sinh nghĩ nhiều, vô cực môn cho tới bây giờ đều không của mình mình quý. Lão gia tử có thể từ luân hồi khẩu quyết bên trong diệu ngộ trí lý, đó là chúng ta vô cực môn vinh hạnh. Trên thực tế, ta tại lĩnh hội thuật pháp thời điểm, cũng không chỉ một lần tham khảo qua thủy kính thần tướng, thu hoạch rất nhiều. Bây giờ là một cái tin tức bạo tạc thời đại, sư phó dạy đồ đệ, mọi thứ lưu lại thủ đoạn, chẳng những là liệt căn họ, cũng theo không kịp thời đại nhịp. Xác thực như thế, khẩu quyết này cùng pháp tướng có thể vật quy nguyên chủ, cũng coi là được tiện lợi, lại sư phụ ta một cọc tâm nguyện. Cảm giác tạ tiêu chân nhân viện thủ, nếu như hai trận hợp một, thật sự có thể triệt để chấn áp, thất sát chi địa, lệ khí, vậy thì càng tốt, sư phụ ta cũng có thể an hưởng tuổi thọ. Diêm Thái Hoa thở dài nói, tiêu phàm mỉm cười gật đầu, nhìn Tân Lâm một chút. Tân Lâm tiến lên một bước, từ bóp đầm bên trong móc ra một tờ đơn thuốc, đưa cho Diêm Thái Hoa. Tiêu Phàm nói, Diêm Tiên Sinh, đây là giả nhi bóp một tờ đơn thuốc, chiếu đơn uống thuốc, hiệu quả cố nhiên không bằng, thiên vương đan, bá đạo như vậy, cũng có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Đưa cho lão gia tử, xem như chúng ta một điểm tâm ý, hy vọng lão gia tử khỏe mạnh trường thọ. Ồ, tân tiểu thư còn tinh thông thuật kỳ hoàng, Diêm Thái Hoa tiếp nhận đơn thuốc, nửa tin nửa ngờ nói. Tiêu Phàm mỉm cười, nói, Diêm tiên sinh, già nhi là thất diệu cung truyền nhân. Thất diệu cung chế đan chi thuật, thế nhưng là đại đại hữu danh, ngay cả sư phụ ta đều 10 điểm thưởng thức. Đã thiên vương đan không có đổi cho lão nhân ra, như vậy cho hắn cho cái toa thuốc, điều trị một chút, cũng là tốt. Tân cô nương là thất diệu cung truyền nhân, Diêm thái hoa lập tức giật nảy cả mình, nhịn không được quan sát tỉ mỉ tân lâm vài lần, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Thân vì một cái người giang hồ, Diêm Thái Hoa tự nhiên nghe nói qua thất diệu cung đại danh, biết thất diệu cung là một cái phi thường cổ lão mà thần bí giang hồ truyền thừa. Khi hi, tân tỷ tỷ chẳng những là thất diệu cung truyền nhân chính tông, hay là thất diệu cung tương lai cung chủ người thừa kế. Nàng tự tay mô phỏng đơn thuốc, hiệu quả khẳng định chưa nói. Lão Diêm đồng chí, tính ngươi nhặt cái tiện nghi, quyền thiên thiên ở một bên cười hì hì sen vào nói. Đã dạng này, vậy ta liền đại biểu sư phụ ta tạ ơn tân cô nương không khách khí, Tân Lâm khó được nói câu lời khách khí, chỉ là ngữ khí vẫn là như vậy lạnh nhạt. Diêm tiên sinh, chúng ta cũng quấy dày thật lâu, như vậy cáo từ. Hy vọng về sau còn có thể lại có cơ hội gặp mặt. Tiêu phàm mỉm cười chắp tay. chương 334, chủ nhân nhà ta muốn gặp ngươi. Nho nhỏ lão hà thôn lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tiêu phàm bọn người lưu trong thôn mấy ngày nay, cứ việc tất cả mọi người đạt được Diêm đại sư phân phó, cũng không đến vây xem quấy giày, nhưng bốn cái xa là kẻ ngoại lai, nhất là ba tên đại mỹ nữ, hay là tại tiểu sơn thôn gây nên chưa từng có oanh động. Không ít hậu sinh thậm chí trung niên nam nhân, cũng không có việc gì liền xa xa hướng bên này nhìn quanh, mong đợi thấy mỹ nhân phong thái. Nếu như không phải là bởi vì Diêm Đại Sư trong thôn bối phân nhất tôn, uy vọng quá cao, chỉ sợ một chút gan lớn mau đầu hậu sinh thật sẽ nhịn không được nửa đêm chạy đến hầm chú ẩn bên này gãi tình. Hiện tại người ấy đã đi, nguyên bản cuồn cuộn sóng ngầm tiểu sơn thôn tự nhiên lại trở nên bình tĩnh như nước mặt trời chiều ngã về tây diêm thái hoa cũng leo lên mình xe việt giã rời đi lão hà thôn nguyên bản diêm thái hoa nghĩ trong thôn lại nhiều lưu một đêm nhưng bồi lão gia tử dùng qua bữa tối về sau hay là quyết định đi suốt đêm đến huyện thành đi hắn tại bên ngoài sự nghiệp làm được rất lớn lưu tại lão hà thôn khoảng thời gian này mỗi ngày đều điện thoại không ngừng Diêm Thái Hoa là thật đem Diêm Đại Sư ba chữ này làm thành một cái nhãn hiệu. Diêm Thái Hoa tin tưởng vững chắc, chỉ cần chiếu vào cái tốc độ này phát triển tiếp, không bao lâu, mình liền có thể trở thành một cái chân chính ngàn tỷ phú hào, hơn nữa còn là rất được người tôn kính ngàn tỷ phú hào. Nhưng là Diêm Thái Hoa đêm nay chú định đến không được huyện thành, ở nửa đường bên trên liền bị người cản lại. Đó cũng là một đài xe Việt Dã, thân xe xa so Diêm Thái Hoa điều khiển xe Việt Dã lớn, hồi hương đường cái nguyên bản liền chật hẹp dưới tình huống bình thường hai đài xe nhỏ bác xe đều cần phải cẩn thận. Như thế một chiếc xe thân to lớn xe Việt giã nhập khẩu, ầm ầm đối diện lái tới, Diêm Thái Hoa tự nhiên mà vậy bắt đầu phanh xe giảm tốc, chuẩn bị tại tương đối rộng lớn mặt đường chỗ giao lộ. Mắt thấy cỡ lớn xe Việt giã đối diện ra, Diêm Thái Hoa trong đầu không phải là không có qua nghi hoặc. Hắn vừa vừa rời đi Lão Hà Thôn không xa, con đường này có thể nói là đường một chiều, chỉ có thể thông hướng Lão Hà Thôn, không thể lại thông hướng địa phương khác. Đài này xe Việt giã nếu như không phải đi lầm đường, kia liền có khả năng là chuyên đi Lão Hà Thôn. Vấn đề là, Lão Hà Thôn trừ hắn, còn có ai nhà có dạng này xa hoa thân thích. Hai xe giao hội nháy mắt, cỡ lớn xe Việt giã bỗng nhiên đánh tay lái, đầu xe hướng bên trái chắp tay, Diêm Thái Hoa nhanh tay lẹ mắt, đột nhiên một cước phanh lại đạp xuống đi, lúc này mới khó khăn lắm tránh hai xe đối diện đụng nhau đại hỏa. Nhưng là sau một khắc, từ Diêm Thái Hoa trong ngực sông tới lại không phải lửa giật mà là một tia hàn ý lạnh lẽo. Làm một lão giang hồ, Diêm Thái Hoa từ đối phương động tác này bên trên không cảm giác được mảy may thiện ý, một cỗ cực kỳ nguy hiểm cảm giác mãnh sông lên đầu. Rất rõ ràng, người ta liền là hướng về phía hắn đến. Quả nhiên, còn không có cùng Diêm Thái Hoa nghĩ đến hết sức rõ ràng, đối diện xe Việt giã cửa xe mở ra, mấy tên thân thủ mạnh mẽ nam tử vọt đi xuống xe, đem Diêm Thái Hoa xe Việt giã bao bọc vây quanh, quét tới ánh mắt đều là lạnh như băng, khiến người nhìn mà phát khiếp cầm đầu một cái dung mạo phổ thông nam tử trẻ tuổi, trên mặt ngược lại là mang theo ý cười, chậm rãi đi đến Diêm Thái Hoa cửa xe bên cạnh, nhấc tay lên tiếng chào. Diêm Thái Hoa cũng biết không tránh thoát, đành phải đem cửa sổ xe để xuống, tận lực cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, vị tiên sinh này có gì chỉ giáo. Diêm tiên sinh, mạo muội quấy dày, mời ngươi trước xuống xe, chủ nhân nhà ta mời ngươi đi qua gặp nhau. Nam tử trẻ tuổi tao nhã lễ phép nói, tiêu chuẩn kinh phiến tử, mang theo một tia không cách nào nói rõ cao cao tại thượng ý vị. Chủ nhân, Diêm Thái Hoa không khỏi sướng sờ ngơ ngác một chút, trên mặt hiện lên một vòng nét mặt cổ quái. Chủ nhân cái từ ngữ này, gần đây ngược lại là thường xuyên tại TV phim cùng nghệ thuật tác phẩm bên trong nghe tới, nhưng ở trong cuộc sống hiện thực, thật đúng là rất ít nghe tới xưng hô như vậy. Đúng thế, Diêm Tiên sinh mời xuống xe, đừng để ta ra chủ người lâu các loại, đây là rất không lễ phép hành vi nam tử trẻ tuổi đã bắt đầu thúc giục ngữ khí cũng biến thành có chút chẳng phải kiên nhẫn ẩn ẩn mang theo ý uy hiếp tựa hồ diêm thái hoa nếu là lại lề mề lời nói hắn liền muốn khai thác quả quyết biện pháp nghe nam tử trẻ tuổi trong lời nói ý tứ này hắn gia chủ người chính là vô thượng thần chỉ triệu kiến diêm thái hoa dạng này một phàm nhân bình thường kia là diêm thái hoa vô so vinh hạnh diêm thái hoa thế mà còn lề mà lề mề quả thực chính là từ tìm phiền toái diêm thái hoa lúc này mới chú ý tới tại cỡ lớn xe Việt giã phía sau, còn có một đài màu đen bôn chỉ phòng xa. Uy nghiêm khí quyển, im ắng dừng ở cách đó không xa, cảm giác bên trên, phảng phất toàn bộ mặt đường đều bị đài này màu đen Mercedes Benz chiếm lấy. Đón nam tử trẻ tuổi thúc giục ánh mắt, Diêm Thái Hoa trong lòng một hàn, đành phải mở cửa xe đi xuống. Trong lúc này, cuộc diện đã hoàn toàn tại người khác trưởng khống phía dưới, không phải do hắn do dự trần chờ. Diêm Thái Hoa không chút nghi ngờ, chỉ cần hắn thật có cái gì dị động, vây quanh hắn xe kia mấy nam nhân, sẽ lập tức không khách khí chút nào hướng hắn hạ thủ. Những người kia trên thân, ẩn ẩn mang theo mùi máu tanh, đều là gặp qua máu hung ác nhân vật. Trước kia tại đồng thiên lỗi trên thân, Diêm Thái Hoa cũng có thể cảm nhận được kia cỗ huyết tinh chi khí. Mà đồng thiên lỗi, chính là cửa sắt thế giới ngầm lưu manh lão đại, trong tay thật phạm qua án mạng. Diêm tiên sinh, mời tới bên này, nam tử trẻ tuổi có chút xoay người mời khách, cấp bậc lễ nghĩa tương đương chu đáo. Diêm Thái Hoa kiên trì, cùng hắn cùng một chỗ hướng na đài màu đen Mercedes đi đến, mỗi tới gần một bước, Diêm Thái Hoa bất an trong lòng liền tăng thêm một phân, phảng phất mình cũng không phải là tại đi hướng một chiếc xe tử, mà là đi hướng một đầu thời kỳ hồng hoang cự thú viễn cổ, loại kia khí tức nguy hiểm, nồng nặc cơ hồ muốn trở thành thực chất vật thể, tan không ra. Diêm Thái Hoa thân là thuật sư, rất tin tưởng mình giác quan thứ sáu. Tương đối phổ thông nam tử trung niên mà nói, Diêm Thái Hoa cũng coi như thân thủ mạnh mẽ, hai ba tên hán tử, không nhất định có thể quật ngã hắn. Nhưng dưới mắt, hắn ngay cả nửa điểm ý phản kháng cũng không dám hưng khởi. Kia trăm phần trăm là mình muốn chết. Xa xa, Diêm Thái Hoa liền đứng vững thân thể, mắt nhìn Mercedes ben, con mắt đều không nháy mắt một chút. Xe Mercedes cửa sổ Thái Dương mô nhan sắc rất sâu, cứ việc cách rất gần, Diêm Thái Hoa cũng cơ bản thấy không rõ lắm trong xe tình trạng. Cửa sổ xe dần dần để xuống, lộ ra một chương góc cạnh rõ ràng, anh Tuấn dị thường đồng thời lại cực kỳ uy nghiêm nam tử trung niên gương mặt, hai mắt tinh quang lấp lóe. Diêm Thái Hoa kìm lòng không đặng có chút cúi đầu xuống, không dám cùng nam tử trung niên đối mặt, cũng không có bởi vì nhìn thấy chính chủ liền thở dài một hơi, một trái tim ngược lại phanh phanh loạn nhảy dựng lên. Vừa rồi những cái kia từng thấy máu nam nhân đã làm cho lòng người bên trong phát mau, nhưng bọn hắn cùng trước mắt vị trung niên nam tử này tương đối, những cái kia nhân vật hung ác nháy mắt liền trở nên như là dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ đáng yêu. Diêm thái hoa tiên sinh, Diệp cô vũ chậm rãi nói, thanh âm cùng gương mặt hắn đồng dạng, tràn đầy uy nghiêm cao cao tại thượng cùng bá khí, ánh mắt lăng lệ như đao. Diêm thái hoa thân thể khẽ run lên, vội vàng thật sâu bái, kính cẩn nói a, à, đúng vậy đúng vậy, ta chính là Diêm thái hoa, xin hỏi. Vị tiên sinh này họ gì đại danh? Ta họ Diệp, Diệp tiên sinh, ngài tốt ngài tốt. Diêm Thái Hoa lại khom người một chút, "Diêm tiên sinh, xin hỏi ngươi cùng tam chân nhân xưng hô như thế nào?" Diêm Thái Hoa giật nảy cả mình, bỗng nhiên ngẩng đầu đến, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, cũng không phải nói tam chân nhân cái này tục danh để hắn kinh ngạc như thế, mấu chốt là quá đột ngột. 18 chân nhân qua đời hơn mấy chục năm, liền xem như toàn bộ lão Hà thôn, biết xưng hô này người cũng không nhiều, không nghĩ tới bỗng nhiên từ cái này uy nghiêm nam tử miệng bên trong hỏi lên. Chẳng lẽ vị này cũng là thuật sư? Nếu như hắn thật sự là thuật sư, chỉ bằng vào cái này đè chết người khí thế liền có thể biết, kia tạo nghệ khẳng định khó lường, đoán chừng tuyệt đối sẽ không tại vô cực môn trưởng giáo tiêu chân nhân phía dưới. Trong một chớp mắt, Diêm Thái Hoa trong óc hiện lên vô số suy nghĩ, miệng bên trong lại mảy may cũng không dám kéo dài, lập tức hạ thấp người đáp, "Nhận Diệp tiên sinh xin hỏi, 18 chân nhân là sư tổ của ta." "Ừm, um, nguyên lai Diêm tiên sinh là 18 chân nhân lại truyền đệ tử." diêm tiên sinh lệnh sư được chứ diệp cô vũ thanh âm không có chút rung động nào tựa hồ đã sớm dự liệu được tạ ơn diệp tiên sinh quải niệm sư phụ ta thân thể vẫn được vậy là tốt rồi diêm tiên sinh ta muốn đi lão hà thôn tiếp một chút lệnh sư mời diêm tiên sinh dẫn đường diệp cô vũ lạnh nhạt nói trong lời nói mặc dù thêm cái mời chữ nhưng rõ ràng mang theo mệnh lệnh ý vị căn bản liền không cho người kháng cự mà lại bày ra tình hình như vậy coi như Diêm Thái Hoa dũng khí lại trắng, cũng không dám nói không chứ. Diêm Thái Hoa mười phân cảm giác được một cách rõ ràng, tại vị này Diệp Tiên sinh trước mặt, tử vong là chân thực như thế, tuyệt không mang nửa điểm hư vô mờ mịt cảm giác, phảng phất Diệp Cô Vũ liền là tới từ địa ngục ma thần, tay cầm màu đen liêm đao, có thể nháy mắt phán người sinh tử. Được rồi, Diệp Tiên sinh, Diêm Thái Hoa không hề nghĩ ngợi, liền gật đầu đồng ý. Diệp Cô Vũ khe vuốt cầm, tựa hồ đối với diêm thái hoa biểu hiện coi như hài lòng tt tê tê nhẹ vang lên âm thanh bên trong xe mercedes ghế sau cửa sổ xe chậm rãi thăng đi lên tấm kia khiến diêm thái hoa cơ hồ muốn hít thở không thông uy nghiêm gương mặt cũng liền bị một chút xíu che che lại diêm tiên sinh mời nam tử trẻ tuổi kính cần đứng trang nghiêm một mực chờ xe cửa sổ hoàn toàn khép kín lúc này mới có chút cúi đầu lập tức ngồi thẳng lên đối diêm thái hoa nói ngữ khí lại khôi phục kia một tia cao ngạo đến cái này ngay miệng Diêm Thái Hoa từ lâu quyết tâm, quyết định hết thảy làm theo. Tình thế đã rõ ràng không thể kháng cự, cũng may Diêm Thái Hoa luôn cảm giác mình không có có đắc tội qua lợi hại như vậy cừu ra, trong đầu cũng ôm một chút hy vọng. Lại nói, Diệp Cô Vũ nói rõ muốn đi thấy sư phụ hắn, kia liền có thể không là hướng về phía hắn đến. Chỉ cần không phải sinh tử đại thù, tóm lại còn có chỗ thương lượng. Mặc kệ bọn hắn có điều kiện gì, cũng mặc kệ chính mình có thể làm được hay không, đợi chút nữa một ngực trước đáp ứng lại nói lưu được núi xanh không lo không có củi đốt trong lòng nghĩ như vậy diêm thái hoa cũng là chấn định lại theo nam tử trẻ tuổi đi hướng mình xe việt giã diêm tiên sinh lên xe của ta đi nam tử trẻ tuổi trực tiếp đem diêm thái hoa mời lên mình cỡ lớn xe việt giã một tên khác nam tử thì leo lên diêm thái hoa xe diêm thái hoa vừa trèo lên một lần bên trên xe việt giã ghế sau lập tức liền một bên một cái chen lên đến hai tên lạnh lùng nam nhân diêm thái hoa cười khổ một tiếng tác họ không thêm để ý tới. Xe Việt giáo anh Minh, rất nhanh liền dơ lên một cỗ bụi mù, hướng về lão Hà Thôn mau chóng đuổi theo. Ánh chiều tà le lói thời điểm, cái này nho nhỏ đội xe lần nữa đi tới lão Hà Thôn dưới sườn núi. Trên sườn núi, thứ tự sáng lên ánh đèn, bình tĩnh an nhiên, không có người biết, Diệp Vương đã đến. Trường 335, lấy giết người vì nghiệp. Lò trong động, Diêm Đại Sư lẳng lặng xếp bằng ở thất tinh cổ đăng trung ương, cảm thụ được hợp trận về sau cả gian hầm trú ẩn bên trong cùng trước kia không giống thiên địa nguyên khí tụ tập tốc độ. Cái gọi là thất tinh trùng sát đại trận, chính là mượn nhờ người cả thôn sinh linh khí, lấy bố trí tại hầm trú ẩn bên trong tiểu thất tinh trận làm dẫn, đem ngoại giới thiên địa nguyên khí triệu tập tới, cùng một chỗ thất tuyệt chi địa hung sát chi khí. Trước đó, toàn bộ thất tinh trùng sát đại trận triệu tập thiên địa nguyên khí, cũng bất quá khó khăn lắm có thể đè ép được hung sát chi khí, cái này còn cần Diêm Đại Sư mỗi nói tự mình chủ trì đại trận, không ngừng hướng bảy trận pháp khí bên trong rót vào pháp lực. Tiêu phàm càn khôn trận một tăng thêm đến, tình thế lập tức đổi mới. Thiên địa nguyên khí tụ tập tốc độ so trước kia nhanh hơn phân nửa, mà lại tụ tập tới thiên địa nguyên khí, sẽ không tùy tiện tiêu tán. Cảm nhận được đại trận khác biệt, Diêm Đại Sư trong lòng rất là bình an vui sướng. Thẳng đến Diệp Cô Vũ xuất hiện tại lò cửa động, thất tinh cổ đang chập trần đèn đuốc, bỗng nhiên tối sầm lại bảy đoá diễm hỏa giống như nhận một loại nào đó vô hình áp chế cùng một chỗ ảm đạm xuống liều mạng nhảy vọt dãy ruộng tựa hồ muốn cùng kia cỗ lực vô hình đối kháng nhưng thủy trung không ngẩng đầu được lên diêm đại sư chậm rãi ngẩng đầu lên liền thấy thẳng đứng ở lò cửa động diệp cô vũ diệp cô vũ nhưng không có nhìn hắn mà là nhiều hứng thú quan sát đến lò trong động hai cái pháp trận chốc lát khẽ vuốt cằm nói thất tinh trùng sát trận làm chủ càn khôn trận làm phụ ngược lại là rất không tệ phối hợp Lão gia tử, người nếu là sớm nghĩ biện pháp này, cũng không cần phải thụ nhiều năm như vậy khổ. Cái này, bắt đầu 36 cướp, có lẽ có thể làm được một năm hai kiếp, chỉ cần 18 năm liền công đức viên mãn. Đằng sau cái này 10 năm sau thống khổ tra tấn, đều là thêm ra. Lão nhân ra xương cung mày nhẹ nhàng khẽ động, thọ lông mày dương lên, ánh mắt lóe lên một vòng kinh ngạc quang mang. Tiên sinh họ gì, họ diệp, một diệp chi thu lá. Diệp cô vũ không có vào cửa, cứ như vậy đứng tại cửa ra vào, lạnh nhạt cùng Diêm Đại Sư đối đáp. Kia cỗ đầu đầu cũng có lăng lệ khí thế, sớm đã giữa bất chi bất giác tràn ngập tại hầm trú ẩn mỗi một góc, đem ngồi xếp bằng lão đầu tử hoàn toàn bao vây lại. Diệp cô vũ loại này uy nghiêm khí thế bén nhọn, không chỉ là tiên thiên hình thành, bẩm sinh, cùng ngày mai có thể bồi dưỡng có cực lớn liên quan. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái này kỳ thật cũng là một loại khắc địch chế thắng thủ đoạn. Đại đa số người, chỉ cần vừa tiếp xúc với hắn cỗ khí thế này, ở sâu trong nội tâm lập tức liền sẽ trở nên áp lực như núi, trước liền e sợ, coi là thật cùng Diệp Cô Vũ động thủ so chiêu, 10 thành công lực có thể phát huy ra 78 phần coi như rất không tệ. Diệp tiên sinh từ phương nào mà đến, Tây Phương, lão nhân ra mở mắt ra, quan sát tỉ mỉ Diệp Cô Vũ vài lần, khẽ gật đầu một cái, nói, Diệp tiên sinh thật là lớn sát khí. Lão gia tử cảm nhận được rồi, ừm, qua nhiều năm như vậy, Người trong đồng đạo ta lão đầu tử gặp qua không ít, nhưng giống Diệp Tiên sinh dạng này sát khí nồng đậm người, nói thực ra ta vẫn là lần đầu nhìn thấy. Khó trách Diệp Tiên sinh vừa hiện thân, cái này, thất tinh trùng sát trận, đều nơm nớp lo sợ, như lâm đại địch. Nói, lão nhân ra ánh mắt tại bảy ngọn cổ đang ảm đạm diễm hỏa cấp trên chậm rãi đảo qua. Lão đầu tử có thể rõ ràng cảm ứng được, nguyên bản toàn lực thất sát chi địa thiên địa nguyên khí, từ khi Diệp cô vũ xuất hiện về sau, liền tự động phân ra hơn phân nửa đến cùng hắn đối kháng vây quanh diệp cô vũ trên dưới lăn lộn tựa hồ rất cố gắng muốn đem hắn cũng xuống dưới diệp cô vũ cười nhạt một tiếng nói khả năng này cùng nghề nghiệp của ta có quan hệ những năm gần đây diệp mỗ lấy giết người vì nghiệp giết đến người nhiều trên thân tự nhiên sẽ mang theo một chút sát khí nếu như kinh hãi đến lão gia tử ngược lại là ta không nên lời nói này phải bình bình đạm đạm không có chút nào tận lực phảng phất đang cùng người nói chuyện phiếm nói hôm nay thời tiết thật tốt loại hình. Lấy giết người vì nghiệp, lão đầu tử sau nghi có chút nhau. Diệp tiên sinh đã là tu pháp người, cần biết thượng thiên có đức hiếu sinh. Diệp tiên sinh như thế sát nhiệt sâu nặng, thực tế làm trời nổi giận. Chẳng lẽ diệp tiên sinh liền không lo lắng, có hướng nhất viết, sát nhiệt phản phệ, không có thuốc chữa A. Diêm đại sư trầm giọng hỏi, làm càn, một tiếng thanh thúy yêu kiều bỗng nhiên tại hầm chú ẩn bên trong vang lên, tốt không hư vô mở mịt lão đầu nói chuyện cẩn thận không muốn cậy già lên mặt người sao dám tại Diệp Vương trước mặt vô lễ như thế thanh âm này tựa hồ ngay tại lò trong động bốn phương tám hướng đều có hồi âm nhưng hầm chú ẩn cứ như vậy lớn trừ bảy ngọn cổ đăng lại không có những nhà khác cỗ có phải là thêm ra tới một người theo lý hẳn là thấy nhất thanh nhị sở nhưng hầm chú ẩn bên trong chỉ có Diêm đại sư khoanh chân mà đi lại cũng không nhìn thấy người thứ hai Diêm đại sư cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc, tự nhiên càng không có quá nhiều e ngại, chỉ lại yên lặng cười một tiếng, lắc đầu, nói, vị cô nương này, lão đầu tử năm nay 87 tuổi, người cảm thấy ta còn có lời gì không dám nói a? À. Về phần vị cô nương này đến cùng người ở chỗ nào, lão đầu tử tựa hồ cũng không phải để ý như vậy. Làm thanh danh hiển hách chân chính Diêm đại sư, hơn 80 năm đến, cái gì cổ quái chưa thấy qua, một chút chướng nhãn pháp cùng nguyễn thuật, còn không đến mức để hắn ngạc nhiên. Cái này Diệp Cô Vũ xem xét cũng không phải là thường nhân, bên người có một ít kỳ nhân dị sĩ, 10 điểm đương nhiên. Nếu thật là lẻ loi một mình đến đây tiếp với hắn, ngược lại làm người ta giật mình. 87 tuổi, vậy thì thế nào, sâu kiến còn ham sống, người đừng nói cho ta sống đến 87 tuổi liền không sợ chết. Nếu thật là không sợ chết, người tại sao phải cùng người đổi trời. Cái kia hư vô mờ mịt thanh âm tiếp tục tại bốn phương tám hướng vang lên, mang theo nói không nên lời mỉa mai chi ý. Diệp cô vũ khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười, tựa hồ cũng không định ngăn cản bạch tô tô. Diêm đại sư cười ha ha một tiếng, nói nguyên lai hai vị là vì trời mà đến, vậy liền không có ý tứ, muốn để hai vị thất vọng, trời cũng không có đổi cho ta, còn tại nó nguyên chủ nhân trong tay. Nghĩ cũng biết, Diệp cô vũ dạng này người, trong đêm chạy đến núi này câu trong rãnh đến, tuyệt không chỉ là vì cùng hắn nói chuyện phiếm nói chuyện. Diệp cô vũ song mi nhẹ nhàng nhân lại, lạnh nhạt nói, lão gia tử, ta đêm khuya mà đến, hảo hảo nói chuyện cùng ngươi, kia là xem ở 18 chân nhân trên mặt, tôn trọng các ngươi thủy kính một mạch. Nhưng ngươi nếu là nói ngoa khi dễ, diệp mỗ tính tình cũng không phải quá ôn hòa. Vừa dứt lời, hầm chú ẩn bên trong nguyên bản ở khắp mọi nơi sát khí, càng là lập tức trở nên nồng đậm ba phân. Lão đầu tử nghiêm nghị không sợ, nhìn diệp cô vũ một chút, bình tĩnh nói, đã diệp tiên sinh nói như vậy, ta thay mặt tiên phụ hướng ngươi gửi tới lời cảm ơn, cũng cảm tạ ngươi đối thủy kính một mạch tôn trọng. Diệp tiên sinh đêm khuya mà đến, có chuyện không ngại nói thẳng. Diệp cô vũ nhẹ gật đầu, nói, rất tốt. Diệp ngô ý đổ đến rất đơn giản, mời lão gia tử giao ra, trời, cùng luân hồi tướng khẩu quyết cùng pháp tướng. Diệp đại sư trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc, Diệp tiên sinh vì, trời, mà đến, ta có thể hiểu được, dù sao linh dược khó cầu. Nhưng luân hồi tướng khẩu quyết cùng pháp tướng, chính là vô cực môn tất cả. Chẳng lẽ Diệp Tiên Sinh cũng là vô cực môn người? Quả thật như thế, cái này khẩu quyết cùng pháp tướng đã giao cho quý môn trưởng giáo Tiêu Phàm Tiêu chân nhân, Diệp Tiên Sinh hoàn toàn có thể trực tiếp hướng Tiêu chân nhân đi tác thủ. Theo ta được biết, vô cực môn môn quy cũng không cấm môn nhân đọc qua trong môn bất luận cái gì điển tịch. Diệp Cô Vũ khóe miệng thoảng qua run rẩy một chút, thanh âm trở nên lạnh nhạt, Diêm đại sư, Diệp mỗ là môn nào phái nào truyền nhân, đây không phải ngươi nên quan tâm mà lại người cũng không phải là vô cực môn đối vô cực môn môn quy người lại có thể biết bao nhiêu luân hồi tướng khẩu quyết cùng pháp tướng coi như người đã đem nguyên bản giao cho tiêu phàm chẳng lẽ cũng không có lưu dưới phúc bản những này khẩu quyết cùng pháp tướng cũng không phải chúng ta thủy kính một mạch truyền thừa ta lưu lại phúc bản có ý nghĩa gì diêm đại sư hỏi ngược lại diệp cô vũ lạnh lùng nói diêm đại sư người cố nhiên tuổi tác đã cao không sợ sinh tử chẳng lẽ liền không vì ngươi hậu nhân nghĩ không vì cái này đầy thôn gần 200 nhân khẩu mệnh suy nghĩ. Người hẳn là rất rõ ràng, chỉ cần ta nguyện ý, những người này đều chưa hẳn có thể nhìn thấy ngày mai mặt trời. Diêm đại sư rủ xuống mí mắt, giữ im lặng, coi như là chính hắn, ta nhìn cũng chưa chắc liền thật không sợ chết. Cái kia mờ mịt giọng nữ lần nữa vang lên, nếu thật là không sợ chết, hắn tại sao phải cùng người trao đổi, trời, không phải liền là suy nghĩ nhiều sống mấy năm a. À. Cái này bên trong bày ra hai cái hỗ trợ lẫn nhau trận pháp mục đích càng là liếc qua thấy ngay không vì nơi này hung sát chi khí lão đầu người thủ tại chỗ này làm cái gì diêm đại sư mày trắng nhẹ nhàng run run mấy lần nghe thanh âm cô bé này tuổi tác không lớn ánh mắt độc như vậy diệp tiên sinh đã như vậy khẩu quyết cùng pháp tướng phúc bản ta có thể giao cho ngươi nhưng trời xác thực không có ngươi cũng là người trong đồng đạo nhìn thấy cái này càng khôn trận hẳn là liền biết ta không có nói ngoa khi dễ lão đầu tử trần chờ cũng không có kiên trì bao lâu, lập tức ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói. Đã diệp cô vũ đã tìm tới cửa, lão đầu tử cũng biết đêm nay việc này, không xem hư thực là không được. Diệp cô vũ loại người này, quả quyết không phải vài câu nói ngoa liền có thể đuổi đi. Lão đầu tử cũng tuyệt không nghi ngờ diệp cô vũ là lấy giết người vì nghiệp. Cái này toàn thân sát khí, làm sao đều không che giấu được. Được, Diệp Cô Vũ trả lời chắc chắn 10 điểm đơn giản sáng tỏ, không có nửa câu nói nhảm. Không lâu sau đó, đen nhánh Mercedes-Benz cùng to lớn xe Việt giã, một trước một sau rời đi lão hà thôn. Tiểu Sơn thôn vẫn như cũ yên tĩnh, không có người nào phát hiện, ngay tại trước đây không lâu, trong thôn tới qua một đám khách không mời mà đến, hà thôn nam nữ lão âu tính mệnh, vừa mới còn tại trước quỷ môn quan đánh một cái vừa đi vừa về. Mercedes-Benz ghế sau lóe lên ánh đèn, Diệp cô vũ lấy trong tay kia ba tấm tính chất coi như không tệ tê dại giấy, Phía trên là lít nha lít nhít xinh đẹp chữ nhỏ cùng sáu cỗ diện mục giữ tợn pháp tướng, một sợi nụ cười hài lòng, tại Diệp cô Vũ khóe miệng nổi lên. Bạch Tô Tô liếc qua trong tay hắn khẩu quyết, hỏi kia trời, đâu? Cứ như vậy tính rồi, người nghĩ từ tiêu phàm trong tay cướp về A. Diệp cô Vũ hỏi ngược một câu, Bạch Tô Tô không lên tiếng, nhìn ra được, nàng có chút xem thường. Sớm không nghe ta, nếu là bắt lấy Uyển Thiên Thiên, không tin tiêu phàm không cầm trời đổi nữ nhân của hắn. Tô Tô, viên này, trời, lưu tại tiêu phàm trong tay, có lẽ so tại trong tay chúng ta càng có hiệu quả. Người nhất định phải minh bạch, hiện tại tiêu phàm còn không thể chết. Diệp cô vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, từ tốn nói. Bạch Tô Tô nghiêng đầu lại, nhìn qua Diệp cô vũ, toàn vẹn không hiểu. Ít nhất lần này, nếu như không có tiêu phàm lời nói, chúng ta liền chưa hẳn có thể thuận lợi như vậy cầm tới những này khẩu quyết cùng pháp tướng. Giá trị của những thứ này, nhưng so trời cao hơn. Diệp cô vũ vỗ nhẹ nhẹ đánh trong tay màu vàng tê dại giấy hai lần, mỉm cười nói. Bạch Tô Tô mặt mày hơi động một chút, tựa hồ có chút minh bạch Diệp cô vũ y tứ. chương 336, người tiết lộ bí mật. Diệp cô vũ chạy tới Lão Hà Thôn thời điểm, tiêu phàm cũng chưa vội vã rời đi Thái Hoa huyện, hắn đi Trúc Gia đại viện. Đã diêm đại sư minh bạch nói, có quan hệ luân hồi tướng khẩu quyết cùng pháp tướng, là tiểu quỷ tử điều tra trúc gia đại viện đoạt được, như vậy trúc gia đại viện khẳng định là muốn đi đi dạo một vòng đã nhiều năm như vậy tiêu phàm cũng không có trông cậy vào có thể tại trúc gia đại viện còn có sở hoạch có thể một lần họ tìm đủ luân hồi tướng đạo thứ sáu toàn bộ khẩu quyết cùng pháp tướng tiêu phàm đã cao hứng phi thường quả nhiên là cơ duyên lớn lao tiêu phàm chỉ là ôm vạn nhất may mắn tâm tư đi đi đến trúc gia đại viện về sau tiêu phàm hay là thất vọng sự tình đã qua hơn mấy chục năm trúc gia đại viện từ lâu không còn lúc trước hưng thịnh biến thành bảy tám hộ thôn dân cư trú chỗ ở, lộn xộn. Bất quá tiêu phàm hay là tại một hộ nông gia nghỉ ngơi một lát, ngay tại trúc gia đại viện lên một quẻ, quẻ tượng không có bất kỳ cái gì chỉ dẫn, tiêu phàm giác quan thứ sáu cũng chưa từng có đặc biệt nhắc nhở. Tiêu phàm tin tưởng, trúc gia đại viện đã không có hắn thứ muốn tìm. Thân là vô cực môn trưởng giáo chân nhân, nếu quả thật cùng vô cực chín tướng thiên thất lạc thiên trương gần trong gang tắc, tiêu phàm không có khả năng không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Thuật sư giác quan thứ sáu cũng chính là thần niệm chi lực, nhiều khi có thể tạo được bình thường người tác dụng không tưởng tượng nổi. Tiêu phàm không có tại trúc gia đại viện qua đêm, cảm ơn nông hộ, liền là leo lên xe Việt giã, ở trong màn đêm hướng về Thái Hoa huyện thành xuất phát. Nhanh đến huyện thành thời điểm, tiêu phàm điện thoại vang lên. Diêm tiên sinh, tiêu phàm đè xuống nút trả lời, rời đi lão hà thôn thời điểm. Ứng Diêm Thái Hoa yêu cầu, Tiêu Phàm cùng hắn trao đổi số điện thoại. Bất kể nói thế nào, Diêm Thái Hoa cũng là thủy kính thần tướng truyền nhân chính tông, lần này lại bởi vì hắn mà tìm về thất lạc nhiều năm khẩu quyết pháp tướng, Tiêu Phàm cũng không có tránh xa người ngàn dặm ý tứ. Bất quá Diêm Thái Hoa ở thời điểm này gọi điện thoại tới, để Tiêu Phàm có một loại nào đó dự cảm bất tường. "Tiêu chân nhân, chúng ta thủy kính lưu phái không có có đắc tội ngươi đi." Điện thoại vừa tiếp thông, liền vang lên Diêm Thái Hoa nổi giận đùng đùng chất vấn âm thanh. Tiêu Phàm sau nghi có chút nhân lại, nói: "Diêm tiên sinh, có chuyện mời nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng. Trong lòng càng thêm có chút kỳ quái, nghe Diêm Thái Hoa cái giọng nói này, khẳng định phát sinh không nhỏ sự tình, không phải Diêm Thái Hoa không đến mức như thế tức hồn hền. Kỳ quái là, tiêu phàm thế mà không có nửa điểm dự cảm. Đối với thân thể luân hồi tướng vô cực môn trưởng giáo chân nhân mà nói, đây là rất không tầm thường tình hình. Thuật pháp cảnh giới rơi xuống là một nguyên nhân, nhưng hẳn không phải là duy nhất nguyên nhân. Đã chúng ta không có có đắc tội ngươi, người tại sao phải thanh tin tức tiết lộ ra ngoài. Ta ngược lại là không quan trọng, nhưng sư phụ ta lớn như vậy niên kỷ, cũng đi theo thụ như thế kinh hãi, người nỡ lòng nào. Diêm Thái Hoa không lo được phong độ cái gì, ở trong điện thoại la to. Nói đến cái này cũng không thể trách hắn, vô luận ai kinh lịch vừa rồi tình hình như vậy về sau, đều sẽ nhịn không được cuồng loạn. Diệp cô vũ mặc dù cuối cùng không có giết hắn, nhưng loại kia tại trước quỷ môn quan bồi hồi dày vào cảm giác, so chết bản thân càng khó chịu hơn. Diêm Thái Hoa thật sự cảm giác được, hắn sinh cùng tử, chỉ ở Diệp Cô Vũ một ý niệm. Loại này hoàn toàn không cách nào nắm chắc chính mình vận mệnh cảm giác, Diêm Thái Hoa đã rất nhiều năm chưa bao giờ gặp. Diêm Thái Hoa nhận định là tiêu phàm tiết lộ tin tức, nếu không, Diệp Cô Vũ làm sao có thể tìm tới cửa. Nhìn Diệp Cô Vũ dạng như vậy, đối giữa bọn hắn giao dịch rõ như lòng bàn tay, Diêm Thái Hoa có thể khẳng định, mình tuyệt đối không có đem tin tức này tiết lộ cho người khác biết không phải bọn hắn sư đồ vậy cũng chỉ có thể là tiêu phàm người bên kia tiêu phàm không có sinh khí chỉ là trầm mặc cùng diêm thái hoa thở dốc hơi định về sau mới chậm rãi nói diêm tiên sinh ngươi hiểu lầm chúng ta tuyệt đối không có tiết lộ qua tin tức đến cùng xảy ra chuyện gì mời ngươi nói rõ chi tiết một chút nói tiêu phàm theo hạ thủ cơ loa ngoài khóa tốt ta hỏi ngươi cái kia họ diệp là chuyện gì xảy ra diêm thái hoa lại mảy may cũng không để ý tới tiêu phàm thái độ phối hợp ở bên kia không ngừng chất vấn bất quá theo lấy giữa bọn hắn vấn đáp đầu đuôi sự tình mọi người ngược lại là cơ bản hiểu rõ thúy hoa tẩu quyền thiên thiên cùng đường huyên liếc nhau một tiếng kinh hô cơ hồ là nháy mắt các nàng liền khóa chặt người khó trách ngày đó đường huyên tại thúy hoa tẩu trên thân nghe được lưu lại hương khí vị từ diêm thái hoa trong miêu tả tất cả mọi người có thể tưởng tượng ra được vị kia diệp tiên sinh phái đoàn ra sao cùng chi lớn như vậy đại nhân vật thủ hạ có tinh thông thuật thôi miên cao thủ, mảy may cũng không kỳ quái. Diệp tiên sinh, tiêu phàm trầm ngâm, song mi nhíu chặt, vặn thành một cái chữ xuyên. Diệp tiên sinh, mời ngươi lại kỹ càng miêu tả một chút tình huống của người này. Hừ, có cái gì tốt miêu tả, ta không tin ngươi thật không biết hắn. Diệp thái hoa hay là rất tức giận, cười lạnh nói. Diệp tiên sinh, tiêu phàm ngữ khí bỗng nhiên nghiêm túc lên, nghe vào vô cùng nghiêm túc. Mời ngươi minh bạch, Tình huống này đối với ta mà nói, phi thường trọng yếu. Mời ngươi lại kỹ càng miêu tả một chút, mang theo không thể kháng cự mệnh lệnh ý vị. Diêm Thái Hoa không khỏi sướng sờ ngơ ngác một chút. Cùng Tiêu Phàm tại lớn đường vương triều khách sạn gặp mặt đến bây giờ, ở chung hơn 10 ngày, hắn còn chưa từng thấy qua Tiêu Phàm nghiêm túc như thế. Xem ra, mình thật sự có khả năng hiểu lầm. Mặc dù hắn rất không nguyện ý nhắc lại Diệp Tiên Sinh người, nhưng lại yên tĩnh tưởng tượng, còn là dựa theo Tiêu Phàm yêu cầu lần nữa đem diệp cô vũ tình hình miêu tả một lần là dương tây chấn đụng phải người kia lần này tân lâm rốt cục khẳng định gật gật đầu xinh đẹp liếu diệp lông mày dương lên lần kia tân lâm tại dương tây khách sạn trên hành lang xa xa gặp qua diệp cô vũ chỉ là dương tây chấn ban đêm quá tối trên đường phố cũng không có đèn đường tân lâm chưa từng thấy rõ ràng diệp cô vũ diện mạo nhưng dựa theo diêm thái hoa cái này miêu tả tân lâm cảm giác bọn hắn hẳn là là cùng một người loại kia cực độ khí tức nguy hiểm, tuyệt không phải người bình thường có thể tán phát ra được. Thật giống như tiêu phàm bỗng nhiên lúc bộc phát khí tức, liền vô cùng cường đại, người bình thường tuyệt đối bắt trước không được. Là hắn sao, Uyển thiên thiên kinh hãi, ánh mắt lóe lên một vòng vẻ sợ hãi. Nàng cũng chưa từng cùng Diệp Cô Vũ gặp qua mặt, Diệp Cô Vũ tại Dương Tây khách sạn xuất hiện thời điểm, Uyển thiên thiên còn bị tiêu phàm kéo. Nhưng Diệp Cô Vũ kia cường đại sát khí, lại đem lúc ấy đã đã hôn mê nàng ngạnh sinh sinh kích thích hồi tỉnh lại một cái có thể làm cho nàng tại trong hôn mê đều cảm nhận được cường đại khí cơ người tuyệt đối không thể coi thường từ tân lâm trong thần thái cũng có thể phán đoán được đi ra tân lâm đối với người này đồng dạng kiêng kỵ vô so tiêu phàm lạnh nhạt nói cuối cùng biết hắn họ diệp huyền thiên thiên kêu lên ai biết thật giả khẳng định là thật tiêu phàm lấy không thể nghi ngờ ngữ khí nói cường đại như diệp cô vũ nam nhân như vậy nhất định cũng là kiêu ngạo, bởi vì cái gọi là đại trưởng phu đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Tại chuyện như vậy bên trên, Diệp Cô Vũ làm sao có thể nói láo? Tiêu chân nhân, người còn thiếu ta một lời giải thích. Diêm Thái Hoa lạnh lùng nói, không có gì tốt giải thích, việc này không trách chúng ta, là bọn hắn thôi miên túy hoa tẩu. Không đợi tiêu phàm mở miệng, Uyển Thiên Thiên liền ở một bên tiếp nhận câu chuyện. Thúy Hoa Tẩu, chuyện này cùng Thúy Hoa có quan hệ gì? Uyển Cô Nương, lấy cớ này nhưng không thế nào cao minh. Điện thoại bên kia, Diêm Thái Hoa lập tức sắc mặt tái xanh, hầm hừ nói. Tại Diêm Thái Hoa nghĩ đến, không chút tâm cơ nào Thúy Hoa thuần phát phải như là một đứa bé con, làm sao có thể bọn hắn. Lão Diêm, ta nói cho ngươi, ngươi đừng vào trước là chủ, việc này tương đối phức tạp, Thúy Hoa tẩu cũng không phải cố ý. uyển Thiên Thiên lập tức đem ngày đó tại Lão Hà trên chấn mình cùng đường huyên lo nghĩ nói ra. Hừ hừ, Uyển cô nương, đây cũng chỉ là suy đoán của các ngươi mà thôi, các ngươi có chứng cứ gì?" Diêm Thái Hoa còn không chịu bán chứng, nổi giận đùng đùng nói. Uyển Thiên Thiên cười lạnh một tiếng, nói: "Lão Diêm, ngươi ngốc hả? Nếu thật là chúng ta tiết lộ tin tức, đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Ngươi vừa rồi cũng nói, cái kia họ Diệp chỉ là lấy đi khẩu quyết cùng pháp tướng Phúc bản. Nếu là hắn cùng chúng ta một đám, cần phải đi một chuyến nữa. Trực tiếp tìm chúng ta muốn là được." Ngươi cho rằng, trời, loại chuyện này, chúng ta sẽ gặp người liền ồn ào. Người ngốc chúng ta cũng không ngốc, lời nói này thật tốt không trực tiếp, lại 10 điểm hữu lực. Hừ, liền xem như dạng này, đó cũng là các ngươi dẫn ra phiền phức. Diêm Thái Hoa lập tức liền nghẹn lại, thật vất vả mới biệt suốt một câu như vậy, bất quá ngữ khí rõ ràng mềm nhũn ra. Hắn nổi giận đùng đùng cho tiêu phàm gọi điện thoại, chỉ là bởi vì vừa rồi bị dọa dẫm phát sợ qua thịnh, nhất định phải tìm con đường hảo hảo một chút có phiền toái gì, vật hắn muốn đã được đến, đã mới vừa rồi không có giết ngươi, về sau cũng sẽ không còn có hứng thú đi tìm ngươi đến giết chết, ngươi nói có đúng hay không đạo lý này. Hắn muốn, trời, còn tại trong tay chúng ta, về sau muốn tìm phiền toái, cũng là đến tìm chúng ta gây phiền phức, cùng ngươi có quan hệ gì. Ngươi sợ cái gì, Uyển thiên thiên nhưng không có chút nào hồ đồ, lập tức cười lạnh nói. Lần này, Diêm Thái Hoa triệt để nghẹn lời, chố mắt một lát, không nói một lời, dùng sức cúp điện thoại. Tiêu Phàm, người kia là ai a? À? Như thế bám dai như đỉa theo sát ngươi. Uyển Thiên Thiên trừng to mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, hỏi: "Không biết, ngươi làm sao có thể không biết? Người ta đều chầm chầm ngươi thời gian dài như vậy, ngươi thế mà hoàn toàn không biết gì?" "Địch tối ta sáng, chuyện này nhưng bất thường, quá bị động." Uyển Thiên Thiên lập tức kêu la: "Ai, ngươi không phải thần cơ diệu toán sao? Ngươi làm sao không tính một quẻ? Người này ta không tính được tới. Tiêu Phàm cũng không để ý tới Uyển Thiên Thiên tức hổn hển, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, song nghi nhào càng chặt hơn. Uyển Thiên Thiên liền ngây người, chốc lát mới chừng mắt nói, người không tính được tới. Đây là ý gì, chẳng lẽ người này giống như ngươi, cũng là cao thủ, hiểu pháp thuật. Rất có thể, một ít, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đường Huyên ở một bên hỏi, trở về thủ đô, Tiêu Phàm không chút do dự nói như là đã tìm đủ luân hồi tướng đạo thứ sáu khẩu quyết cùng pháp tướng, việc cấp bách chính là lập tức đuổi trở về thủ đô đi, hảo hảo lĩnh hội một phen, nhìn xem có thể hay không đem rơi xuống thuật pháp cảnh giới mau chóng khôi phục lại. Nguyên bản tiêu phàm còn dự định đi tìm cái kia hiến bảo người mã tiên sinh, để hắn dẫn dắt đi gặp bình bát nguyên chủ nhân, tìm kiếm một chút cái này trời lai lịch, có lẽ còn có thể có sở hoạch cũng chưa biết chừng. Nhưng mà Diêm Thái Hoa điện thoại này, để tiêu phàm cải biến chủ ý. Cường địch ở bên, so ra mà nói, tự nhiên hay là chỉ thủy xem tương đối an toàn. chương 337, Duyên Phân Tiêu phàm thuận lợi trở lại trở về thủ đô, nhưng không có vội vã về chỉ thủy xem, mà là đi văn nhị thái ra ở cái kia lớn nhà cấp 4. Vừa nhìn thấy huyền thiên thiên, văn nhị thái ra liền cười, tuyết trắng thọ lông mày chen một lượt. Không sợ trời không sợ đất huyền thiên thiên, cũng bị văn nhị thái ra cái này nụ cười cổ quái làm cho có chút xấu hổ, nhịn không được kêu la uy, lão gia tử, người cười cái gì? Trên mặt ta dài hoa ha, nói đến, Uyển Thiên Thiên cùng Văn Nhị Thái gia cũng coi là lão bằng hiếu, đã từng đã gặp mặt hai lần, Văn Nhị Thái gia còn ở trong tay nàng thua qua hai kiện vật nhỏ. Văn Nhị Thái gia cười nói, không có gì, ta lần thứ nhất nhìn thấy Uyển Đại Đương gia đã cảm thấy giữa chúng ta hữu duyên. Hiện tại xem ra, quả là thế. Uyển Thiên Thiên kinh ngạc nói, lão gia tử, ngài cao tuổi rồi, chớ nói lung tung a, à, giữa chúng ta có cái gì duyên phân rồi thiên cơ bất khả lộ. Văn nhị thái ra cười ha ha một tiếng, thần thần bí bí nói, ánh mắt không ngừng đang uyển thiên thiên cùng tiêu phàm mặt bên trên qua lại liếc nhìn. Uyển thiên thiên lại có chút trột dạ, chép miệng, không còn cùng văn nhị thái ra đấu võ mồm, chỉ là hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ đối với cái viện này hết sức tò mò. Bằng uyển thiên thiên kinh nghiệm giang hồ, nàng còn chưa đi tiến vào viện tử, liền đã cảm thụ đến nơi này ẩn giấu nồng đậm sát cơ nhà này trong mắt người ngoài tương đương phổ thông cổ lão nhà cấp 4, kỳ thật đã bị cải tạo thành một cái siêu cấp chiến đấu thành lũy. Bất quá, khi tiêu phàm hời hợt nói cho nàng, tới nơi này, là muốn gặp uy chấn Hoàng Hải Văn Nhị Thái Gia, uyển thiên thiên trong lòng cũng liền thoải mái. Son phấn đỏ tung hoành giang hồ, trong lòng chân chính bội phục nhân vật giang hồ, không có mấy cái. Hoàng Hải Văn Nhị Thái Gia có thể coi là trong đó một trong. Mưa gió mấy chục năm, từ tiền chiều một mực uy phong đến bây giờ giang hồ đại lão, thực tế không nhiều, nắm chặt lấy ngón tay cũng số không ra ba năm cái đến, coi như tại mấy vị này đại lão bên trong, văn nhị thái ra đều muốn xem như nhất uy phong một cái. Sư đệ, nhìn thần sắc ngươi, lần này tần quan chuyến đi, hẳn là có đại thu hoạch. Văn thiên cũng không còn cùng uyển thiên thiên nói đùa, lập tức đối tiêu phàm nói. Sư đệ, các ngươi là đồng môn, hay là sư huynh đệ, ai ngờ lời vừa nói ra, Tiêu Phàm chưa trả lời, Uyển Thiên Thiên lại lần nữa kêu la, ngập nước hạnh nhân mắt chừng phải tròn căng, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Thực tế Tiêu Phàm cùng Văn Nhị Thái gia ở giữa tuổi tác chênh lệch quá lớn, nói là tổ tôn chính tốt phù hợp. Kết quả bọn hắn lại là sư huynh đệ, sao không gọi Uyển Thiên Thiên kinh dị vạn phân? Văn Nhị Thái gia liếc nàng một cái, vừa cười vừa nói, có phải là cảm thấy ta niên kỷ quá già, nhà ngươi Tiêu đại ca niên kỷ quá tiểu. Nhìn ra được, Văn Nhị Thái gia tâm tình rất tốt thế mà nhiều lần cùng uyển thiên thiên mở lên trò đùa uy lão gia tử ngươi ngươi đây là già mà không kính a uyển thiên thiên vội vàng không kịp chuẩn bị lập tức xấu hổ đỏ mặt trà trà chân nhỏ hét lên văn nhị thái ra cười ha hả nói ta đã sớm nói giữa chúng ta hữu duyên cuối cùng cũng có nhất viết ngươi cũng sẽ trở thành ta vô cực môn người các ngươi lẫn nhau ở giữa đều gieo xuống trọng yếu như vậy ấn ký hắc hắc nói văn nhị thái ra lắc đầu tựa hồ cảm thấy 10 điểm thú vị. Cứ việc tiêu phàm trên thân trời cơ che đậy chi lực càng ngày càng nặng, nhưng văn thiên gì cùng thuật pháp tạo nghệ. Quyền thiên thiên cùng tiêu phàm đứng chung một chỗ, giữa bọn hắn liên lụy, tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra được. Tân lâm tú Mỹ sau nghi có chút nhân lại, lập tức giãn ra. Tiêu phàm cũng là mặt mo đỏ ửng, sợ cái này một lão một tiểu tiếp tục như vậy hồ ngôn loạn ngữ xuống dưới, vội vàng nói, không dối gạt sư huynh, lần này đi tần quan, còn thật có thu hoạch nói, liền hướng Tân Lâm vươn tay. Tân Lâm cẩn thận từng ly từng tí từ trong bọc lấy ra kia mấy chương dán vách tốt màu vàng tê dại giấy, giao đến tiêu Phàm trong tay. Đây là, văn nhị thái gia có chút nghi hoặc đem ba tấm tê dại giấy tiếp tới, hai mắt đột nhiên trợn tròn, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc. Đây là luân hồi tướng đạo thứ sáu tu luyện khẩu quyết cùng pháp tướng. Văn Thiên mặc dù chủ tu chính là Hồng Trần Tướng, nhưng làm vô cực môn đệ tử đích truyền, tại chủ tu Hồng Trần Tướng đồng thời, Văn Thiên cũng kiêm tu luân hồi tướng. Nếu như có thể đem Hồng Trần tướng tu luyện đại thành, lại tinh nhiên luân hồi tướng, như vậy tại điều kiện thích hợp thời điểm, đẩy ngược thiên nhân tướng liền trở thành khả năng, thậm chí còn có hy vọng thật đặt chân thiên nhân cảnh. Kia là ngàn nhiều năm trước tới nay, vô cực môn lịch đại kiệt xuất truyền nhân siêng năng để cầu mục tiêu. Đúng vậy, tiêu phàm cũng cao hứng phi thường, nhẹ gật đầu. Ở trên đường trở về, ta đã thử nghiệm tu luyện một chút, khẩu quyết này cùng pháp tướng, hẳn là nguyên văn. Văn Thiên không ngừng liếc nhìn trong tay Hoàng Tê dại giấy, liên tục gật đầu, nói, đã sư đệ đều nói là nguyên văn, vậy liền khẳng định không thể nghi ngờ. Tiêu Phàm là chủ tu luân hồi tướng, kiêm tu cái khác tướng thuật, luận đến tại luân hồi tướng bên trên tạo nghệ, tự nhiên là Tiêu Phàm càng thêm tinh thâm. Văn Thiên phản phản phục phục duyệt nhìn xem khẩu quyết pháp tướng, càng ngày càng là hưng phấn, sư đệ, lúc này thu hoạch thật đúng là đại đại ngoài dự liệu, làm sao làm đến bảo bối này. Cái này nhưng nói rất dài dòng. Văn Thiên hơi sững sờ, lập tức vừa cười vừa nói đến, sư đệ, chúng ta vừa uống trà bên cạnh trò chuyện. Nghĩ xa, người bồi mấy vị này tiểu cô nương bốn phía dạo chơi, mời các nàng chỉ điểm một chút. Đường Huyên không khỏi cười một tiếng, đã có nhiều năm không có được người xưng là tiểu cô nương, nghe rất đã nghiền. Bất quá lấy Văn Nhị Thái ra thọ, đừng bảo là nàng Đường Huyên, liền xem như mẹ của nàng, tại Văn Nhị Thái ra trước mặt, đều chỉ là cái tiểu cô nương thôi. Vâng, sư phụ, Tân cô nương, Đại đương gia, nhị đương gia mời tới bên này." Văn Tư Viễn đáp ứng một tiếng, tiến lên hạ thấp người mời. Hiển nhiên người ta sư huynh đệ có mật ngữ thương lược, xảo trá tai quái như Huyền Thiên Thiên cũng không tiện nói gì. Lại nói một đấu 10 ngàn Văn Tư Viễn tại phương Bắc giang hồ trên đường thanh danh cũng thực tế hiển hách, những năm gần đây, Văn nhị thái gia thoái ẩn phía sau màn, Hoàng Hải Văn gia nói chuyện thường vụ, đều là Văn Tư Viễn tại xử lý. Cho dù ai đều hiểu, một đấu 10 ngàn chính là Văn nhị Thái gia người thừa kế. Đừng bảo là Uyển Thiên Thiên, chính là nàng sư phụ, đời trước son phấn kiếm truyền nhân, tại Văn Tư Viễn trước mặt đều là khách khách khí khí. Luận Giang Hồ địa vị, một đấu 10 ngàn mảy may cũng không tại son phấn kiếm phía dưới. Văn đại ca, nếu là không ngại, mang bọn ta tại trong viện tử này đi một chút, tham quan tham quan đi, ta cũng hướng Văn đại ca học tập một chút. Uyển Thiên Thiên vừa cười vừa nói, văn tư viễn cười ha ha một tiếng nói đại đương gia đại giá đích thân tới cơ hội khó được ta cũng đang muốn hướng đại đương gia thỉnh giáo đến mấy vị cô nương mời bên này đi tân lâm đối này cũng không có điều gì dị nghị đi theo văn tư viễn sau lưng cùng một chỗ tham quan cái này lớn nhà cấp bốn phòng ngự bố trí dĩ vãng nàng cùng tiêu phàm cùng một chỗ tới thời điểm văn nhị thái ra chưa hề để nàng né tránh lời gì đều có thể ở trước mặt đàm lần này phá lệ Tự nhiên hay là bởi vì huyền thiên thiên cùng đường huyên nguyên nhân. Mặt ngoài nhìn, ba nữ hài nhi đều là theo chân tiêu phàm cùng đi, trên thực tế khác nhau nhưng lớn. Tại văn nhị thái ra trong mắt, duy chỉ có tân lâm có thể bị coi như là người một nhà. Huyền thiên thiên cùng đường huyên, dù sao còn phải tính là người ngoài. Sư huynh đệ ở giữa một chút nói chuyện, tự nhiên không có thể làm cho các nàng dự thính. Cùng huyền thiên thiên thật như là văn nhị thái ra nói như vậy, thành vô cực môn người, kia lại coi là chuyện khác. Sư huynh đệ ngồi đối diện nhau, tiêu phàm nâng chung trà lên uống một ngụm, đơn giản đem tình huống hướng nhị sư huynh làm cái nói rõ. Mấy tờ này khẩu quyết pháp tướng Nguyên Lai rơi vào thủy kính cửa trong tay, hắc hắc, Uổng năm đó sư phụ cùng người tam chân nhân còn có mấy phân giao tình, người này lại đem chúng ta vô cực môn chính tông truyền thừa giấu giếm nhiều năm như vậy. Văn nhị thái ra nghe xong, nồng đậm mày trắng dương lên, cười lạnh nói, tựa hồ đối với diêm gia phụ tử cái này cách làm bất mãn hết sức cần biết chỉ thủy tổ sư tinh nhiên cũng là luân hồi tướng, mấy tờ này khẩu quyết pháp tướng nếu là sớm đi giao về đến chỉ thủy tổ sư trong tay, mấy chục năm trôi qua, chỉ sợ chỉ thủy tổ sư sớm đã đem luân hồi tướng chân chính tu luyện đại thành, thậm chí đã thăm dò đến thiên nhân cảnh một góc. Diêm gia phụ tử kể từ đó, tương đương với sinh sinh kéo toàn bộ vô cực môn mấy chục năm chân sau. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, nói: "Kháng nói chiến tranh còn chưa kết thúc, 18 chân nhân đã tiên thăng. Thời cuộc như vậy loạn" sư phụ lại là nhàn vân giã hạc họ tử, vân du tứ xứ, không có chỗ ở cố định, muốn tìm tới lão nhân gia ông ta, thế nhưng thật không dễ dàng. Văn Thiên tưởng tượng, đúng là chuyện như vậy, không khỏi bật cười, nói, sư đệ cũng nói đúng, coi như hiện tại, chúng ta những này làm đệ tử, muốn tìm được sư phụ cũng không dễ dàng. Tiêu Phàm nói, chính là, những này khẩu quyết cùng Pháp tướng có thể nặng về sư môn, đã là không thắng niềm vui. Là đạo lý này, sư đệ, cái kia họ mã hiến bảo người người vì cái gì không đi tìm hắn một chuyến thiên vương đan loại này kỳ dược thực tế không thể coi thường văn nhị thái ra hỏi hơi 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 kinh ngạc sự tình lại xảy ra chút ngoài ý muốn tiêu phàm lập tức đem diệp cô vũ giả tập lão hà thôn tình huống nói một lần văn nhị thái ra lấy làm kinh hãi song nghi dương lên nói họ diệp người này nhiều lớn niên kỷ hình dạng thế nào ngữ khí vậy mà có chút gấp rút ta không cùng hắn mưu qua mặt Nghe Diêm Thái Hoa nói, người này hơn 40 tuổi không đến 50 tuổi, tướng mạo cực kỳ uy nghiêm. 40-50 tuổi, tướng mạo cực kỳ uy nghiêm, còn từ Diêm ra cầm trong tay đi khẩu quyết cùng Pháp tướng Phúc Bản. Chính là, sư huynh đối với người này có ấn tượng gì a? À? Văn nhị Thái ra không đáp, rơi vào trong trầm tư, thật lâu, mới khẽ lắc đầu, khe khẽ thở dài, nói, không có ở trước mặt gặp qua, khó mà nói. Nhưng người này cũng hẳn là người trong đồng đạo, hẳn là... Tiêu phàm nhẹ gật đầu, văn nhị thái ra trầm ngâm nói, sư đệ, đã có cường địch như vậy rình mò ở bên, người sớm một chút gấp trở về cũng là lẽ phải, an toàn thứ nhất nha. Dạng này, người lập tức về chỉ thủy xem đi tu luyện, tranh thủ sớm một chút thanh luân hồi cảnh đạo thứ sáu tu luyện đại thành, đối với khôi phục sư đệ cảnh giới, khẳng định sẽ có trợ giúp rất lớn. Về phần cố đô, đã người có kia họ mã điện thoại, ta để người đi đi một chuyến đi. Ta đoán chừng, không thể ôm hy vọng quá lớn dù sao, thiên vương đan, thứ này, là cổ nhân lưu lại, truyền cho tới hôm nay, một hai nghìn năm. Ta cũng là như thế cân nhắc, kia hết thảy đều chiếu sư huynh an bài đi. Tiêu phàm cũng không dị nghị, nhẹ gật đầu. chương 338, Hợp Hoan. Dưới bóng đêm chỉ thủy xem yên tĩnh, trừ côn trùng kêu vang trúc đào, rốt cuộc nghe không được thanh âm khác, ngay cả nhất quán thích hồn ảo huyền thiên thiên, cũng đã sớm ngồi xếp bằng ở trong mật thất tiểu trên giường, thổ nạp vận hơi thở trải qua qua một đoạn thời gian trị liệu, Uyển Thiên Thiên nặng nề thương thế có chuyển biến tốt, thể nội trầm tích âm sát khí, cũng tiêu trừ một tiểu bộ phân. Đạt được tiêu phàm cho phép, Uyển Thiên Thiên khoảng thời gian này cũng bắt đầu khôi phục luyện công. Son phấn kiếm nội công truyền thừa, vốn là không thể coi thường. Bất quá tiêu phàm còn là để phân phó nàng, muốn tuần tự dần tiến vào, không thể thảo chi tội gấp. Lần này, Uyển Thiên Thiên chịu nội thương thực tế không nhẹ, mấy đầu kinh lạc đều đều bị hao tổn. Nội tức tại những này thủ thương kinh lạc bên trong vận hành thời điểm, nhất định phải đặc biệt cẩn thận, một không cẩn thận, chẳng những không thể trị chữa thương thế, ngược lại sẽ khiến những này kinh lạc tổn thương càng thêm tổn thương. Đừng nhìn huyền thiên thiên hòa nói bên trong tùy tiện, thời khắc mấu chốt nghiêm túc, thổ nạp thời điểm, 10 điểm cẩn thận để ý. Mấy ngày nay luyện công, cũng là có công không tội. Cách đó không xa một gian khác mật thất, là tiêu phàm cùng tân lâm phòng luyện công uyển thiên thiên kiên quyết không chịu thừa nhận kia là phòng ngủ của bọn hắn cô nam quả nữ tại trong một căn phòng đợi lâu như vậy thế mà chuyện gì đều chưa từng phát sinh chuyện này chỉ có thể là phòng luyện công làm sao có thể là phòng ngủ uyển thiên thiên đã từng rất trực tiếp nói cho tân lâm nếu như đổi nàng uyển thiên thiên coi như tiêu phàm là khúc gỗ cũng sớm đã bị cầm xuống tân lâm không để ý tới nàng thậm chí ngay cả mí mắt đều chưa từng nháy một chút Thật giống như căn bản liền không nghe thấy Uyển Thiên Thiên đang nói cái gì. Chỉ bất quá, Tân Lâm trong lòng đến cùng là thế nào nghĩ, coi như không được biết. Tối nay, trong phòng ngủ tình hình tựa hồ cũng hòa bình nói không hề có sự khác biệt, Tiêu Phàm cùng Tân Lâm đều chiếm một giường, riêng phần mình luyện công. Trong phòng ánh đèn sớm đã dập tắt, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo từ ngoài cửa sổ chiếu vào, ánh trăng như nước dưới, Tiêu Phàm tại trên giường gỗ bày ra một cái cực kỳ tư thế cổ quái. Tân Lâm ngẫu nhiên nhìn thấy cái tư thế này, tuyết trắng gương mặt xinh đẹp không chịu được hiện lên một vòng ngượng ngùng ửng đỏ. Cái tư thế này, cùng rất nhiều tà giáo hợp hoan đồ rất giống. Luân hồi tướng đạo thứ sáu cái thứ tư tu luyện pháp tướng, chính là cái này cổ quái hợp hoan đồ. Rất nhanh, Tân Lâm liền cảm giác được tiêu phàm khí tức ngay tại dần dần trở nên thô trọng, tựa hồ tu luyện cái này pháp tướng, phi thường tốn sức. Tình hình như vậy, từ khi Tân Lâm đi tới tiêu phàm bên người, ba trong vòng bốn năm còn rất ít đụng phải. Một khi xuất hiện loại tình hình này, Tân Lâm liền biết, đây là tiêu phàm tu luyện gặp bình cảnh. Tiêu phàm niên kỷ so Tân Lâm hơn mấy tuổi, Tân Lâm một mực đợi tại thất diệu cung tổng đàn, thẳng đến kỹ nghệ đại thành, lúc này mới rời núi. Cùng Tân Lâm đi tới tiêu phàm bên người lúc, tiêu phàm từ lâu tu luyện tới cực kỳ tinh thâm cảnh giới. Gặp được bình cảnh tình hình, tự nhiên 10 điểm hiếm thấy. Nhưng mà đêm nay tình hình, tựa hồ cùng hướng nói phá lệ khác biệt, tiêu phàm thô trọng khí tức, chẳng những không có dần dần lắng lại, ngược lại càng ngày càng là thô trọng, càng về sau thậm chí biến thành hô hô thở dốc, bỗng nhiên tại trên giường gỗ đứng thẳng người lên. Làm sao rồi? Một mực đang chú ý Tiêu Phàm bên này Tân Lâm giật nảy cả mình, vội vàng thu công, từ mình trên giường gỗ nhảy xuống, thân hình thoát một cái, liền đến Tiêu Phàm trước mặt. "Già nhi, chưa tới gần ta." Tiêu Phàm bỗng nhiên trầm giọng quát, Tân Lâm giật nảy mình, kìm lòng không đặng lui về sau một bước giữa lông mày nháy mắt liền tràn đầy vẻ lo âu. Chỉ thấy trước mắt tiêu phàm, thần sắc cùng bình thường cực khác, cái chán cùng cái cổ ở giữa, gân xanh từng cây tăng vọt mà lên, khắp cả mặt mũi đều là mồ hôi lạnh, dù coi như ánh trăng thanh lãnh như nước, cũng có thể nhìn ra được, tiêu phàm khuôn mặt thanh tú, sớm đã đỏ bừng lên, thanh tịnh song trong mắt, quang mang đại thịnh. Thậm chí toàn thân đều đang khe khẽ run rẩy ngươi làm sao rồi, có phải là những này khẩu quyết có gì không ổn, tân lâm cực kỳ thông minh, lập tức liền kịp phản ứng, lập tức hỏi, không phải, khẩu quyết cùng pháp tướng đều rất thỏa đáng, ngươi, ngươi lại đứng ra một điểm, không muốn áp sát quá gần, ngươi, ngươi mùi thơm cơ thể, tiêu phàm một câu nói còn chưa dứt lời, liền ngạnh sinh sinh nén trở về, nhưng sau một khắc, thậm chí ngay cả hai mắt đều đã hiện ra tơ máu, rất rõ ràng, tân lâm sử nữ mùi thơm đối tiêu phàm tạo thành hấp dẫn cực lớn, tân lâm hù sợ, quả nhiên lại liên tiếp lui về sau hai bước nàng không phải sợ hãi tiêu phàm gây bất lợi cho nàng, ở chung hơn 3 năm, nàng đã sớm đem mình xem như tiêu phàm nữ nhân. Nhưng dưới mắt, tân lâm tâm tư tự nhiên không có khả năng thả tại chuyện như vậy phía trên. Nàng đầy cõi lòng lo lắng chính là, tiêu phàm làm sao lại biến thành bộ dáng như thế. Tiêu phàm hô hô thở hào hển hạo nhiên chính khí toàn lực vận chuyển, liều mạng áp chế trong lòng mình dục nghiệp, tay chân lại không chỗ ở nhẹ nhàng run rẩy tựa hồ rất cố gắng muốn tránh thoát lý trí trói buộc, vọt mạnh mà trước, đem trước mắt cái này thiên kiều bách mị đại mỹ nữ ôm tiến vào trong ngực, nhẹ yêu mật yêu một phen. Cái này hợp hoan quyết rất phiền phức, ta sắp khống chế không nổi. Già nhi, giúp ta đâm huyệt, tiêu phàm răng cắn phải lạc lạc mà vang lên, toàn thân run rẩy càng thêm mãnh liệt. Đâm huyệt, đâm cái nào huyệt vị, tân lâm có chút loạn, dù là nàng hòa nói bên trong lại tỉnh táo, giờ này khắc này cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Đâm ta thiên trung cùng khí hải hai huyệt, ngăn cản, ngăn cản ta chân lực hướng ngoại phát tiết. Động tác phải nhanh, tiêu phàm cắn răng quát khẽ nói. Thật, trong lúc này, tân lâm cũng không kịp nghĩ kỹ, tiểu xảo thân thể mềm mại phiêu nhiên hướng về phía trước, tay phải ngón giữa và ngón trỏ cùng nhau, nhanh như thiểm điện điểm hướng tiêu phàm huyệt thiên trung. Thất diệu cung bảy đại tuyệt kỷ, đâm huyệt thuật đứng hàng trong đó, coi là thật là không như bình thường. Luyện đến tinh thâm chỗ, thiên hạ không người không thể chế. Tân lâm tiêm tiêm hai chỉ một điểm bên trong tiêu phàm huyệt thiên trung, tiêu phàm liền toàn thân chấn động, tân lâm không nói hai lời, cánh tay vừa nhấc, ngón giữa và ngón trỏ lập tức chuyển hướng, hướng tiêu phàm huyệt khí hải điểm tới. Liền ở thời điểm này, dị biến nảy sinh, tiêu phàm thủ đoạn vừa nhấc, động tác so tân lâm càng thêm mau lẹ vô luân, năm ngón tay như câu, tân lâm ngón tay chưa đụng phải hắn khí hải, tinh xảo cổ tay trắng đã bị tiêu phàm bắt lấy. Tân lâm một tiếng kinh hô, chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng lớn vô so kinh lực như vỡ đê như thủy chiều hướng tiến vào mình mạch cổ tay, bất quá trong khoảnh khắc, tân lâm nửa người liền trở nên chết lặng mất linh, sau đó cả người liền bị tiêu phàm mạnh hữu lực cánh tay ôm tiến vào trong ngực, tiêu phàm lập tức phủ phục xuống tới, há mồm liền hôn nàng đôi môi đỏ hồng. Tân lâm chỉ cảm thấy đầu não một trận mê muội toàn thân mềm nhũn ngay cả nửa điểm sức phản kháng đều đề lên không nổi, nhưng tân lâm ở sâu trong nội tâm tiềm thức nói với mình, nhất định phải phản kháng gặp phải tình huống như thế này cùng tiêu phàm hợp làm một thể hậu quả thù khó đoán trước nếu là đối tiêu phàm không có gì tổn hại cũng liền thôi vạn nhất có gì không ổn vậy coi như hối hận không kịp mà giờ khác này tiêu phàm kinh lực to đến không hề tầm thường hạo nhiên chính khí phồng lên mà ra giống hữu hình vật chất đem tân lâm toàn thân đều bao vây lại đan điền khí hải chỗ ngưng kết thành băng tất cả nội lực đều bị tiêu phàm bản mệnh chân nguyên cưỡng ép ngăn chặn nửa điểm đều điều động không được Tân Lâm không hề nghĩ ngợi, miệng hơi mở, liền hung hăng tại tiêu phàm trên đầu lưỡi cắn một cái. Cùng lúc đó, mật thất cửa phòng cũng bỗng chốc bị người đẩy ra, hai đầu thon thả bóng người xông vào, lập tức trong phòng sáng lên ánh đèn. Bất thình lình kích thích để tiêu phàm bỗng nhiên sướng sờ ngơ ngác một chút, Tân Lâm ra sức quằn quại, từ tiêu phàm như thép hai tay bên trong tránh ra. Nhanh, huyệt khí hải, tiêu phàm một tiếng quát trói tai, Tân Lâm như là phản xạ có điều kiện, trở tay một chỉ điểm ra, chính giữa tiêu phàm huyệt khí hải. Tiêu phàm toàn thân chấn động, cuồng bạo khí tức tương đối vừa rồi lập tức thu liếm rất nhiều, lúc này mới cắn chặt răng chậm rãi ngã ngồi, nỗ lực điều hòa hô hấp. Tân lâm thả người nhảy lên, thối lui đến cạnh cửa, không chấp mắt nhìn về phía tiêu phàm, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ lo lắng, còn ẩn ẩn xen lẫn vẻ hoảng sợ. Mình rõ ràng điểm chúng hắn thiên trung cùng khí hải huyệt, vậy mà cũng không có đem tiêu phàm hoàn toàn chế trụ, chỉ là làm phải hắn nội tức miễn cưỡng thụ tới trình độ nhất định áp chế. Thất diệu cung bảy đại tuyệt kỳ một trong chế huyệt thuật, đối mặt tiêu phàm thời điểm, thế mà mất đi tác dụng. Tân tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì rồi? Vừa rồi thời khắc mấu chốt xông tới, dĩ nhiên chính là uyển thiên thiên cùng đường huyên. Hai nàng cũng tại thời khắc chú ý bên này tình hình, chỉ cần hơi có gì bất bình thường, hai người liền cùng lúc chạy tới, nhưng không ngờ nhìn thấy dạng này kích thích một màn. Hòa nói bên trong đoan trang vô so tân lâm, giờ phút này quần áo không chỉnh tề tóc tai dối bời một vòng vai trần trụi bên ngoài ôn nhu bộ ngực gấp rút chập trùng mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lên lại kiều vừa thẹn hương diễm vô so quyền thiên thiên chỉ cảm thấy một cỗ ghen tuông tự nhiên sinh ra tiểu trủy quyệt còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì bất chắc ai biết bọn hắn vậy mà tại làm cái này cũng quá không giảng cứu đi tân lâm biên bối răng cắn chặt tiên diễm môi dưới chốc lát mới buồn bực nói hắn luyện công gây ra rủi ro luyện công gây ra rủi ro không thể nào hắn lợi hại như vậy quyền thiên thiên còn có chút nửa tin nửa ngờ tân lâm không chịu được hung hăng chừng nàng một chút quyền thiên thiên cũng cắn cắn miệng môi nghiêng đầu đi kỳ thật vừa rồi tân lâm chế trụ tiêu phàm huyệt khí hải nàng đã thấy cũng biết tình huống chỉ sợ cùng chính mình tưởng tượng có chút khác biệt cái này hai nếu thật là hồ thiên hồ đế tuyệt sẽ không làm ra như vậy động tĩnh lớn tới cái này chỉ thủy trong quán mật thất còn nhiều còn có tầng hầm đâu Thiên Thiên, Đường Huyên lôi kéo Uyển Thiên Thiên ống tay áo, hạ giọng kêu lên: "Không thấy được Tân Lâm hiện tại vừa thẹn vừa vội a, à, cũng đừng thật gây gấp nàng, đến lúc đó không tốt kết thúc." Tân Lâm không có cùng nàng so đo, chỉ là ánh mắt lấp lánh tiếp cận Tiêu Phàm. Cũng may Tiêu Phàm không tiếp tục xảy ra trạng huống gì, khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi điều hòa hô hấp, nhẹ nhàng thư một hơi, chậm rãi mở hai mắt ra, đá ánh mắt thanh tịch, linh đài thanh minh không xem qua quang cùng đối diện ba tên Mỹ nữ đụng một cái, tiêu chân nhân vẫn còn có chút mặt mo phiếm hồng, ngượng ngùng nói, giả nhi, thật xin lỗi. Người có muốn hay không gấp, tân lâm không đáp, trực tiếp hỏi, hiện tại không có việc gì, cái này đạo thứ sáu, hợp hoan thức, thật đúng là có hơi phiền toái. Đem tu la đạo, liệt ra tại luân hồi cảnh, đạo thứ sáu, quả nhiên không giống bình thường. Tiêu phàm lắc đầu, thở dài nói, song nghi có chút nhau. Tiêu phàm, cái này hợp hoan thức có phiền toái gì cái gì là tu la đạo uyển thiên thiên mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc cùng tiêu phàm cùng một chỗ lâu như vậy tiểu nha đầu miến cứng cũng biết cái gì gọi là luân hồi tướng nhưng vì sao kêu tu la đạo nhưng lại thật không minh bạch nhưng cái này cái gì tu la đạo hợp hoan thức thế mà lại làm cho nam nhân họ tình đại biến lại khiến uyển đại đương ra đặc biệt chú ý tiêu phàm trừng nàng một chút cũng không để ý tới không hỏi chỉ là phối hợp nói, a tu la ở vào khoảng thiện ác chi gian, nhất niệm vì thiện, nhất niệm làm ác. Muốn như thế nào mới có thể khám phá cái này, tu la cảnh, huyến tượng. Tiêu phàm loại thái độ này để tiểu nha đầu có chút khó chịu, hừ một tiếng, nói ta biết chuyện gì xảy ra. Người không phải liền là luyện công tẩu hỏa nhập ma rồi sao? Cái kia cũng không quan hệ, không phải liền là nghĩ kia cái gì sao? Vấn đề này lại không phải không có cách nào giải quyết. Nói tiểu nha đầu ánh mắt tại tân lâm cùng đường huyên trên thân đảo qua tiêu chân nhân người muốn thật gánh không được kia không quan hệ chúng ta giúp ngươi cùng một chỗ gánh ta còn thực sự liền không tin chúng ta hợp lại cùng nhau còn gánh không được ngươi cứ việc phóng ngựa tới lần này lại là tân lâm cùng đường huyên đồng loạt quay đầu tới tân lâm ánh mắt vẫn như cũ là hung dữ đường huyên lại là giống như cười mà không phải cười mang theo ba phân thẹn thùng cũng không biết huyền thiên thiên cái này cái đầu nhỏ bên trong, còn cất giấu thứ gì ý niệm ly kỳ cổ quái. Nhìn ta làm gì, ta nghiêm túc, huyền thiên thiên lại có chút khó chịu, cổ cứng lên, hầm hừ nói. Ta không biết thuật pháp là tu luyện thế nào, ta chỉ biết, hắn hiện tại đến quan trọng trước mắt. Kia diêm lão đầu không phải chú hắn sao, chỉ cần có thể giúp hắn thanh cái này cái gì tu la đạo luyện thành, so cái gì đều mạnh. Tân tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi không phải nghĩ như vậy sao? Tân Lâm nhẹ nhàng hừ một tiếng, méo méo miệng, nhưng cũng chưa mở miệng phản bác. Tiêu Phàm lại không chịu được lắc đầu liên tục, giờ khóc giờ cười. chương 339, Cảnh sát hình sự quốc tế Thủ đô Tứ Hải khách sạn, đại đường Kim Bích Huy Hoàng Chính là giờ cơm, khách sạn đại đường người qua lại như mắc cửi, phi thường náo nhiệt. Tứ Hải khách sạn là ngoại giao khách sạn, tại thủ đô đông đảo khách sạn 5 sao bên trong, cũng là rất nổi danh. Bảng hiệu tương đối láo các loại nguyên bộ công trình tương đương đầy đủ, bổ sung lấy một cái quy mô hùng vĩ kiện thân câu lạc bộ, tương đối đối người nước ngoài khẩu vị. Hiện giai đoạn, đừng bảo là khách sạn 5 sao, chỉ cần là thành phố thủ đô bên trong khách sạn cấp sao, đều đối ngoại tân kinh doanh. Nhưng mà treo biển hành nghề ngoại giao khách sạn, hay là có chỗ khác biệt, chẳng những muốn tại tương quan cơ quan đăng ký lập hồ sơ, hay là một chút ngoại giao đơn vị xác định vị trí tiếp đãi khách sạn. Tiêu Phàm không phải lần đầu đến tứ hải khách sạn Tông giáo cục xác định vị trí tiếp đái khách sạn mặc dù không phải tứ hải khách sạn, nhưng quốc gia ngoại sự bộ môn không chỉ một lần tiếp đái qua địa vị cực kỳ tôn sùng ngoại quốc tông giáo lãnh tụ, tông giáo cục đương nhiên phải phái viên cùng đi. Tiêu trưởng phòng cứ việc chỉ là tại tông giáo cục treo cái tên, bất quá hết thầy trọng yếu như vậy ngoại sự hoạt động, tông giáo cục người phụ trách đồng dạng đều sẽ mời tiêu phàm lộ mặt. Thời khắc mấu chốt, lão tiêu gia hàng hiệu tử là rất có tác dụng. Bất quá hôm nay Tiêu Nhất Thiếu xuất hiện tại Tứ Hải khách sạn, lại là vì tư không vì công. Tiêu Phàm lẳng lặng ngồi tại Tứ Hải khách sạn đại đường ghế sofa bên trong, ngay tại không chút hoang mang duyệt nhìn lấy trong tay mấy phần tư liệu, không có chút nào vội vàng sao động vẻ không kiên nhẫn, ngược lại là ngồi ở bên cạnh hắn Trần Dương, có chút không giữ được bình tĩnh, thỉnh thoảng hết nhìn đông tới nhìn tây. Tiêu trưởng phòng hôm nay chính là ứng Trần Dương mời mà tới. Trong tay hắn mấy phần tư liệu tất cả đều là có quan hệ mấy cái đông doanh đảo người trong nước. Đương nhiên, tư liệu so ra mà nói rất đơn giản, một điểm không phức tạp. Bởi vì Trần Dương cũng chỉ có thể làm đến đơn giản như vậy tư liệu. Trần Dương nói cho Tiêu Phàm, mấy cái này người Nhật Bản đều là cảnh sát hình sự quốc tế đông đảo quốc trung tâm ván thám viên. Trước đó không lâu bởi vì vì một cái quốc tế khủng bố phạm tội vụ án, ứng cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức yêu cầu, đông đảo quốc trung tâm ván phái ra mấy vị này thám viên đến đây châu Á, hiệp trợ châu á đồng hành cùng một chỗ phá án hiện tại bản án đã cáo phá đến mai mấy cái này người nhật bản liền nên về nước đi cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức châu á trung tâm ván phụ trách nên án mấy vị đồng hành liền tại tứ hải khách sạn thiết yến khoản đãi kia mấy tên đông doanh thám viên cũng coi là kết thúc cấp bậc lễ nghĩa nhưng trần dương nói cho tiêu phàm cái gọi là thiết yến khoản đãi nhưng thật ra là bất đắc dĩ ăn cơm không phải trọng điểm sau bữa ăn luận bàn mới là trọng điểm theo Trần Dương nói, mấy cái này đảo quốc đến ra hỏa đều không đơn giản, một cái thi đấu một cái thân thủ phải. Nó bên trong một cái nhu đạo tám đoạn cao thủ, cũng chỉ là kèm ở ký đuôi tiểu tùy tung. Chính vì vậy, mấy tên này cũng liền đặc biệt ngạo khí, chớ nhìn bọn họ cùng hoa hạ đồng hành ở chung thời điểm, hơi một tí cúi đầu như dã nho nhã lễ độ. Kia ngạo khí lại là từ thực chất bên trong xuất hiện, cho dù ai đều có thể cảm thụ được. Tiểu quỷ tử ngạo khí có phải hay không? đây là trần dương cùng tiêu phàm thông điện thoại lúc nói nguyên thoại trần dương nói cho tiêu phàm một cái tiểu quỷ tử thậm chí nói kiếm đạo chính tông tại đảo quốc châu á kiếm đạo đều là học bọn hắn là bọn hắn phái đường làm đem kiếm đạo mang tới trung thổ đường đao đều là phỏng chế đông doanh đao đây không phải nói hưu nói vượn sao luận kiếm nói chúng ta là tổ tông của bọn hắn trần dương tại đầu bên kia điện thoại hầm hừ reo lên tiểu quỷ tử vô lễ như thế Trần Dương mấy người bọn hắn nhưng cũng không phải ăn chay, nơi nào nhịn được cái này. Lúc này liền cùng tiểu quỷ tử đòn khiêng bên trên, đoàn người càng nói càng cương, cuối cùng kia đặc biệt ngạo khí tiểu quỷ tử liền công nhiên khiêu chiến, nói muốn cùng hoa hạ đồng hành quyền cước bên trên phân cái cao thấp. Ai thắng ai nói liền có đạo lý, thua, vậy liền ngoan ngoãn ngậm miệng, về sau không cho phép đánh giám. Cái này đương nhiên không thể nhịn, Trần Dương bọn hắn một ngụm liền đáp ứng, ước định đêm nay tại Tứ Hải khách sạn Nhu Đạo Quán một quyết thắng thua. Tiếp nhận khiêu chiến thời điểm, Trần Dương là khí cổ cổ, không có nửa phân do dự trần chờ. Trần Cảnh Sát nhất chịu không được chính là cái này, ai dám tại Trần Cảnh Sát trước mặt trang bức, Trần Cảnh Sát nhất định đánh hắn tới răng rơi đầy đất. Nhưng tiếp nhận cái này chút tiểu quỷ tử khiêu chiến, Trần Dương liền bao giải cái tâm nhãn. Thực tế Trần Dương cũng có thể cảm giác được, mấy cái này quỷ tử không thể coi thường. Lãnh tụ vĩ đại dạy bảo nói, chiến lược bên trên muốn xem thường địch nhân, chiến thuật bên trên nhất định phải coi trọng địch nhân. Trần Dương là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện hành động tổ đặc công, nàng phi thường rõ ràng, tại Đông đảo quốc bên trong, chuyên nghiệp nhu đạo tám đoạn là cái khái niệm gì. Nói cách khác, tại nhu đạo lĩnh vực này, đẳng cấp so cái này cái tiểu quỷ tử cao hơn, tối đa cũng chính là 10, 20 người. Mà chân chính mạnh qua hắn cao thủ, vậy thì càng ít, trên cơ bản đều là cấp bậc tông sư tiêu chuẩn tiểu quỷ tử chán ghét về chán ghét, lại không thể mù quáng khinh thị bọn hắn, không hiểu thấu tự đại, khẳng định sẽ hỏng việc. Cái này nhu đạo tám đoạn quỷ tử, vậy mà tại mấy tên đông đảo quốc thám viên bên trong, kèm ở ký đuôi, cái khác mấy cái quỷ tử lợi hại, có thể nghĩ. Trần Dương cảm thấy, thật muốn tỉ thí, chỉ dựa vào lấy tổ chuyên án mấy vị này đồng sự, sợ là không có thủ thắng nắm chắc. Người khác không nói, liền Trần Dương mình, nếu như cùng vị kia nhu đạo tám đoạn so chiêu, chỉ cần kia tiểu quỷ tử thật có nhu đạo tám đoạn bình thường tiêu chuẩn, như vậy Trần Dương chiến thắng tỷ lệ tuyệt sẽ không vượt qua năm thành. Đây là gần đoạn thời gian, nàng cố gắng tu tập hạo nhiên chính khí, có chút tiến bộ tình huống dưới, mới có 5 thành tỷ số thắng, không phải tỷ số thắng chỉ có thấp hơn. Mấy vị khác tổ chuyên án đồng sự, chỉ có trong đó hai vị, là Trần Dương chân chính đồng hành, mặt khác mấy vị, Trần Dương cũng không phải quen thuộc như vậy, bất quá liệu không nghĩ sẽ là loại kia tuyệt đỉnh cao thủ. Trần Dương càng nghĩ, hay là quyết định cho Tiêu Phàm gọi điện thoại. Chỉ cần có Tiêu Phàm tự mình tỏa chấn, như vậy đừng bảo là nhu đạo 8 đoạn, liền xem như cửu đoạn 10 đoạn, Trần cảnh sát đều sẽ không để ở trong lòng. Trần Dương thế nhưng là tự mình cùng Tiêu Phàm giao thủ qua, đừng bảo là sức hoàn thủ, liền ngay cả sức lực chống đỡ đều không có. Trần Dương đã từng rất bát quái nghĩ tới, Tiêu Phàm nếu là đối nàng dùng sức mạnh, nàng không có mảy may kháng cự chi lực, chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ kỳ thật Trần Dương cũng nghĩ qua hướng hai ván cầu viện, hai ván Tàng Long Ngọa Hổ, cao thủ nhiều như mây, thật phái mấy vị đỉnh cấp tinh anh tới, Trần Dương cảm thấy chiến thắng tỷ lệ có lẽ còn là không nhỏ. Vấn đề ở chỗ, nàng tại hai ván chỉ là một tên vừa tham gia công tác không bao lâu tân binh, muốn điều động trong cuộc những cái kia một cùng một cao thủ tới tham gia cái này luận bàn, tuyệt đối thuộc về nói mê sảng. Nghĩ tới nghĩ lui, hay là hướng Tiêu Phạm cầu viện càng thêm đáng tin cậy một chút coi như bị tiêu phàm cự tuyệt, Trần Dương cũng không thấy phải mất mặt. Khi nữ nhân bắt đầu sùng bái một cái nam nhân thời điểm, vô luận cái này cái nam nhân đối nàng là loại thái độ nào, nàng đều sẽ cảm giác phải đương nhiên. Tiêu phàm như vậy bản sự, kiêu ngạo một chút, chẳng lẽ không phải hẳn là sao? Một điểm tính tình đều không có người, thường thường cũng là chút đồ vô dụng. Ai ngờ tiêu phàm thật đúng là đáp ứng. Trần Dương quả thực mừng rỡ, trong đầu cũng nổi lên nhẹ nhẹ ngọt chi ý. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tiêu phàm để ý nàng, nói rõ nàng tại tiêu phàm trong suy nghĩ có phần có phân lượng. Bất quá gặp mặt về sau, lại để cho Trần Dương hơi có chút buồn bực. Tiêu phàm cùng nàng vừa thấy mặt, lập tức liền bắt đầu nhìn tư liệu, không có nửa câu ôn nhu thể mình lời nói. Bất kể nói thế nào, nàng cũng là nhiều vũ đình tự mình giới thiệu cho tiêu phàm đối tượng, tiêu phàm có vẻ như cũng không có cự tuyệt cùng nàng kết giao. Tiêu phàm tựa hồ không có quá quan tâm nàng phiền muộn, rất chân thành mà nhìn xem tư liệu. Liễu sinh hùng một, tiêu phàm chậm rãi lật đến một trang cuối cùng tư liệu, ánh mắt thật lâu dừng lại tại cái kia đảo quốc người nửa người trên tấm ảnh. Tư liệu biểu hiện, cái này gọi liễu sinh hùng một đông đảo quốc người, năm nay 32 tuổi, trước mắt chức vụ là cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức đông đảo quốc trung tâm ván cảnh xem. Tiêu phàm đối đông đảo quốc hệ thống cảnh sát giai cấp không phải hết sức rõ ràng, nhưng cũng biết, cảnh xem tương đương với quan chỉ huy cấp bậc, đông đảo quốc bên trong một chút cỡ nhỏ cảnh sát thự thự trường, giai cấp cũng bất quá là cảnh xem. Nhưng chân chính để tiêu phàm để ý, tự nhiên không phải cái này liễu sinh hùng một quân hàm cảnh sát, mà là người này khí độ. Vẹn vẹn chỉ là tại trên tấm ảnh, cũng có thể nhìn ra được, cái này liễu sinh hùng một là cái rất tự tin ra hỏa, kia cỗ nội liếm tự tin khí độ, cơ hồ ở khắp mọi nơi. Bình thường đến nói, chỉ có đặc biệt bản lãnh ra hỏa mới sẽ tự tin như vậy. Cái này liễu sinh hùng một, là bọn hắn lĩnh đội. Tương đối mà nói, thái độ của hắn là nhất ôn hòa. Đem tiêu phạm ánh mắt thật lâu dừng lại tại liễu sinh hùng một tư liệu phía trên, Trần Dương liền ở một bên tăng thêm vài câu nói rõ. Hắn không phải ôn hòa, hắn là tự tin, tiêu phàm lắc đầu, lạnh nhạt đáp, đặc biệt tự tin người, biểu hiện bên ngoài ra thái độ, có đôi khi phản cũng có vẻ phi thường ôn hòa. Đây không phải là khách khí với ngươi, mà là không thèm để ý ngươi. Ngươi trong mắt hắn, chẳng phải là cái gì, cho nên hắn cũng lười cho ngươi xem sắc mặt, mỉm cười mà thôi. Cái gọi là trang bức, thường thường bị trang bức đối tượng cũng cùng trang bức người bản nhân không khác nhau lắm. Tỷ như nói, một cái người bình thường, tuyệt đối sẽ không tại một đám con kiến trước mặt trang bức. Hắn đối con kiến không nhìn thái độ, kia là tự nhiên mà vậy, tuyệt đối không phải giả vờ ra. Thật sao, người nói là, cái này quỷ tử nhưng thật ra là kiêu ngạo nhất một cái. Trần Dương có chút kinh ngạc nói, thân thể hướng Tiêu Phàm nhích lại gần, một cỗ mùi thơm xông vào mũi, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy trên cánh tay bỗng nhiên truyền đến một trận kinh người mềm mại. Lại Nguyên Lai like Trần Dương không cẩn thận, cao ngất liền cọ đến Tiêu Phàm cánh tay. Lúc này thật sự là vô tâm chi thất, ngược lớn nữ hài Nhi, thường xuyên sẽ gặp phải loại này xấu hổ tình hình. Trần Dương tự nhiên cũng cảm thấy, nhưng lại chưa đem thân thể rời, Tiêu Phàm cũng không tốt động, nếu không chẳng phải là quá lộ bộ mặt thật rồi sao? Ừm, cái này nếu sinh hùng một các người có thể xác định hắn là cảnh sát hình sự quốc tế a à? tiêu phàm theo miệng hỏi trong lúc này hắn mặc dù không tốt tránh người tử tổng cũng muốn nói mấy câu để phân tán lực chú ý không thể ta đoán a à, hắn tám thành cũng không phải thật cảnh sát hình sự quốc tế nói đến đây trần dương hé miệng cười một tiếng thật giống như chính nàng cũng không phải cảnh sát hình sự quốc tế tham gia vụ án này phá án và bắt giam là lâm thời thủ thượng cấp sai khiến Tạm thời làm một chút cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức người. Bởi vì đủ loại dấu hiệu cho thấy, cái này khủng bố án không đơn giản như vậy. Trừ Trần Dương bên ngoài, tổ chuyên án còn có hai vị đồng sự cũng tới từ an toàn bộ môn, cùng Trần Dương đồng dạng, thân phận chân thật là an toàn bộ môn đặc công. Đông đảo quốc đến nhóm người này, có mấy cái là chân chính cảnh sát hình sự quốc tế, có mấy cái là nhân viên đặc công, ai có thể phân rõ ràng. Cũng may tối nay trận này luận bàn cùng thân phận của nhau nghề nghiệp không quan hệ, chỉ cùng quốc tịch có quan hệ. Chương 340, ngoài ý muốn gặp gỡ bất ngờ. Mấy cái này đông đảo người, bọn hắn lẫn nhau ở giữa phối hợp ăn ý độ thế nào? Tiêu Phàm đem tư liệu trong tay vỗ nhẹ nhẹ đánh mấy lần, trầm ngâm hỏi. Hắn so thời gian ước định đến sớm một lát, bởi vậy còn có chút thời gian đến cùng Trần Dương thảo luận một chút sẽ phải gặp phải mấy tên đối thủ. Trần Dương đầu xoay chuyển một điểm không chậm lập tức nói bọn hắn phối hợp rất ăn ý người có phải hay không hoài nghi bọn hắn tất cả đều là cùng một bọn đã phối hợp ăn ý loại khả năng này họ liền rất cao tiêu phàm nhẹ gật đầu nói trần dương cùng khác hai vị an toàn bộ môn đồng sự cùng cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức đồng chí phối hợp liền không khả năng như vậy ăn ý trước kia cũng không nhận ra không có một chút tại làm việc với nhau kinh nghiệm phối hợp tự nhiên ăn ý không dậy tại chính chúng ta trong quốc gia phá án đều từ an toàn bộ môn điều ba tên đặc công quá khứ tham dự, có thể thấy được cao tầng đối vụ án này coi trọng trình độ. Đông đảo quốc bên kia, phái nguyên một tổ đặc công tới, hoàn toàn có thể lý giải. Các người ước định, làm sao so tài. Trần Dương bận biểu tức đáp, còn không có cụ thể ước định, chỉ nói là đêm nay cơm nước xong xuôi về sau, mọi người cùng nhau luận bàn một chút. Dù sao trên mặt mũi, tất cả mọi người là người văn minh. Tiêu phàm khẽ vuốt cằm, nói cái này luận bàn, hay là lấy các ngươi làm chủ, ta liền ở bên cạnh nhìn xem, đưa chút ý kiến. Bất kể nói thế nào, hắn Tiêu Phàm xem như cái ngoại nhân, người ta cái kia mấy cái quỷ tử, nhưng không có mặt khác đi mời giúp đỡ. Hắn ở một bên nhìn thấy, ra nghĩ kế có thể, nếu thật là từ hắn chủ đánh toàn trường, không khỏi có chút rụt rè. Để Trần Dương những này an toàn bộ môn cảnh sát, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Tốt, ta cũng nghĩ như vậy, bất quá, thật muốn đến thời khắc mấu chốt. Người cũng không thể chỉ nhìn a." À. Trần Dương gật đầu nhận lời, liếc Tiêu Phàm một chút, lại bổ sung một câu. "Tiêu Phàm từ chối cho ý kiến, hỏi chúng ta bên này người tư liệu đâu?" "A, à, ta đây nhưng không có chuẩn bị." Trần Dương có chút sững sờ. Tiêu Phàm không khỏi lắc đầu, nói, "Được rồi, đợi chút nữa luôn luôn gặp được người." "Đúng vậy a, à, Người yên tâm tốt, cũng đều không phải chút 200 năm." "Ừm." Tiêu Phàm gật gật đầu, đưa trong tay tư liệu trả lại cho Trần Dương cách dự định thời gian không xa đội ngũ khác bên trên liền muốn đến ai ta ta đợi chút nữa liền cùng bọn hắn giới thiệu nói ngươi ngươi là bạn trai ta a à. trần dương đem tư liệu thu hồi tùy thân mang theo cặp làm việc cắn môi một cái trần chờ nói gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng lên một viên phương tâm thình thịch đập loạn không dám nhìn tới tiêu phàm thấy tiêu phàm không có lên tiếng trần dương càng thêm thấp thỏm vội vàng nói ngươi ngươi đừng hiểu lầm chính là tìm cái lý do nói là mình bạn trai, cùng đi ăn một bữa cơm liền nói còn nghe được, không phải nói thế nào. Chẳng lẽ nói tiêu phàm là mời tới giúp đỡ, cái mặt này nhưng gánh không nổi, tiêu phàm mỉm cười, Trần Dương lập tức thở vào một hơi, chốc lát, nhưng lại nhịn không được oán hận chừng tiêu phàm một chút, dùng cực thấp thanh âm cực thấp lẩm bẩm một câu, đắc chí Gương mặt xinh đẹp càng thêm trở nên đỏ rực, nghĩ trần cảnh sát từ nhỏ đến lớn, gì cùng kiêu ngạo. Từ sơ chung bắt đầu, chính là vô số nam sinh trong mộng nữ thần, coi như đến lấy nghiêm khắc chứ danh an toàn bộ môn hai ván, nam các đồng nghiệp đối nàng cũng là bưng lấy kính, không dám chút nào lãnh đạm. Bây giờ thế mà lưu lạc đến tận đây, cho người ta giả mạo bạn gái cũng còn muốn lấy được cho phép, sợ người không cao hứng. Nhìn ra hỏa này đắc ý, tiêu phàm chỉ là mỉm cười, cũng không để ý tới tiểu cô nương trong lòng ủy khuất. Khoảng thời gian này đến nay, Tiêu chân nhân cùng cô nương ra liên hệ kinh nghiệm so sánh với trước kia hơi nhiều hơn mấy phân, nhưng cũng còn xa xa chưa nói tới cỡ nào phong phú. Tiêu chân nhân trải qua xâm nhập tỉ mỉ nhiều lần suy nghĩ tổng kết, đạt được một đầu kinh nghiệm tuyệt đối đừng chọc giận các nàng. Người cùng các cô nương nói đến càng nhiều, giải thích được càng nhiều, càng chuyện xấu. Còn không bằng trang khốc, đã có thể giấu rốt, lại có thể để các cô nương như lọt vào trong sương mù, không làm rõ ràng được ngươi nội tâm ý tưởng chân thật, như vậy cũng tốt so đánh trận, địch nhân không có biết rõ ràng binh lực của người phối trí, bình thường là không sẽ chủ động tiến công. Trần Dương nháy mắt, đang suy nghĩ muốn làm sao kích thích một chút cái này đắc ý ra hỏa, tiêu phàm ngón tay đã duỗi tới, trực tiếp khoác lên nàng mạch trên cổ tay. Trần Dương vừa mới ý thức được, đây là tiêu phàm đang tra dò xét nàng dụng công trình độ, một cổ phái nhiên kinh lực đã xuyên thấu qua nàng nội quan huyệt, bay thẳng mà vào. Trần Dương không hề nghĩ ngợi, vùng đan điền nóng lên, một cỗ nội tức tuôn ra hướng cái này của phái nhiên kình lực nghinh đón tiếp lấy bất quá thoáng qua ở giữa hai cỗ nội lực ngay tại trần dương vai chỗ gặp nhau nhẹ nhàng đụng một cái trần dương mình nội tức liền như là thủy triều đụng vào kiên cố vô sau con đê đột nhiên về sau thẳng đi kia cỗ ngoại lai kình lực chăm chú cắn tới theo nàng kinh mạch trong cơ thể cuồn cuộn hướng về đan điền của nàng chỗ phóng đi trần dương giật nảy cả mình không chút do so dự vừa đề khí đem khoảng thời gian này khổ tu ra một điểm nội lực đều bước ra, liều mạng ngăn cản. Trần Dương cũng biết, cuối cùng khẳng định ngăn không được, nhưng có thể cản bao lâu, nhưng liên quan đến tiêu phạm đối nàng khoảng thời gian này dụng công hay không đánh giá. Trần Dương cũng không muốn bị phê bình bình, gia hỏa này nguyên bản đã đắc chí có phải hay không á. Hai cổ kinh lực tại Trần Dương phía trên đan điền cách đó không xa giữ lẫn nhau không dưới, lúc tiến vào lúc lui, rằng co. Trần Dương chỉ cảm thấy nơi bụng từng đợt phát nhiệt, một cỗ tê tê cảm giác dần dần hướng toàn thân lan tràn, thẳng trên sống mũi, chưa phát giác thấm xảy ra chút điểm mồ hôi, thậm chí ngay cả mềm mại áo lót cũng đã bị mồ hôi thấm ướt. Loại cảm giác này, trước nay chưa từng có. Hiển nhiên Trần Dương khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, liền muốn ngăn cản không nổi thời điểm, kia cổ phái nhiên kinh lực bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trần Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, đang muốn chừng tiêu phàm một chút, nói thầm hắn vài câu thời điểm, lại chỉ thấy tiêu phàm đã đứng dậy, mỉm cười cho người ta chào hỏi. Nhiều a di tốt, Trần Dương giật nảy cả mình, vừa rồi chỉ lo hết sức chăm chú cùng tiêu phàm nội lực chống đỡ, thế mà không có phát hiện, nhiều vũ đình cùng một vị khác trung niên Mỹ phụ đã đứng tại trước mặt mình, trong lúc nhất thời mặt đỏ tới mang tai, liên tục không ngừng hướng lên đứng, hai tay giảo lấy tay áo, thẹn thùng vô hạn. Nhiều a di, mẹ, các ngươi làm sao tới rồi? Lần này lại đến phiên tiêu phàm dọa kêu to một tiếng hợp lấy cùng nhiều vũ đình cùng một chỗ tới vị này trung niên Mỹ Phụ, vậy mà là Trần Dương mẫu thân. Vị này trung niên Mỹ Phụ, nhìn qua cũng liền khoảng 40 tuổi, tổng hợp Trần Dương tuổi tác đến cân nhắc, mẫu thân của nàng tuổi thật khẳng định không chỉ 40 tuổi, chỉ là bảo dưỡng thỏa đáng, lộ ra so với tuổi thật muốn trẻ tuổi mấy tuổi. Trung niên Mỹ Phụ một thân vừa vặn nghề nghiệp bộ váy, một đầu tinh anh tóc ngắn, mỏng thi son phấn, cả người đều lộ ra phi thường tinh thần, khí độ lịch sự tao nhã, xem xét chính là rất có giáo dưỡng tri thức nữ tính. Nhiều vũ đình đã từng cho tiêu phàm đề cập tới, Trần Dương mẫu thân là nàng khuê, tại nước nào đó ra bộ ủy đảm nhiệm sở cấp cán bộ. Nhiều vũ đình hai con người tại tiêu phàm cùng Trần Dương kiểm bên trên qua lại dò xét, cười nhẹ nhàng nói, tố tố, nhìn ngươi lời nói này, cái này tứ hải khách sạn là ngươi mở, ta cùng không thể tới, chỉ cho phép các ngươi người trẻ tuổi ở đây hẹn hò. Không phải, nhiều a di ta, Trần Dương vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức lắp bắp, náo cái đỏ chót mặt. Tại đồng sự cùng quỷ tử trước mặt giả mạo tiêu phàm bạn gái là một chuyện, bị nhà mình lão mộ cùng như Vũ Đình bắt cái tại chỗ kia lại là một chuyện khác. Trần cảnh sát bị đánh chờ tay không kịp, tiêu chân nhân tình hình cũng không khá hơn chút nào, đồng dạng mặt mo phiếm hồng, ngượng ngùng cười một tiếng, cho Trần Dương mẫu thân chào hỏi. Ngài tốt, nhìn qua, Trần Dương cùng mẫu thân của nàng không phải rất giống, chỉ có ngũ quan hình dáng mặt mày hơi có tương tự, đoán chừng Trần Dương càng nhiều di chuyển phụ thân nàng bên kia tướng mạo đặc điểm. Nhiều vũ đình diễu cợt Trần Dương một câu, mới cho bên người trung niên Mỹ phụ dẫn giới, đàm ti trường, đây là tiêu phàm, tiêu chạm tiêu bộ trưởng đại công tử. Nhìn tiêu phàm nhìn thấy trung niên Mỹ phụ về sau thần sắc, nhiều vũ đình liền đoán chừng tiêu phàm hẳn là còn chưa lên Trần Dương trong nhà bái phỏng qua. Không biết hai người bọn họ sau này sẽ như thế nào phát triển, nhiều vũ đình dẫn giới liền trở nên 10 điểm trung quy trung củ, đem vừa rồi hủy bỏ Trần Dương Tiếu Dung thu vào. Có vẻ như nhà mình cô nương đã từng công nhiên tuyên bố, nàng là tiêu phàm ca ca bạn gái. Mặc dù nói tiểu cô nương nói hưu nói vượn không thể giữ lời, trung quy cũng làm cho nhiều vũ đình trong lòng có bóng tối. Cô nương này nhà hiện tại nhỏ hơn, muốn lớn lên giống như cũng không phải quá khó, trong nháy mắt liền đến nói chuyện cưới gả tuổi tác. Một khi Phương Du Mỹ lên đại học về sau, còn dạng này tuyên bố lời nói, nhiều vũ đình liền không thể không nghiêm túc đối đãi vấn đề này. Tiêu phàm, đây là đàm ti trưởng, khuê danh đàm hiên, tại bộ công thương làm việc, là Trần Dương mụ mụ. Đàm hiên mỉm cười, chủ động hướng tiêu phàm vươn tay, người tốt, tiêu trưởng phòng. Ngài tốt, đàm ti trưởng, tiêu phàm hay là thói quen từ lâu, bàn tay cùng đàm hiên bàn tay mềm mại một dựng, ngón trò tự nhiên mà vậy dựng vào đàm hiên mạch cổ tay, một cỗ khiến người khó mà phát giác nội tức. Lặng yên không một tiếng động thăm dò vào đàm hiên thể nội, bất quá thoáng qua ở giữa một sợi thần sắc kinh ngạc ngay tại tiêu phàm trong mắt cực nhanh hiện lên cái này sợi thăm dò vào đến đàm hiên thể nội nội tức không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào nhanh chóng là lưu động một lần lại vô thanh vô tức trở lại tiêu phàm thể nội chính là loại này không trở ngại chút nào để tiêu phàm có chút giật mình bình thường đến nói nếu như đối phương là cái người luyện võ dù coi như không có phát giác được cái này sợi nội tức nhìn trộm nó bản thân nội tức cũng sẽ tự động hộ chủ, đối cỗ này ngoại lai nội tức tiến hành ngăn cản. Nếu như đối phương là người bình thường, không có chút nào nội lực căn cơ, bởi vì đại bộ phận phân người bình thường kinh mạch đều không phải 10 điểm xuân sẻ duyên cớ, cỗ này theo dõi nội tức đồng dạng sẽ không quá thuận lợi. Mà bây giờ, hắn một sợi nội tức tại đàm hiên thể nội thông suốt đi một vòng, chỉ ít chứng minh, đàm hiên kinh mạch hoàn toàn thông suốt, cùng người bình thường không giống. Nhưng lại không phát hiện được mảy may ngăn cản chi ý, ngay cả tiêu phàm cũng không thể xác định đàm hiên đến cùng phải hay không người trong đồng đạo loại tình hình này tiêu phàm dĩ vãng thật đúng là rất ít đụng phải đàm hiên lại tựa hồ như không hề có cảm giác mỉm cười nhìn tiêu phàm một chút đem bàn tay của mình nhẹ nhàng thu về tiêu phàm lại tựa hồ như cảm thấy đàm hiên nhìn về phía ánh mắt của hắn hơi có chút khác biệt chỉ là loại biến hóa này cực kỳ nhỏ nếu không phải tiêu phàm giác quan thứ sáu bén nhạy dị thường thật đúng là không có cái gì phát giác thậm chí tiêu phàm đều có chút hoài nghi, là không phải cảm giác của mình xảy ra sai sót, trên thực tế, đàm hiên ánh mắt cùng vừa rồi cũng không có gì khác nhau. chương 341, Giao Vương Tô Tố, người khoảng thời gian này không phải làm việc rất bận sao? Đều rất nhiều thời gian không có nhà, hôm nay làm sao có rảnh rỗi đến khách sạn tới dùng cơm? Đàm Hiên cùng Tiêu Phàm sau khi bắt tay, cũng không tiếp tục đối Tiêu trưởng phòng gấp chằm chằm không thả, mà là mỉm cười chuyển hướng nữ nhi hỏi. Trần Dương uốn éo người, mang theo một điểm nũng nịu ý vị nói, mẹ, làm việc bận rộn nữa, cũng có buông lỏng thời điểm. Ngài cùng nhiều a di đều là cán bộ lãnh đạo, làm việc so ta bận bịu nhiều, còn không phải muốn tới khách sạn thư giãn một tí. Nha, nói như vậy, ngược lại là mẹ hỏi được không nên rồi. Đi, các ngươi người trẻ tuổi có thế giới của mình, ta sẽ không quấy dày. Các ngươi tiếp tục, đàm hiên mỉm cười, nói, nhìn qua, ngược lại là 10 điểm khai sáng nhiều vũ đình hé miệng cười nói đúng vậy a à, đàm ti trưởng chúng ta liền không nên ở chỗ này làm người ta ghét trần dương bận biểu tức kêu lên nhiều a di ta cũng không dám nói như thế a à. miệng bên trong không dám trong đầu không biết nói bao nhiêu lần nhiều vũ đình vừa cười vừa nói trần dương hì hì cười một tiếng nói nhiều a di trong lòng nói dù sao ngài cũng nghe không được không thể làm chứng cứ phạm tội nha cùng nhiều a di tại cái này phá án còn chứng cứ phạm tội đâu Trần Dương liền mỉm cười, nhìn ra được, nàng cùng Nhiêu Vũ Đình ở giữa vẫn còn tương đối rất quen. Được, vậy các người bận biểu các người đi, tiêu trưởng phòng, có rảnh vào nhà làm khách. Đối tiêu phàm, đàm hiên từ đầu đến cuối khách khách khí khí. Được rồi, đàm ti trưởng, tiêu phàm cũng là quy củ, cùng hai vị gia trưởng tiến vào thang máy, Trần Dương liền có chút không cao hứng, chừng tiêu phàm một chút, thầm nói, đàm ti trưởng, đàm ti trưởng, tiếng kêu, a di, làm sao rồi bôi nhỏ ngươi rồi hừ trần dương cũng biết tiêu phàm đây là thủ quy củ nhưng một bên là nhiêu a di một bên là đàm thi trưởng làm sao nghe được làm sao sinh phân tiêu phàm cười nhạt một tiếng hỏi ngược lại tố tố trước kia vẫn luôn bên ngoài sự tình bộ môn làm việc a à? từ xưa tới nay nước ta ngoại thương không chỉ có một cái lỗ hổng quốc gia kinh mậu ủy cùng bên ngoài kinh mậu ủy đều có ngoại thương cơ cấu cùng công năng còn có một số ngoại sự bộ môn cũng có cùng loại làm việc chức trách những này cơ cấu cùng bộ môn đều có mình con đường nhưng lẫn nhau ở giữa cũng không ít ngang liên hệ cán bộ tương hỗ điều động cũng không hiếm thấy đúng vậy a à, mẹ ta thế nhưng là chuyên gia đàm phán rất nhiều đối ngoại mậu dịch đàm phán nàng đều tham dự chuyên gia đàm phán ân tiêu phàm như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu ai người có ý tứ gì cha ta hộ khẩu a à. trần dương vỉnh vỉnh lên miệng tiêu phàm cười lắc đầu trần dương vừa muốn lại nói chút gì Bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, nói, bọn hắn đến. Tiêu Phàm theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy hai tên nam tử trẻ tuổi đang từ ngoài cửa lớn đi tới, cái này hai tên nam tử trẻ tuổi, một tên ước chừng 30 không đến, 27 28 dáng vẻ, vóc dáng tương đối cao, dáng người tương đối thẳng tắp, tay vượn eo ong, dưới chân tương đối nhẹ nhàng, để người xem xét phía dưới, đã cảm thấy cái này thân người tay tương đối linh hoạt. Tiêu Phàm ánh mắt lại phá lệ tại cánh tay phải của hắn bên trên dừng lại thêm một hai giây. Nam tử này cánh tay phải, so cánh tay trái hơi dài. Mặc dù hắn đang vô tình hay cố ý ở giữa che giấu cái này đặc điểm, lại làm sao có thể thoát khỏi tiêu phạm ánh mắt. Một tên khác nam tử trẻ tuổi, niên kỷ ngoài 30, lại là tướng ngũ đoàn, 10 điểm khỏe mạnh. Tiêu phạm ánh mắt, lần này tại cái hông của hắn nhiều ngắm thêm vài lần. Rất rõ ràng, người này hạ bàn công phu tương đương vững chắc hạ bàn ổn định, trừ hai chân lực lượng mạnh mẽ bên ngoài, phần eo lực lượng cũng là cực kỳ trọng yếu. Chuyển tiếp, vẻn vẹn chỉ là hạ bàn ổn định, nhưng không có sức mạnh công kích. Cao thủ chân chính, có thể đem hạ bàn cự lực xuyên thấu qua phần eo bạo phát đi ra. Không thể nghi ngờ, Trần Dương vị này trẻ tuổi đồng sự, có năng lực như vậy. Mặc dù chỉ là thô thô xem xét, tiêu phàm cũng có thể biết, hai vị này nam tử trẻ tuổi, đối với truyền thống võ thuật tinh thông, càng tại Trần Dương phía trên. Trần Dương trước kia cũng cùng Tiêu Phàm nói qua, các nàng hai ván có không ít tinh thông truyền thống võ thuật cao thủ. Đây cũng là châu Á an toàn nhân viên cùng quốc gia khác nhân viên đặc công có chỗ khu địa phương khác, châu Á tinh anh đặc công chẳng những tinh thông các loại hiện đại hóa kỹ xảo cách đấu, đối hoa hạ cổ võ thuật thấm, là quốc gia khác nhân viên đặc công khó mà so sánh. Tương đối mà nói, Đông đảo quốc nhân viên đặc công cũng có cùng loại đặc điểm. Đông doanh nhẫn thuật, nhu đạo, kiếm đạo cùng côn thuật cũng coi như phải lưu truyền xa xưa, rất có độc đáo chi bí. Hai tên nam tử trẻ tuổi liếc nhìn Trần Dương cùng bên người nàng tiêu phàm, trên mặt hiện lên một vòng dị sắc, liền là đi nhanh tới, tương đối cao nam tử vừa cười vừa nói, Trần Dương, người nhưng thật ra vô cùng tích cực, so với chúng ta đều tới trước. Vị này là, ta cho các người giới thiệu a à, đây là tiêu phàm, ta. Bằng hữu của ta, tại tông giáo cục đi làm, tiêu phàm, hai vị này đều là đồng nghiệp của ta. Vị này là Quách Tử Đình, vị này là Lý Thành Giang. Quách Tử Đình là người cao, Lý Thành Giang thì là tướng ngũ đoạn, tương đối tráng kiện vị kia. Nghe Trần Dương giới thiệu, Quách Tử Đình cùng Lý Thành Giang càng thêm kinh ngạc. Chiếu ý tứ này, đây là Trần Dương bạn trai a. Trần Dương cứ việc che che lấp lấp không có nói rõ, hai vị này tinh mắt cỡ nào, làm sao có thể nhìn không ra. Muốn nói đồng sự tụ hội, Trần Dương đem bạn trai mang tới sáng cái tướng, cũng chẳng có gì, 10 điểm bình thường mấu chốt tối hôm nay cái này tụ hội không hề tầm thường là muốn cùng tiểu quỷ tử sống mái với nhau xem hư thực cũng không phải phổ thông ý nghĩa mời khách ăn cơm người trần dương cũng đem bạn trai lĩnh tới xem như cái có ý tứ gì liền cái này ra miệng thịt trắng sắc mặt tái nhợt nhã nhận bộ dáng xem xét chính là tốt học sinh tốt liền không sợ đợi chút nữa hù đến hắn chào ngươi chào ngươi tiêu tiên sinh quách tử đình tuổi còn nhỏ họ cách tương đối cũng tương đối hoạt bát cứ việc trong lòng rất xem thường hay là lập tức hướng Tiêu Phàm vươn tay, cười đến 10 điểm cởi mở. "Tiêu tiên sinh tại tông giáo cục đi làm a?" Quách Tử Đình vừa cùng Tiêu Phàm nắm tay, vừa cười hỏi, tựa hồ đối với Tiêu Phàm tại tông giáo cục đi làm chuyện này có chút hiếu kỳ. Cũng không biết là vô tình hay là cố ý, trên bàn tay thêm mấy phân lực khí. Cánh tay phải của hắn chẳng những so cánh tay trái hơi dài, trong lòng bàn tay càng là che kín vết chai, chỉ cần một dựng liền có thể phát giác được, cái tay này là lâu dài chịu đựng rèn luyện. Nắm quen khí cụ Bất quá hắn thêm đi lên cái này mấy phân lực khí Lại như là bùn như nhập hải Không có nửa điểm tin tức Tựa hồ tiêu phàm mềm mại bàn tay có trời sinh hấp lực Đem khí lực của hắn đều hút vào Trần Dương gương mặt xinh đẹp có chút nghiêm Nói tiểu quách Người có ý tứ gì Tông giáo cục đi làm không được a? À? Luận nhiên kỷ Trần Dương so quách tử đình còn nhỏ hơn mấy tuổi Lại để người ta tiểu quách Có lẽ đây là bọn hắn giữa đồng nghiệp ước định mà thành cách gọi Quách tử đình cười ha ha một tiếng, nói, được, làm sao không được chứ? Ta cũng không có nói hắn không được, nói, buông trưởng, nghe giọng điệu này hơi có điểm âm dương quái khí, Trần Dương càng thêm không cao hứng, nhưng vẫn là cho tiêu phàm giới thiệu nói, tiêu phàm, quách tử đình tinh thông kiếm pháp, là Trần Thị Thái cực kiếm dòng chính truyền nhân. Đã đêm nay muốn cùng quỷ tử đọ sức, cố ý mời tiêu phàm tới khi huấn luyện viên, mấy vị này đồng sự năng khiếu, cũng nên trước giới thiệu một chút mới được, bằng không thì cũng để huấn luyện viên quá làm khó. Ha ha, Trần Dương ngươi liền chớ khen thường ta, ta chính là luyện chơi vui, nơi nào có thể nói tinh thông, hai chữ. Làm sao, tiêu tiên sinh cũng là người trong đồng đạo, thích thái cực kiếm. Quách tử đình miệng thảo luận phải khiêm tốn, trên mặt lại không nhịn được toát ra mấy được chia sắc. Đánh tiểu luyện kiếm, 20 năm trôi qua, thậm chí đem cánh tay phải của mình đều luyện dài một đoạn, phần này công phu luyện tập lúc còn trẻ, không thể coi thường mà lại từ hắn hỏi thăm thần thái cùng ngữ khí hắn vô luận như thế nào cũng không chịu tin tưởng tiêu phàm cũng là võ thuật hoặc là kiếm đạo cao thủ thực tế tiêu phàm bên ngoài đồng hồ quá văn nhiều chút để người gặp một lần phía dưới liền kìm lòng không đặng cùng tiểu bạch kiểm vẽ lên ngang bằng tiêu phàm mỉm cười nói trần thị thái cực kiếm linh hoạt vững vàng cương nhu cùng tồn tại nhất là lấy thân vận kiếm là một lớn đặc sắc thật muốn có thể làm đến nhân kiếm hợp nhất trên cơ bản liền khó gặp đối thủ Quách Tử Đình đầu tiên là giật mình, lập tức cười nói, xem ra Tiêu tiên sinh thật đúng là người trong đồng đạo, đối Trần Thị Thái cực kiếm đặc điểm rất quen thuộc, trí nhớ cũng đặc biệt tốt. Lời này ý tứ lại là Minh Bạch đang nói Tiêu phàm học bằng cách nhớ, không biết thế nào, thế mà biết Trần Thị Thái cực kiếm một chút cơ bản đặc điểm, giờ phút này tại hắn cái này chân chính Trần Thị Thái cực kiếm cao thủ trước mặt đọc thuộc lòng ra, không biết, thật đúng là sẽ bị hắn giật mình đâu. Trần Dương Sinh đẹp mặt trầm xuống, cũng không tiếp tục để ý Quách Tử Đình liền đem tiêu phàm dẫn giới cho một bên Lý Thành Giang. Tiêu phàm, đây là Lý Thành Giang, đại thảo nguyên lớn lên, năm đó còn tại lúc học trung học, cũng đã là bọn hắn bên trong na đạt mộ đại hội té ngã quán quân. Hiện tại là trong cuộc chúng ta giao vương, quách tử đình sắc mặt cũng thoảng qua trầm xuống, ánh mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, xen lẫn ba phân xấu hổ. Nhìn thấy quách tử đình cùng Trần Dương cái dạng này, tiêu phàm nơi nào còn có thể không rõ. Rất rõ ràng, quách tử đình đối trần dương có ý tứ trần dương lại đối với hắn một điểm không ưa cái gọi là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình là lý thành giang đối này lại là nhìn như không thấy đưa tay cùng tiêu phàm nắm một chút ồm ồm nói ngươi tốt đối với trần dương cho hắn khen ngợi cư chi không nghi ngờ tiêu phàm mỉm cười nói lý tiên sinh tốt không tầm thường lời này ngược lại là xuất phát từ nội tâm trên đại thảo nguyên một cái cờ na đạt mộ đại hội quy mô bình thường đều không nhỏ tham gia na đạt mộ đại hội té ngã tay nhiều đến mấy trăm tên. Lý Thành Giang lúc học trung học, liền có thể đoạt được na đạt mộ đại hội té ngã quán quân, đây chính là 10 điểm cao minh. Về phần tại an toàn hai ván danh xưng Giao Vương, Lý Thành Giang nửa câu cũng không khiêm tốn, có thể thấy được cái này Giao Vương danh phù kỳ thực, vậy thì càng là lợi hại. Đối tiêu phàm khích lệ, Lý Thành Giang đồng dạng không có khiêm tốn, liếc nhìn hắn, lạnh nhạt nói, tiêu tiên sinh, người cũng rất đáng gờm. Lại nguyên lai like vừa rồi Lý Thành Giang trên tay hơi một tăng lực, vốn chỉ là một cái thói quen họ thăm dò động tác, tiêu phàm lại một điểm phản ứng đều không có, thật giống như việc này căn bản chưa từng phát sinh qua, Lý Thành Giang khí lực trên tay đều làm tại không chung. Đối Lý Thành Giang mà nói, cái này nhưng cũng là chưa hề đụng phải tình huống. Tiêu phàm mỉm cười, bất kể nói thế nào, Trần Dương hai vị này đồng sự, đều là có liệu người, tiếp xuống liền muốn nhìn trong cảnh sát hình sự quốc tế tâm ván mấy vị kia đồng chí tình huống chỉ cần còn có một hai vị có thể đem ra được, tối nay ngược lại cũng chưa chắc nhất định phải tiêu nhất thiếu suốt mã. chương 342, Liễu Sinh Hùng một Trong cảnh sát hình sự quốc tế tâm ván cũng tới ba vị đồng chí, đồng dạng là hai nam một nữ, niên kỷ đều không phải rất lớn. Ba vị này cảnh sát đối tiêu phàm đột một xuất hiện cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bất quá bọn hắn cùng Trần Dương không phải rất quen, tự nhiên đều đem cái này ngoài ý muốn ẩn tàng rất khá, tao nhã lễ phép cùng tiêu phàm nắm tay hàn huyên so ra mà nói, Trần Dương đối bọn hắn giới thiệu liền muốn giản lược phải nhiều, trên cơ bản chỉ là dẫn giới một chút tính danh, cái khác một mực khiếm phụng. Trên thực tế, Trần Dương cũng chính là hợp tác với bọn họ một lần, đối mấy vị đồng chí này nội tình xác thực biết không nhiều. Trước đó không lâu cùng một chỗ trinh phá vụ án kia, cũng không có để mọi người thi thố tài năng cơ hội. Tiêu phàm đối bọn hắn sơ bộ phán đoán, ba vị này cảnh sát hình sự quốc tế cũng đều không đơn giản, đều đều người mang tuyệt kỹ. Đương nhiên, đơn chỉ bằng những này thô thiển ấn tượng, dù là tiêu chân nhân lại nghịch thiên, cũng khó có thể phán đoán ba vị này võ kỹ đến cùng cao siêu đến mức nào. Từ ba tên cảnh sát hình sự quốc tế đối Trần Dương Quách Tử Đình Lý Thành Giang đám người thái độ đến xem, kỳ thật hai cái khác biệt bộ môn ở giữa, cũng tồn tại cạnh tranh tâm tư. Dù sao cái này vốn là cảnh sát hình sự quốc tế đang phụ trách vụ án, thượng cấp ngạnh sinh sinh cho điều mấy vị đặc công tới tham dự, làm gì đều giống như có chút không tin được trong cảnh sát hình sự quốc tế tâm ván đồng chí năng lực. Vừa vặn thừa dịp tối nay cái này cùng quỷ tử luận bàn cơ hội, lẫn nhau ở giữa cũng thấy cái chân trương. Cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức ba tên đồng chí đến khách sạn không bao lâu, đông đảo người cũng đến. Hết thảy bốn tên đông đảo cảnh sát, dựng taxi tới, sau khi xuống xe, hướng về taxi lái xe cũng là liên tục cúi đầu, chỉ nhìn từ bên ngoài, những này đảo quốc người rất là kính cẩn thủ lễ nhưng ở loại này nhã nhận thủ lễ đằng sau ẩn giấu cao ngạo cùng hung tàn, cũng là rất rõ ràng. Chỉ bất quá tối nay nói xong là châu Á đồng hành mời bọn họ ăn cơm, mọi người cũng đều kết thúc cấp bậc lễ nghĩa, tại đại đường chờ. Tiêu tiên sinh, ngài tốt, sơ lần gặp gỡ, mời nhiều chiếu cố, dẫn giới về sau, liễu sinh hùng một cung cung kính kính hướng tiêu phàm cuối người chào lấy tiêu chuẩn tiếng phổ thông, rõ ràng nói. Chỉ từ cái này một ngụm tiêu chuẩn tiếng phổ thông liền có thể nhìn ra được, cái này liễu sinh hùng một là cái hoa hạ thông liễu sinh tiên sinh khách khí tiêu phàm mỉm cười chủ động hướng liễu sinh hùng một vươn tay ra liễu sinh hùng liên tiếp bận bịu cùng tiêu phàm nắm tay tiêu phàm ngón tay nhẹ nhàng bắn lên khoác lên liễu sinh hùng một mạch trên cổ tay một sợi hạo nhiên chính khí vô thanh vô tức từ nội quan huyệt trực thấu mà vào kết quả cái này sợi hạo nhiên chính khí vừa mới theo kinh mạch đi không bao xa liền không để lại dấu vết biến mất tại liễu sinh hùng một thể nội Tựa hồ liễu sinh hùng một thể bên trong có đặc thù nào đó thôn vệ chi lực, đem cái này sợi hạo nhiên chính khí nuốt chửng lấy rơi. Loại tình hình này lần trước tại tần quan vi uyển thiên thiên chữa thương lúc cũng đụng phải, nhưng cùng lần kia tình hình lại có chỗ khác biệt. Kia một lần uyển thiên thiên thể nội thôn vệ chi lực cường hãn tuyệt luân, tiêu phàm không một cẩn thận đều kém chút ăn thiệt thòi nhỏ, làm cho vận dụng bản mệnh chân nguyên mới đưa kia cỗ thôn vệ chi lực áp chế xuống. Liễu sinh hùng một thể bên trong cỗ này thôn vệ chi lực tương đối mà nói liền muốn kém xa. Mà lại Tiêu Phàm thăm dò vào trong cơ thể hắn kia một sợi Hạo nhiên chính khí, cũng xa còn lâu mới có thể cùng khi nói thăm dò vào Uyển Thiên Thiên thể nội Hạo nhiên chính khí đánh đồng. Rất hiển nhiên, Liễu Sinh hùng một có đặc thù nào đó nội công, có thể ngăn cách ngoại giới nhìn trộm. Tiêu tiên sinh cũng là cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức đồng hành sao? Liễu Sinh hùng một không có vội vã buông ra Tiêu Phàm tay, nhìn từ trên xuống dưới hắn, ngậm cười hỏi: liền như là hình của hắn đồng dạng, người này nhìn qua vô cùng nhã nhận thủ lễ, thái độ 10 điểm ôn hòa. Nhưng kia cỗ từ thực chất bên trong đầu lộ ra đến tự tin, cũng có thể rất rõ ràng cảm thụ được. Trước mấy thời gian phá án quá trình bên trong, chưa từng gặp qua tiêu phàm, liễu sinh hùng một cho nên có câu hỏi này. Trần Dương ở một bên nói, không phải, tiêu phàm là bạn trai ta. Vừa rồi Trần Dương cũng không có nói phải dạng này ngay thẳng, nhưng ở những này quỷ tử trước mặt, Trần Dương lại nghiêm túc, tránh khỏi mấy cái này quỷ tử đến lúc đó oán thầm châu á đồng hành không tuân quy củ, nói rõ là luận bàn, lại gọi ngoại nhân đến giúp đỡ. Nếu là Trần Dương bạn trai, quan hệ mật thiết, cũng sẽ không thể xưng là ngoại nhân, xem như người một nhà. A, à, nguyên lai like hai vị là nam nữ bằng hữu. Tiêu Tiên Sinh, thật sự là có phúc lớn. Liễu Sinh Hùng liên tiếp bận bịu ngậm cười nói, chứng chặc đàng hoàng dáng vẻ. Đông đảo quốc người có thể nói là trên thế giới không có nhất hài hước cảm giác dân tộc. Thậm chí trượng phu cho thê tử viết thư, ngẩng đầu đều là kính khải người. Quách Tử Đình ở một bên nói, Liễu Sinh Quân, quốc gia chúng ta nam nữ bằng hữu quan hệ, cùng quốc gia các người vị hôn phu thê quan hệ, không là một chuyện, xa còn lâu mới có được nghiêm khắc như vậy ước thúc. Người trẻ tuổi chỉ cần nói chuyện rất là hợp ý, liền có thể tự xưng là nam nữ bằng hữu quan hệ. Qua mấy ngày lẫn nhau phiền chán, loại này nam nữ bằng hữu quan hệ liền có thể lập tức kết thúc. Nguyên lai like là dạng này, tạ ơn Quách Tiên sinh chỉ điểm. Liễu sinh hùng một lại hướng quách tử đình cúi đầu, mỉm cười nói, một bộ cần thụ giáo bộ dáng, nhưng còn không có cùng quách tử đình đắc ý. Cái này quỷ tử lập tức lại bổ sung nói, bất quá, ta cho rằng tiêu tiên sinh cùng trần cảnh sát ở giữa, khẳng định không phải như vậy. Nhìn ra được, tiêu tiên sinh là khải đế quân tử. Trần cảnh sát càng là rất nghiêm cẩn nữ sĩ. Quách tử đình lập tức sắc mặt đỏ lên, cái này tiểu quỷ tử thật đúng là không chịu phối hợp a. Trần Dương sụ mặt, ngay cả lý thành giang cũng nhìn quách tử đình một chút tựa hồ có chút trách cứ trị ý mặc kệ ngươi là đối trần dương có ý tưởng hay là đối tiêu phàm có ý kiến đều là chúng ta từ ra nội bộ sự tình ngay trước liễu sinh hùng một cái này đông doanh quỷ tử nói cái gì đó chẳng lẽ còn trông cậy vào tiểu quỷ tử cho ngươi chỗ dựa không thành quách tử đình cũng ý thức được mình có chút thất thố liền ngượng ngùng quay đầu nhìn về phía nơi khác ha ha liễu sinh quân các vị đồng hành mời tới bên này trong cảnh sát hình sự quốc tế tâm ván lớn tuổi nhất vị kia cấp một cảnh đốc Trương Hoài Viễn cười mời. Theo Trần Dương giới thiệu, Trương Hoài Viễn là lần này tổ chuyên án người phụ trách, tối nay cái này mở tiệc chiêu đãi, tự nhiên lấy hắn vì chủ nhà. Ai, tạ ơn Trương Tổ trưởng, Liễu Sinh Hùng một lại đối Trương Hoài Viễn khách khí nói. Lập tức một nhóm 11 người, người, hướng về tứ hải khách sạn cơm chưa sảnh đi đến, Trương Hoài Viễn tại cơm chưa sảnh định cái bao xương, thức ăn cũng là đã sớm đặt trước tốt, tất cả đều là địa đạo hoa hạ đồ ăn. Nếu là mời người Nhật Bản ăn cơm, đương nhiên phải lấy hoa hạ bản địa phong vị đối đãi. Tứ hải khách sạn cơm chưa làm được hết sức nói. Ngoại giao khách sạn, cơm Tây làm được địa đạo đồng thời cơm chưa cũng nhất định phải địa đạo, không phải liền cũng bị người lên án xính ngoại. Ăn đến một đám đông đảo người khen không dứt miệng, nhà Tây liên thanh. Đã được phái đến châu Á đến chấp hành nhiệm vụ, bốn tên đông đảo người đều sẽ giảng tiếng phổ thông, bất quá ba người khác hán nữ kém xa tít tắp liễu sinh hùng một lưu loát như vậy, hương cao thải liệt thời điểm, tiếng mẹ đẻ tự nhiên thốt ra. Một bữa cơm ngược lại là ăn đến đều tương đối tận hứng. Chỉ là Trần Dương chủ động cho tiêu phàm lột tôm hùng một màn, để Quách Tử Đình cùng Lý Thành Giang đều thấy có chút ngẩn người. Bọn hắn là Trần Dương đồng sự, Trần Dương tại hai ván mạnh mẽ tác phong, tất cả mọi người là biết rõ. Bỗng nhiên tại tiêu phàm trước mặt trở nên như thế ôn nhu uyển ước, mười phần thục nữ, nhất thời bán hội thật đúng là rất khó để người lấy lại tinh thần. Lại nhìn cái kia họ tiêu tiểu bạch kiểm, vậy mà cư chi không nghi ngờ, không có nửa điểm khách khí, càng không có nửa phân thụ sủng nhược kinh thần sắc, tựa hồ hết thảy đều là như vậy đương nhiên, quả thực là lẽ nào lại như vậy. Tiểu bạch kiểm có tài đức gì, phải tiêu thụ như thế mỹ nhân ân. Liễu sinh quân, tứ hải khách sạn có bổ sung kiện thân câu lạc bộ, trong đó có một cái nhu đạo quán, nghe nói công trình coi như không tệ, nếu không chúng ta một lên qua xem một chút đi. Cơm nước no nê, Trương Hoài viễn mỉm cười nói, đêm đêm nay mở tiệc chiêu đãi đặt ở Tứ Hải khách sạn, cũng là có cân nhắc, chỉ sợ một nửa là hướng về phía khách sạn bổ sung kiện thân câu lạc bộ nhu đạo quán đến. Nghe nói Tứ Hải khách sạn nhu đạo quán không thể coi thường, cùng quốc gia nhu đạo đội chính là hợp tác đơn vị, tuyệt không phải những cái kia gà rừng nhu đạo quán có thể so. Quốc gia nhu đạo đội mấy vị giải nghệ quán quân cấp nhân vật tại nhu đạo quán đảm nhiệm huấn luyện viên bồi dưỡng được không ít dân gian nhu đạo cao thủ tới đã muốn cùng đảo quốc uy nhân luận bàn sân bãi tuyển tại nhu đạo quán phù hợp ai tấm quân mời chưa quân mời liễu sinh hùng khẽ kho người nói trương hoài viễn liếc qua trần dương trong mắt lộ ra trương cầu chi ý tất nhiên là đang hỏi bạn trai của ngươi có muốn cùng đi hay không quan sát đêm nay luận bàn nhìn cái này nhã nhận hình dáng đợi có thể hay không bị hù dọa a à. nếu là dọa ra cái nguy hiểm tính mạng đến ta cũng không chịu trách nhiệm trần dương cũng thật là loại tụ hội này thế mà cũng mang bạn trai tới người bạn trai này nếu như cũng là các ngươi hai ván người hung hãn thiện chiến cũng liền thôi còn có thể trở thành một sự giúp đỡ lớn mang như thế cái tiểu bạch kiểm tính chuyện gì xảy ra trần dương không thèm để ý đưa tay kéo lại tiêu phàm cánh tay đi thẳng về phía trước trương hoài viễn liền lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Dù sao liền bốn cái đông đảo người, bọn hắn bên này trừ ra Trần Dương, còn có năm cái, đợi chút nữa nói thế nào cũng đủ. Cho tới bây giờ, Trương Hoài Viễn hay là tràn đầy tự tin. Chính hắn cùng hai tên đồng sự thân thủ như thế nào, tự nhiên là biết rõ, cái kia quách tử đình cùng Lý Thành Giang tựa hồ cũng không phải tên soàng xính, bốn cái quỷ tử liền lợi hại hơn nữa, Trương Hoài Viễn cũng là nghiêm nghị không sợ. Tại tứ hải khách sạn phục vụ viên dẫn dắt phía dưới, đoàn người nối đuôi nhau mà đi hướng về nhu đạo quán bên kia đi đến tứ hải khách sạn bổ sung kiện thân câu lạc bộ là một tòa bốn tầng váy lâu chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn không tại lầu chính chiếm diện tích phía dưới bể bơi sân bóng rổ quán vũ cầu quán bowling, linh nhu đạo quán võ thuật quán cùng cùng đầy đủ mọi thứ tuy nói là phụ thuộc kiện thân câu lạc bộ nhưng cũng đơn độc mở cửa bán đương nhiên thực hành chính là hội viên chế Tứ Hải dạng này ngoại giao cấp 5 sao khách sạn, không có khả năng biến thành không có chút nào chuẩn nhập ngưỡng cửa chợ bán thức ăn, đối khách nhân tiến hành nhất định nồi đất hẳn là rất cần thiết biện pháp. Trương Hoài Viễn cũng không phải là Tứ Hải khách sạn kiện thân câu lạc bộ hội viên, muốn trở thành nơi này hội viên, điều kiện khác không nói trước, riêng là một năm hội viên phí chính là hai mấy chục nghìn. Đối tại bình thường tiền lương tộc mà nói, dạng này hội viên phí là tuyệt đối không đủ sức. Lần này có thể đến đây nhu đạo quán mượn dùng sân bãi còn là một vị tại thủ đô cục thành phố làm việc trường cảnh sát đồng học dự đoán cho bắt chuyện qua, nhu đạo quán mới đáp ứng phá lệ tiếp đãi bọn hắn. Một đường đi tới, nhìn thấy như vậy xa hoa bộ dáng, mấy tên đông đảo người lại là liên tiếp nha tây, trong thần sắc có chút ao ước. Chương 343, nhu đạo vô địch thế giới. Cứ việc có trường hoài viễn vị kia tại cục thành phố làm việc đồng học bắt chuyện qua, sự đáo lâm đầu hay là thoảng qua ra chút ngoài ý muốn. Phụ trách tiếp đãi nhu đạo quán trợ lý giáo luyện nói cho bọn hắn, còn phải chờ một hồi nữa sân bãi mới có thể để chống, trước mắt huấn luyện viên trưởng ngay tại đối tác học viên tiến hành trách nhiệm. Trương Hoài Viễn liền vội vàng hỏi, vậy còn muốn đợi bao lâu? Trợ lý giáo luyện liền nói, cái này có thể nói không lớn chuẩn, còn có mấy cái học viên trách nhiệm không có hoàn thành. Địch Thành huấn luyện viên bề bộn nhiều việc, cũng không phải là thường xuyên đến chúng ta trong quán đến, chúng ta cũng nhất định phải dựa theo thời gian của hắn tới làm tương ứng an bài. Lời vừa nói ra, Trương Hoài Viễn lập tức liền giật mình, địch thành. Chính là cái kia địch thành sao? 73 kg cấp cái kia, vô địch thế giới. Đúng, chính là hắn. Trợ lý giáo luyện mỉm cười, thân sắc ở giữa, có phần làm kiêu ngạo. Cứ việc địch đã thành trải qua giải nghệ, nhưng vô địch thế giới chính là vô địch thế giới, cái này tuyệt không phải giả. Một nhà nhu đạo quán, có thể mời đến vô địch thế giới tới làm huấn luyện viên, bản thân liền đại biểu cho phi phạm thực lực. a à, là địch thành tiên sinh ta nghe nói qua hắn cũng quan sát qua hắn tranh tài xin hỏi trợ lý tiên sinh chúng ta có thể vào đứng ngoài quan sát học tập sao đâu chỉ trương hoài viễn biết địch thành ngay cả đông đảo người cũng đã được nghe nói vị kia nhu đạo tám đoạn đông đảo người gần dây leo tam lang lập tức chen vào nói nói nhìn qua tựa hồ đối với địch thành phi thường ngưỡng mộ mấy vị này chính là đông đảo đến bằng hữu đúng không trợ lý giáo luyện kỳ thật đối bọn hắn cũng rất là hiếu kỳ cục thành phố vị kia cảnh sát đại khái nói qua muốn mượn dùng bọn hắn sân bãi lý do là muốn cùng mấy vị đông đảo quốc đến cao thủ tiến hành luận bàn luận bàn loại chuyện này bọn hắn nhu đạo quán thường xuyên đều phát sinh nhưng trực tiếp cùng đông đảo quốc bên trong đến cao thủ luận bàn thật đúng là phi thường hiếm thấy đúng vậy chúng ta là đến từ đông đảo quốc mời nhiều chiếu cố gần dây leo tam lang vội vàng cúi đầu làm lễ kính cẩn nói ha ha chúng ta nhu đạo quán bình thường cũng có khách nhân đến tham quan qua, mấy vị có thể đi vào. Bất quá xin mọi người tuân thủ chúng ta quy củ của nơi này, không còn lớn tiếng hơn ồn ào, cũng không thể chụp ảnh. Trợ lý giáo luyện tựa hồ có phần có vài lời quyền, lập tức liền đáp ứng gần dây leo tam lang quan sát học tập yêu cầu. Nhập ra tùy tục nha, đây là khẳng định, thỉnh giáo luyện yên tâm tốt. Trương Hoài viễn đại biểu cho đoàn người đồng hồ cái thái. Vậy thì tốt, mời chư vị đi theo ta đi chúng ta trước thay quần áo. Đối với điểm này, mọi người trên cơ bản đều không có có dị nghị, chỉ có tiêu phàm chưa từng thay đổi nhu đạo võ phục trang, trợ lý giáo luyện cũng không có miễn cưỡng. Có lẽ là hắn cảm thấy tiêu phàm kia thân màu xanh nhạt đường trang cùng màu đen dày vải, cùng nhu đạo trong quán bầu không khí cũng rất hòa hợp, cũng không đột ngột. Cái khác đám người, đều quy củ thay đổi nhu đạo võ phục. Trần Dương đem nhu đạo võ phục cân vạt gấp lại gấp, rất cố gắng muốn đem mình quá to lớn che lấp bất quá rất rõ ràng, Trần Dương cố gắng hiệu quả cũng không rõ ràng. Làm một tên hành động tổ nhân viên đặc công, Trần Cảnh sát cái này to lớn, hoặc nhiều hoặc ít có chút chướng mắt. Phát giác được Trần Dương xấu hổ, tiêu phàm mỉm cười thấp giọng nói, Mỹ lệ bắt nguồn từ tự nhiên, không cần thiết quá để ý. Người cái này lại không phải giả, bọn chúng thiên nhiên muốn tạo ra dạng này, có cái gì tốt che giấu. Người là nam nhân, đương nhiên nghĩ như vậy. Trần Dương nhếch miệng, không nhịn được thì thầm một tiếng nữ nhân chúng ta càng không che lấp đàn ông các ngươi càng có thể mở rộng tầm mắt ta liền biết ngươi là nghĩ như vậy tiêu phàm cười cười cũng không có thẹn quá hóa giận trẻ tuổi tâm lý của cô bé luôn có chút không hiểu thấu không cần truy đến cùng nhưng phải thừa nhận mặc vào nhu đạo võ phục trần dương xác thực có một phong vị khác đã có nữ cảnh sát tư thế hiên ngang cũng có thanh xuân thiếu nữ mềm mại uyển chuyển hỗn hợp lại cùng nhau tương đương bắt người nhãn cầu Trần Dương mới từ phòng thay đồ ra một khắc này, Quách Tử Đình đều có một nháy mắt chố mắt. Bất quá, mọi thứ đều có ngoại lệ. Trần Dương tiến vào nhu đạo quán về sau, cũng không thành công hấp dẫn tất cả nam sĩ si ánh mắt. Đối trong đó hai vị nam sinh mà nói, ngồi tại bên người nàng tiêu nhất thiếu tựa hồ so với nàng càng có lực hấp dẫn. Sau một khắc, hai vị này nam sinh liền không để ý trợ giáo ánh mắt ngân cản, hấp tấp chạy tới. Lão đại, ngài làm sao đến nơi này rồi? Tiểu quế tử thấp giọng mỉm cười mà hỏi thăm, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cùng hắn cùng một chỗ tới Giang Vũ Thành cũng cười ha hả. Tiêu phàm tựa hồ cũng không nghĩ tới sẽ ở đây đụng phải Giang Vũ Thành cùng Tiểu Quế Tử, không khỏi cười hỏi Tiểu Quế Tử, người thích nhu đạo rồi. Giang Vũ Thành rất thích nhu đạo, đồng thời tạo nghệ không thấp, Tiêu phàm là biết đến, tại nhu đạo quán nhìn thấy Giang Vũ Thành rất bình thường, bất quá Tiểu Quế Tử thế mà cũng chạy tới nơi này, còn ra dáng mặc vào nhu đạo võ phục ngược lại thật sự là để tiêu nhất thiếu ý không ngờ được hắc hắc cũng chưa nói tới thích đều là để ra hỏa này ép tiểu quế tử cười hì hì nói nhìn hắn bộ dạng này cũng không giống là chịu chịu khổ cực luyện tập hơn phân nửa là cùng giang vũ thành giảng nghĩa khí lại nói cũng là ham chơi yêu cái mới mẻ cùng cỗ này mới mẻ kình thoáng qua một cái đi quế ít đi là chịu lại xuất hiện tại nhu đạo quán kia mới gọi quái lão đại ngày đây là cùng tiểu quế tử líu díu một hồi lâu giang vũ thành mới cắm tiến vào lời nói đến nói nửa câu tiêu phàm mỉm cười nói không có gì bồi mấy người bằng hữu tới tham gia náo nhiệt bằng hữu cái kia bằng hữu a à. cho giới thiệu một chút chứ sao tiểu quế tử ánh mắt chỉ ở trần dương trên thân đảo quanh trong lòng cũng hơi kinh ngạc có vẻ như trước kia đi theo một thiếu bên người không phải vị mỹ nữ kia tư thái so vị này muốn nhu hòa một chút không có như thế dẫn lửa đương nhiên một thiếu không có chủ động giới thiệu tiểu quế tử liền tuyệt sẽ không hỏi nhiều. Quy củ này, kia là nhất định phải giữ nghiêm, bất quá tiểu quế tử cũng thật sự là hiếu kỳ, không biết muốn cái gì dạng bằng hiếu, mới mời được đến lão đại đại giá, như như vậy khí bằng hiếu, nhiều nhận biết mấy cái khẳng định không hỏng chỗ. Tiêu phàm cười cười, đang muốn nói chuyện, bên kia đã vang lên quát lớn thanh âm. Ai, mấy người các ngươi, chuyện gì xảy ra, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, lại là một vị huấn luyện viên quặng mặt lại, rất không cao hứng tiếp cận bọn hắn. Tên này huấn luyện viên ước chừng trên dưới 30 tuổi, mặt vuông, tướng mạo uy nghiêm, 10 điểm tráng kiện. Tiểu Quế Tử lập tức liền dưới hông mặt, rất không cao hứng hừ một tiếng. Hắn đến cái này nhu đạo quán, vốn chính là chơi vui, cho tới bây giờ cũng không tính đường đường chính chính học cái đồ chơi này, mặc kệ đối cái nào huấn luyện viên, tự nhiên đều không có chút nào lòng kính sợ. Nếu không phải làm phiền lão đại mặt mũi, Tiểu Quế Tử lập tức liền sẽ giống trở về. Quế thiếu cũng không ăn bộ này. Lão đại, đây là địch hành, chúng ta huấn luyện viên. Giang Vũ Thành vội vàng hạ giọng hướng tiêu phàm giải thích một câu, lập tức ngẩng đầu cười ha hả nói, địch chỉ đạo, bằng hữu của ta đến, phiếm vài câu. Nhìn ra được, địch thành nhận biết Giang Vũ Thành, sắc mặt hơi có hỏa hoãn, nhưng vẫn là rất không vui, nói, lúc huấn luyện, muốn thủ quy củ, không cho phép ồn ào, ảnh hưởng người khác. Muốn nói chuyện phiếm, sau khi huấn luyện kết thúc trò chuyện tiếp ngươi có ý tứ gì? ta, à, ta nói cho ngươi, ngươi thấy rõ ràng, đây là lão đại, không phải nơi này vận động viên gào to cái gì đâu. tiểu quế tử giận dữ, không thể kìm được, quát. cũng không phải người gì đều có thể hướng về phía quế thiếu la to, nhất là còn làm lấy lão đại trước mặt, còn đến mức nào? thật thanh lão đại dẫn lửa, hậu quả này ai gánh vác được? không ngờ địch thành cũng là tính khí nóng nảy chủ, nghe vậy hồ đứng dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ đang muốn mở miệng, dẫn dắt đoàn người tiến đến vị kia trợ giáo xem xét tình huống phải gặp, cuống quyết ba chân bốn cẳng chạy tới, bám vào địch hành bên tai nói thầm mấy câu. "Tranh tài, so cái gì thi đấu? Đến chúng ta nơi này đến tranh tài, còn đông đảo người, ai ngờ địch hành ngay cả trợ giáo sổ sách cũng không mua, trợ giáo còn không có cắn xong lỗ tai, vị này liền kêu la, chừng lớn một đôi mắt, tại cái này hơn 10 tên kẻ ngoại lai trên mặt một quét qua qua, thần thái rất là khinh thường." Lý Hoàn chúng ta nơi này là chính quy nhu đạo quán, có thể đi vào đều là hội viên. Ai bảo ngươi thanh những người khác bỏ vào đến, còn ở nơi này tranh tài. Ngươi lúc đó võ đài đâu, nói đùa cái gì, tên kia gọi lý hoàn trợ giáo lập tức mặt đỏ lên, quay hàm một trống một trống. Hắn trên danh nghĩa là trợ giáo, trên thực tế là căn này nhu đạo quán người phụ trách một trong, cái này địch thành, ỉ vào giải nghệ vô địch thế giới hàng hiệu tử cùng trong nhà có mấy cái tiền, đối với người nào đều là cái này nước tiểu họ, Bất quá Lý Hoàn dù sao cũng là hành chính nhân viên, hòa nói bên trong làm việc chức trách chính là giữ gìn tốt nhu đạo quán trật tự cùng cùng ngoại giới các loại quan hệ, bất kể nói thế nào, cũng không thể ở đây cùng địch thành công khai cãi nhau, cắn cắn quay hàm, Lý Hoàn rốt cuộc cưỡng chế lửa giận trong lòng, thấp giọng nói, địch chỉ đạo, là cục thành phố vương sử trưởng tự mình bắt chuyện qua. Mặc dù nói, cái này thành phố thủ đô bên trong tàng long ngọa hổ, trưởng phòng loại hình cán bộ, coi là thật đầy đường nhưng thủ đô cục thành phố tay cầm thực quyền trưởng phòng hay là không tốt như vậy đắc tội địch thành cười lạnh một tiếng nói chúng ta đây là nhu đạo quán ngụ ý chính là nói ta mới chẳng cần biết ngươi là ai đánh chào hỏi đã ta địch thành bây giờ tại nơi này nên bằng vào ta làm chủ những người này vừa tiến đến liền thanh trật tự đều bừa bãi học viên căn bản liền không nhìn ta cái này huấn luyện viên các ngươi cũng không cho ta lưu mặt mũi ta làm gì cho các ngươi lưu mặt mũi Trương Hoài Viễn nhịn không được, đứng dậy, trầm giọng nói, địch huấn luyện viên, ta họ Trương, tối nay mượn dùng các người nơi này nhu đạo quán, cũng là vì cùng mấy vị đông đảo đến đồng hành luận bàn một chút, không có ý tứ gì khác. Đông đảo quốc đến đồng hành, đều là luyện nhu đạo sao? Địch thành nghe vậy, ánh mắt tại một đám kẻ ngoại lai trên mặt lần nữa đảo qua. Gần dây leo tam lang ngay cả vội vàng đứng dậy, nói, địch huấn luyện viên, ta gọi gần dây leo tam lang, ta nghiệp dư yêu thích là liên hệ nhu đạo, nghiệp sư yêu thích, địch thành trên mặt lại hiện ra diếu cợt chi ý. Trương Hoài viễn lạnh nhạt nói, địch huấn luyện viên, người ta kia là khiêm tốn, gần đằng tiên sinh là chuyên nghiệp nhu đạo tám đoạn. Rất hiển nhiên, Trương Hoài viễn đối vị này kiêu hành địch huấn luyện viên, thật sự là có chút nhìn không quá thuận mắt. Chuyên nghiệp nhu đạo tám đoạn, người nói đùa sao, địch thành đầu tiên là sướng sờ, lập tức cười ha hả, mặt mũi tràn đầy đều là không tin thần sắc gần dây leo tam lang cũng không phải là nghề nghiệp nhu đạo vận động viên vóc dáng cũng không phải đặc biệt cao lớn nhìn qua thực tế không giống cao thủ đơn thuần luận hình thể hắn cùng địch thành hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên cũng khó trách địch thành không chịu tin tưởng làm nghề nghiệp nhu đạo vận động viên 73 kg cấp trước vô địch thế giới địch thành thế nhưng là rất rõ ràng chuyên nghiệp nhu đạo tám đoạn ý vị như thế nào dạng thực lực người không tin a à, người không tin vậy liền đi lên luyện hai tay ai thắng người đó là ra, thua, liền ngậm miệng, đừng gào to. Trương Hoài Viễn chưa mở miệng, một bên tiểu quế tử đã cười lạnh nói, hai mắt nghiêng liếc địch thành, một bộ cực độ nhìn hắn không thuận mắt dáng vẻ. Dù sao không phải hắn quế thiếu tự thân lên trận đấu, mặc kệ ai thua ai thắng, đều cùng hắn không liên hệ, tự nhiên là đứng nói chuyện không đau eo. chương 344, một chiêu phân thắng bại. Tiểu quế tử lời này, lập tức liền đạt được Giang Vũ Thành lên tiếng ủng hộ đúng a à, địch chỉ đạo đi lên luyện hai tay để đoàn người đều mở mắt một chút cũng làm cho cái này đông đảo người biết cái gì gọi là chân chính nhu đạo cao thủ giang vũ thành họ tử chậm điểm lại là thân sơ rõ ràng lão đại tiểu quế tử cùng địch thành tướng so địch thành so không được nhưng cùng tiểu quỷ tử tương đối mà nói địch thành cuối cùng lại có thể coi là người một nhà vì vậy ngôn từ ở giữa vẫn tương đối cất nhắc địch thành tốt các ngươi không phải muốn cho chúng ta trận này luận bàn sao không có vấn đề, chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Địch thành họ tử là thật tương đương táo bạo, Giang Vũ Thành lời còn chưa dứt, lập tức liền gật đầu mạnh một cái, hùng dũng giống một tiếng, đáp ứng, đồng thời không chút do dự, quay người liền hướng trên lôi đài đi. Thực tế tiểu quế tử kia lời nói được hung ác, không phải do địch thành do dự trần chờ. Trương Hoài Viễn không khỏi cùng bên người đồng sự liếc nhau một cái, ai cũng không có mở miệng ngăn cản. Lúc đầu tối nay tới nơi này, chính là muốn cùng đông đảo người luận bàn hiện tại từ vị này trước vô địch thế giới dẫn đầu ra mặt đơn đấu gần dây leo tam lang kia là không còn gì tốt hơn hướng lớn thảo luận đêm nay tỷ thí này cũng có thể xưng là hai nước giới võ thuật một loại đọ sức địch thành thân là trọng lượng cấp nhu đạo quán quân cũng coi là đại biểu cho lĩnh vực này đỉnh tiêm tiêu chuẩn thuần túy đọ sức nhu đạo hẳn là so với bọn hắn càng thêm nhân tuyển thích hợp trương hoài viễn bọn hắn không phản đối những người khác liền càng sẽ không phản đúng, từng cái rũi cổ, mặt mũi tràn đầy cảm giác hưng phấn, chờ lấy xem náo nhiệt. Tiểu Quế Tử Hạ thấp giọng hỏi, lão đại, thật sự là đến tỷ võ. Cảm giác hưng phấn so sánh sở hữu người càng sâu ba phân. Hắn nhưng là tận mắt đem lão đại xuất thủ qua, cái kia cái gì uông lão tam, nhìn như vô địch, kết quả bị lão đại một quyền liền cho làm nằm xuống. Tiểu Quế Tử thừa nhận, mình sống hai mươi mấy năm, còn chưa thấy qua đêm đó như vậy kích thích tràng cảnh. Kia đấm ra một quyền đi, uông lão tam như gió tranh như bay ra sáu bảy mét, tất cả mọi người dọa ngốc, uông lão nhị kém một chút liền tè ra quần. Coi là thật đã nghiền, chẳng lẽ đêm nay lại có thể nhìn một lần cho thỏa. Tiêu phàm mỉm cười, nói tạm thời ta là người đứng xem, tất cả ngồi xuống đi. Ai ai, ngồi xuống ngồi xuống, xem kịch xem kịch. Tiểu quế tử hưng phấn khó chịu, ngay tại tiêu phàm bên người ở trên mặt đất ngồi xuống, cùng giang vỗ thành cùng một chỗ, đem cổ kéo dài lão dài. Cái này nói chuyện quang cảnh, địch đã thành trải qua đứng ở trên lôi đài, phục phục hướng phía dưới, sấm rền cũng như quát, ai lên trước đến. Gần dây leo tam lang liền nhìn bên cạnh liễu sinh hùng một một chút, liễu sinh hùng một cực nhẹ cực nhẹ gật gật đầu, gần dây leo tam lang lập tức đứng dậy, chậm rãi đi tới lôi đài trước đó, cúi đầu cúi đầu, nói, địch tiên sinh, ta hướng người thỉnh giáo. Có thể, người lên đây đi, địch thành không để ý chút nào nói. Gần dây leo tam lang theo bậc thang, bên trên lôi đài, tại địch thành đôi mặt đứng vững, lần nữa có chút cúi đầu, động tác không chậm không nhanh, cùng địch thành tướng so, chính là hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách. Chờ một chút, trước tiên nói một chút quy củ, Lý Hoàn kịp thời đứng ra, mắt nhìn Trương Hoài Viễn, nói. Đại ca, những người này đều là ngươi lính tới, các ngươi dự định làm sao luận bàn, trước tiên đem quy củ định ra đến, đừng làm loạn. Đây không phải bình thường so tài, thi đấu thể dục, rất dễ dàng tạo thân tổn thương. Địch thành thế nhưng là danh phù kỳ thực vô địch thế giới, mặc dù giải nghệ nhiều năm, không thể cùng thời kỳ toàn thịnh tướng so, lại cũng không phải bình thường nghiệp dư tuyển thủ có thể nhìn theo bóng lưng. Lại nhìn cái này nói bản nhân, làm sao đều không giống như là nhân vật lợi hại dáng vẻ, vạn nhất cho địch thành trực tiếp từ trên lôi đài ném xuống, quảng đoạn mấy đầu xương sườn, lại sao sinh ván. Nhu đạo quán cũng không thể cõng dạng này oan uổng, không phải cõng không nổi, là không thể oan uổng cõng hắc hoa trương hoài viễn lạnh nhạt nói quy củ rất đơn giản chính là bác kích chứ không thể động giao sắc còn lại không hạn trong hai người có một cái nằm xuống tranh tài tự nhiên kết thúc lời này nhìn như bình thản lại nghe được trong lòng người một hàn đây cũng không phải là phổ thông luận bàn nói theo một ý nghĩa nào đó đây là liều mạng ai nói quyền cước liền đánh không chết người nhưng vô luận là trần dương quách tử đình lý thành giang hay là liễu sinh hùng một mấy cái kia đông đảo người nghe lời này lại đều đều mặt không đổi sắc tựa hồ cũng cảm giác phải đương nhiên nhu đạo quán những người khác lại làm sao biết bọn gia hỏa này đều là gặp qua sinh tử nhân vật hung ác tay không bác kích tính được cái gì địch chỉ đạo lý hoàn lập tức quay đầu nhìn về phía trên lôi đài địch thành cứ như vậy cái quy củ địch chỉ đạo có thể không chịu nhận địch thành lạnh hừ một tiếng lời nói đều chẳng muốn nói những năm này thế giới cấp bậc tranh tài đều tham gia qua rất nhiều lần cảnh tượng hoành tráng thấy nhiều, chẳng lẽ ai còn sợ phải không? Lý Hoàn sau đó cũng tới lôi đài, gánh làm trọng tài. Vị này trợ lý giáo luyện thật đúng là cái đa tài, cái gì đều có thể đến hai lần. Đến, địch thành dựa theo quy củ, hướng về gần dây leo tam lang hơi khom người chào, liền là ngồi thẳng lên, hai tay hướng trước ngực ôm một cái, trầm giọng nói. Nhìn thấy cái dạng này, tiêu phàm song nghi không khỏi có chút nhau. Địch thành cái này là hoàn toàn không đem đối thủ để vào mắt tiết tấu, không khỏi quá khinh thường, mà lại cũng quá không lễ phép. Mặc kệ là thật còn là giả vờ, chỉ ít gần dây leo tam lang cái này quỷ tử, lễ phép ngoài mặt liền xa xa so địch thành muốn chu đáo đạt được. Bất quá tiêu chân nhân quan điểm, tựa hồ vẫn chưa đạt được đại đa số người tán đồng, địch thành cái này chẳng hề để ý tư thái vừa tung ra đến, dưới lôi đài lập tức liền vang lên một trận ẩm vang thanh âm, các học viên nhao nhao gọi tốt. Đặc biệt là một chút tuổi còn nhỏ học viên, càng là hưng cao thải liệt, mặt mũi tràn đầy tỏa ra ánh sáng lung linh. Tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu, đây thật là cái càng ngày càng táo bạo thế giới, một chút cơ bản nhất tiêu chuẩn cùng quy tắc, đều đã bị bóp méo. Lại nhìn gần dây leo tam lang, lại tựa hồ như mảy may cũng không có có nhận đến địch thành ảnh hưởng, thậm chí có chút huấn lượn, một cước phía trước một cước ở phía sau, hai tay duỗi về phía trước, bày ra tư thế. Hai mắt nhắm lại, thẳng tắp tiếp cận địch thành hai tay. Địch thành kia mặt mũi tràn đầy xem thường thần sắc, ép căn bản không hề một tơ một hào ánh vào tầm mắt của hắn. Quá khinh địch, Trương Hoài Viễn nhịn không được nói. Bên cạnh hắn cách đó không xa Lý Thành Giang buồn buồn hừ một tiếng, hiển nhiên đối địch thành khinh địch cũng không hài lòng. "Ngươi đến." Mắt thấy gần dây leo Tam Lang chậm chạp không chịu tiến công, địch thành hơi không kiên nhẫn, khẽ nói. "Ai?" Gần dây leo Tam Lang vẫn rất có lễ phép đáp ứng một tiếng, rốt cục phải duỗi tay ra, ló ra phía trước, nắm chặt địch thành cổ áo địch thành chỉ là hướng bên cạnh nhường lối, liền gần dây leo tam lang tay vung qua một bên. Gần dây leo tam lang liên tiếp thăm dò hai lần, đều đều bị địch thành nhẹ nhõm tan mất thế công. Nghiêm túc điểm, lấy ra chút bản lĩnh thật sự đến, ta nhưng không tin tưởng các người đông đảo quốc nhu đạo tám đoạn, chính là như thế cái tiêu chuẩn. Địch thành càng thêm không kiên nhẫn, quát, hắn còn chưa dứt lời, dị biến chợt hiện, kít một tiếng vang nhỏ, gần dây leo tam lang cả người đều như là mũi tên, hướng về địch thành bắn tới vừa rồi kia một tiếng kít, là gần dây leo tam lang chân trần trên lôi đài xoay tròn phát ra tới chói tai tiếng vang. Hỏng bét, Trần Dương nhịn không được hô nhỏ một tiếng. Ngay sau đó, còn không có cùng đoàn người minh bạch chuyện gì xảy ra, địch thành khổng lồ thân thể đã đột nhiên bay lên, tại không trung xẹt qua một đường vòng cung, phanh một tiếng vang thật lớn, đập ầm ầm tại giữa lôi đài. Địch thành phát ra một tiếng kinh thiên động địa rú thảm, tại rơi xuống đất nháy mắt, thân thể đi lên ưỡn một cái, lập tức liền hai mắt lớn chừng, miệng sùi bọt mép không thể nhúc nhích tất cả mọi người lập tức đều ngây người cái này đây không phải nhu đạo giang vũ thành sắc mặt trắng bệch thấp giọng nói ánh mắt lóe lên một vòng vẻ sợ hãi làm nhu đạo quán kim bài huấn luyện viên địch thành là giang vũ thành bội phục thần tượng một trong giang vũ thành nhìn qua địch thành cơ hồ tất cả trọng yếu tranh tài thu hình lại mặc kệ cùng như thế nào đỉnh tiêm cao thủ đối đầu địch thành còn không có bị người như thế gọn gàng đánh ngã qua cứ việc gần dây leo tam lang đánh ngã địch hành dùng chính là 10 điểm tiêu chuẩn nhu đạo kỹ xảo, nhưng cho Giang Vũ Thành cảm giác cũng đã vượt qua nhu đạo phạm trù. Nhu đạo, tại Giang Vũ Thành lý giải bên trong, không nên dạng này ngang ngược, đằng đằng sát khí. Bên người học viên khác lập tức liên tục gật đầu, hoàn toàn tán đồng Giang Vũ Thành thuyết pháp. Trần Dương tiếp lời đầu, lạnh lùng nói, đúng, đây không phải nhu đạo, đây là giết người kỹ xảo. Người ta luyện nhu đạo, nguyên vốn cũng không phải là vì tham gia trận đấu, không có nhiều như vậy xinh đẹp. Gần dây leo tam lang hướng nằm tại giữa lôi đài không ngừng co giật địch thành có chút khom người chào, liền là lui về sau, sắc mặt bình tĩnh như trước như nước, tựa hồ đối với đây hết thảy đã sớm nhìn lắm thành quen. Nếu là bác kích, một chiêu phân thắng bại thậm chí phán sinh tử quá bình thường. Đội y, đội y, nhanh, mau mau, thân là trọng tài lý hoàn đồng dạng chấn kinh vô so, giận xem líu lưỡi thật lâu, mới rốt cuộc lấy lại tinh thần, giật ra cuống họng chính là một trận la to như thế đẳng cấp nhu đạo trong quán, đội y là tùy thời đợi mệnh. Phải biết, có thể ở đây lái nổi thẻ hội viên, đều không là người nhà bình thường tử đệ, những công tử này thiếu ra nếu ai có cái đầu thống não nhiệt, đều là đại sự. Lúc này đội y cùng mấy học viên liền trèo lên lên lôi đài, luống cuốn tay chân đem địch thành nhấc xuống dưới. Một tên nhân viên phục vụ thì vội vàng cầm lấy đồ lau nhà, đem giữa lôi đài hỗn hợp có vết máu bọt trắng lau sạch sẽ. Hô, cho đến lúc này, một ít học viên mới thở phào một hơi, bất quá vẫn như cũ chấn kinh vô so, hai mặt nhìn nhau, tựa hồ vô luận như thế nào cũng không chịu tin tưởng như thế kết quả. Trước vô địch thế giới, trong mắt bọn họ không thể chiến thắng huấn luyện viên trưởng, cứ như vậy bại rồi. Trong nháy mắt, liền bị một cái tiểu quỷ tử trên lôi đài đánh ngã, bò đều không đứng dậy được. Nhìn về phía gần dây leo tam lang ánh mắt bên trong, không hẹn mà cùng mang lên nhẹ nhẹ sợ hãi. Địch thành còn như vậy không chịu nổi, Bọn hắn nếu là gặp gỡ cái này quỷ tử, vậy còn không chính là một bàn đồ ăn. Trần Dương thì nhìn về phía Tiêu Phàm, gương mặt xinh đẹp biến sắc. Nàng không có đánh giá thấp qua mấy cái này quỷ tử năng lực tác chiến, lại cũng chưa từng nghĩ đến, vậy mà như thế. Gần đây dây leo Tam Lang, tự xưng là bốn đồng bạn bên trong yếu nhất, đã như vậy cao minh. Trần Dương tự nghĩ, coi như không tranh tài nhu đạo, đổi vì những thứ khác bác kích phương thức, mình cũng rất khó tại gần dây leo Tam Lang thủ hạ chiếm được xong đi. Tiêu phàm mỉm cười, gần dây leo tam lang một chiêu chiến bại địch thành, vẫn chưa đi xuống lôi đài, mà là đứng ở nơi đó, mắt nhìn Trương Hoài Viễn. Tối nay trận này luận bàn, châu Á bên này, tựa hồ là từ Trương Hoài Viễn chủ sự. Gần dây leo tam lang đây là đang hướng Trương Hoài Viễn hỏi thăm, luận bàn còn muốn tiếp tục hay không? Các người còn có hay không càng thêm ra dáng một điểm đối thủ? chương 345, truyền âm. Trương Hoài Viễn ánh mắt, thì nhìn về phía Lý Thành Giang. Bọn hắn bên này, không có một cái là luyện nhu đạo xuất thân, Lý Thành Giang danh xưng hai ván giao vương, cùng nhu đạo có chỗ giống nhau. Lại nói, hôm nay tỉ thí này, nói rõ là bác kích, như vậy té ngã cùng nhu đạo điểm này khác nhau, có thể tự không đáng kể. Kỳ thật vừa rồi gần dây leo tam lang xuất thủ, cũng đã không thể tính là thuần túy thi đấu nhu đạo, mà là giết người kỹ xảo. Thấy dưới đài chậm chạp không có phản ứng, gần dây leo tam lang khóe miệng hiện lên một cái nụ cười chế nhạo, có chút cúi đầu, liền định xuống đài. Những này người, quả thật vô dụng, liền ở thời điểm này, Lý Thành Giang chậm rãi đứng lên, không nói một lời, hướng về lôi đài đi đến. Nhà Tây, gần dây leo Tam Lang sau nghi dương lên, có chút hưng phấn mà thấp giọng kêu lên. Trước mấy thời gian, cùng Hoa Hạ đồng hành cùng một chỗ phá án, tổ chuyên án bên trong, chính là cái này Lý Thành Giang trầm mặc nhất kiệm lời, gần dây leo Tam Lang nhiều lần chủ động cùng hắn đáp lời, Lý Thành Giang đều là hờ hững làm cho gần dây leo tam lang hảo hảo chán lúc này lý thành giang chủ động tiến lên ngược lại là có thể trên lôi đài hảo hảo giáo huấn một chút cái này cao ngạo người tại nhu đạo hạng mục này bên trên gần dây leo tam lang nhưng không e ngại bất luận cái gì người đối với đấu trường bên trên nhu đạo gần dây leo tam lang khịt mũi coi thường hắn thấy kia thuần ví là vì lấy lòng người xem mà tiến hành biểu diễn chân chính nhu đạo chính là giết người lợi khí tỷ như giống vừa rồi hắn cùng địch thành ở giữa đọ sức nếu như là liều mạng tranh đấu như vậy hắn đem địch thành quẳng xuống thời điểm địch thành liền sẽ không là vai cõng trước chạm đất mà là cổ trước chạm đất nháy mắt liền sẽ bẻ gãy cổ hàng đô bất hàng một tiếng liền là mất mạng dù sao cũng là luận bàn cũng không thể thật thanh người trên lôi đài đánh chết nhưng gãy mất mấy đầu xương sườn tại nằm lên mấy tháng kia là có thể thi đấu thể dục mà tại đi lên lôi đài nháy mắt nguyên bản trầm tĩnh như nước lý thành giang song mi bỗng nhiên một dương bỗng nhiên quay đầu hai mắt như thiểm điện quét về phía tiêu phàm bên này tất cả mọi người có chút không hiểu thấu không biết hắn làm sao đột nhiên thất thố như vậy chỉ có lý thành giang mình minh bạch ngay tại vừa rồi bên tai của hắn bỗng nhiên vang lên một thanh âm thủ ổn trận cước không muốn bốc lên tiến vào tá lực đả lực liền như là có người ghé vào lỗ tai hắn ân cần khuyên bảo thanh âm nhu hòa lại mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí lý thành giang nghe được đây là tiêu phàm thanh âm giờ khắc này dù là lý thành giang nhất quán chấn định cũng kinh hãi cái này cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thiên lý truyền âm chỉ có tại trong tiểu thuyết võ hiệp nhìn thấy qua tương quan miêu tả lý thành giang rốt cuộc không nghĩ tới có hướng nhất viết mình sẽ ở trong cuộc sống hiện thực gặp được loại này quỷ dị tình hình chỉ là vị này tiêu tiên sinh thấy thế nào đều không nghĩ là như thế thâm tàng bất lộ tuyệt đỉnh cao thủ nhưng là Lý Thành Giang không có tại tiêu phàm trên mặt được cái gì ám chỉ, nhìn qua, tiêu phàm bình tĩnh như trước, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Cũng may Lý Thành Giang đến cùng là tinh anh đặc công, tâm lý tố chất cực sai, giật mình qua đi, lập tức liền khôi phục chấn định, mặt không thay đổi đạp lên lôi đài. Mặc kệ lời nói này là ai cho hắn truyền âm tới, Lý Thành Giang đều cảm thấy rất có đạo lý. Mới vừa rồi cùng địch Thành giao tay, gần dây leo tam lang biểu hiện ra kinh người lực bộc phát, luận thực lực địch hành chưa hẳn thật cùng gần dây leo tam lang chênh lệch như vậy cách xa, chủ yếu là bị hắn đánh trở tay không kịp. Địch hành nhiều như vậy năm tiếp nhận đều là thi đấu nhu đạo tiêu chuẩn huấn luyện, chưa bao giờ từng nghĩ, nhu đạo còn có thể dạng này đánh, lúc này mới tại vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới không hề có lực hoàn thủ ăn thiệt thòi lớn. Nhưng gần dây leo tam lang cái này đòn sát thủ như là đã lấy ra, lại nghĩ y dạng hỏa hồ lô đánh Lý Thành Giang một trở tay không kịp, kia là không cần nghĩ. Lý Thành Giang cũng không phải vận động viên, cùng gần dây leo tam lang đồng giặc, là trải qua thực chiến tẩy lễ đặc công, vô luận loại kia kỹ xảo, đều giảng cứu cái thực dụng họ, mà không phải để ý xinh đẹp đẹp mắt. Lý Thành Giang chậm rãi đứng ở gần dây leo tam lang trước mặt, hai chân hướng hai bên tách ra, thân thể có chút hướng xuống, đóng tốt lập tức bước. Lý Hoàn thì đứng tại giữa hai người, ngươi, xuống dưới, Lý Thành Giang liếc Lý Hoàn một chút, ồm ồm nói. Lý Hoàn liền sửng sốt một chút, kinh ngạc hỏi người có ý tứ gì không muốn trọng tài sao muốn cái gì trọng tài đứng thắng nằm dĩ nhiên chính là thua lý thành giang thanh âm càng buồn bực không có nửa phân mở ý đùa giỡn lời này đem lý hoàn kìm nén đến cục thành phố vương sử trưởng gọi điện thoại tới thời điểm cũng không nói tối nay tới luận bàn chính là như thế một đám hung thần ác sát ra hỏa này chỗ nào là cái gì luận bàn rõ ràng chính là sống mái với nhau vì như thế Lý Hoàn còn thật không dám bướng bỉnh. Hắn xem như nhìn ra, mấy vị này, nhưng đều không phải bình thường người. Nếu là quốc gia nhân viên công tác còn tốt, bao nhiêu giảng quy củ, vạn nhất là trên đường huynh đệ, vậy coi như không phải hắn một cái nho nhỏ nhu đạo quán trợ giáo có thể đắc tội nổi. Đúng vậy, vậy ta liền không ở nơi này chướng mắt, ngài hai vị tự tiện. Lý Hoàn tự diếu cười hai tiếng, quay người liền xuống lôi đài. Lý Tăng, mời nhiều chỉ giáo gần dây leo tam lang đem trên mặt cảm giác hưng phấn thu liếm, hướng về Lý Thành Giang cúi đầu làm lễ, kính cẩn nói. Lý Thành Giang không phản ứng chút nào, hai mắt có chút híp mắt, tiếp cận gần dây leo tam lang mặt, ánh mắt dần dần trở nên tràn đầy băng hàn chi ý. Gần dây leo tam lang run lên trong lòng, cũng bày ra nhu đạo thức mở đầu. Cùng địch thành đối đầu thời điểm, là địch thành chủ động tiến lên thăm dò, bây giờ đối thủ thay đổi Lý Thành Giang, tình hình liền hoàn toàn đảo ngược, Lý Thành Giang trung bình tấn một đâm, sử trên đài liền như là một cái cọc gỗ cũng không tiếp tục lắc lương mảy may cùng na đạt mộ trên đại hội không ngừng nhảy vào té ngã tuyển thủ khác hẳn hoàn toàn trầm ồn như núi chờ đợi một lát thấy lý thành giang không có chút nào đoạt trước ý xuất thủ gần dây leo tam lang liền có chút không giữ được bình tĩnh bắt đầu thăm dò họ tiến công lý thành giang trung bình tấn quấn lại vững vô cùng gần dây leo tam lang nhiều lần thăm dò họ tiến công đều bị hắn nhẹ nhõm hóa giải không quá gần dây leo Tam Lang không phải đứng tại chỗ bất động, mỗi lần thăm dò họ tiến công đều sẽ thay đổi vị trí, dần dần vây quanh Lý Thành Giang chuyển lên vòng tròn, cứ như vậy, Lý Thành Giang thế tất không thể lại đứng bất động, chỉ có thể đi theo không ngừng điều cả phương hướng của mình, từ đầu tới cuối duy trì đối mặt mình gần dây leo Tam Lang. Vô luận như thế nào, không thể để cho đối thủ từ mình phía sau tiến công. Kia là binh gia tối kỵ, Trần Dương cùng Quách Tử Đình trên mặt đều lộ ra vẻ lo âu không thể nghi ngờ, gần dây leo tam lang cái này quỷ tử rất giảo hoạt, đã nhìn ra, Lý Thành Giang hạ bàn ổn trọng, thế mà dùng loại phương pháp này đến phá giải Lý Thành Giang khổ luyện nhiều năm bốn hỏa lớn ngựa. Không thể không thừa nhận, loại phương pháp này rất hữu hiệu. Một lúc sau, đừng bảo là Lý Thành Giang không cách nào lại bảo trì hạ bàn vững chắc, chỉ sợ muốn bị cái này như con quay chuyển không ngừng tiểu quỷ tử sáng rõ hoa mắt, vậy liền khỏi phải so tài, trực tiếp thua trận. Trần Dương kìm lòng không đặng duỗi tay nắm chặt bên người tiêu phàm tay, non mềm trong lòng bàn tay thấm xảy ra chút điểm mồ hôi. Tiêu phàm lạnh nhạt nói, vững vàng, nghe vào, tiêu chân nhân trong giọng nói thế mà mang theo trách cứ chỉ ý. Trần Dương liền mân mê miệng, ra hỏa này, mặc dù miệng Berry nói không làm sư phụ của mình, trên thực tế càng ngày càng bầy sư phụ giá đỡ. Động một chút lại mở miệng răn dậy, chỉ là tiêu phàm răn dậy, không giống những người khác như thế thần sắc nghiêm nghị dạng này chuyển không ngừng, gần dây leo tam lang hao phí thể lực so Lý Thành Giang lớn. Lý Thành Giang nếu là chịu không được, gần dây leo tam lang càng thêm chịu không được. Tiêu Phàm lập tức nói, thanh âm ép tới tương đối thấp. Trần Dương cao mày nói, thế nhưng là gần dây leo tam lang am hiểu lấy mau đánh chậm làm đánh lén, Lý Thành Giang chỉ cần một cái sơ sẩy, liền sẽ bị hắn lợi dụng sơ hở. Vừa rồi địch thành chính là như vậy rất oan uổng thua trận. Ngưu mẹo nham hiểm, nhưng chỉ lần này thôi tiêu phàm ngữ khí vẫn chấn định như cúp tự nhiên, liền ở thời điểm này, kít, trên lôi đài lần nữa truyền đến chói tai thanh âm. Gần dây leo tam lang không thể kìm được, thân thể vặn một cái, dưới chân bỗng nhiên phát lực, như là như mũi tên rời cung, hướng về Lý Thành Giang vọt tới. Phải nói, cái này quỷ tử con mắt tặc độc, thấy đặc chuẩn, chính là Lý Thành Giang mặt hướng hắn quay người thời điểm, một chân dơ lên, toàn thân trọng lượng đều rơi vào cái chân còn lại bên trên. Lúc này, bốn hòa lớn ngựa tự nhiên bài trừ, hạ bàn cũng chưa nói tới cái gì ổn định không chắc chắn. Chính là Lý Thành Giang phòng thủ yếu kém nhất quan khẩu. Đến hay lắm, Lý Thành Giang một tiếng hổ gầm, oanh, cao cao nâng lên chân phải bỗng nhiên đạp xuống đi, cơ hồ chấn động đến toàn bộ lôi đài đều tại ẩn ẩn lắc lư. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, gần dây leo tam lang đã đưa tay nắm chặt thắt lưng của hắn, chân phải hướng về phía trước, thăm dò vào hắn, thân thể lại vặn một cái, lưng eo phát lực, liền muốn cho Lý Thành Giang tới một cái ném qua vai, cũng chính là tục xương túi đeo lưng lớn. Uống, Lý Thành Giang lại là một tiếng sấm rền cũng như giống to, trong chốc lát trầm eo xuống tấn, vững như bản thạch. Thiên cân trụy, gần dây leo tam lang ngay cả bú sữa mẹ khí lực đều làm ra, lại tựa như chuồn chuồn lay cột đá, nửa phân cũng lay động không được. Cảm giác bên trên, hắn giờ phút này nắm chặt không phải Lý Thành Giang đai lưng, mà là nắm chặt một tòa núi nhỏ. Gần dây leo tam lang kinh hãi, lập tức hít sâu một hơi trong đan điền hơi thở phun trào liền muốn lần nữa phát lực chỉ bất quá đã trễ lý thành giang nơi nào sẽ còn cho hắn cơ hội thứ hai chỉ cảm thấy phần gáy cùng bên hông đồng thời siết chặt không tốt gần dây leo tam lang chỉ tới kịp gọi như vậy hô một tiếng cả người liền ly khai mặt đất bị lý thành giang dơ lên thật cao hai tay giơ cao gần dây leo tam lang lý thành giang tráng kiện thân thể chìm xuống bắt đầu giống như con quay trên lôi đài chuyển động A, à, chỉ chuyển nửa cái vòng tròn, Lý Thành Giang lại giống to một tiếng. Gần dây leo Tam Lang lập tức liền đằng Vân Giá vụ ra bên ngoài bay ra ngoài, cũng không 10 điểm khỏe mạnh thân thể tại lôi đài rào chắn bên trên đụng một cái, lập tức trùng điệp ngã văng ra ngoài, phanh một tiếng, chổng vó ngã tại dưới lôi đài, tại chỗ một ngụm máu tươi phun tới. Bất quá cái này quỷ tử dù sao cũng là tinh anh đặc công xuất thân, năng lực kháng đòn tương đương cường hãn, mặc dù bị Lý Thành Giang nện đến miệng phun máu tươi, hay là từ trên sàn nhà nhảy lên một cái hai mắt hung tợn tiếp cận trên lôi đài lý thành giang thả ra sói hung quang giả vờ kia phần kính cần thủ lễ rốt cục ném đến lên chín tầng mây đảo quốc dân tộc hung tàn họ gốc lại không có chút che lấp tốt tận đến giờ phút này chu vi xem học viên mới hồi phục tinh thần lại lập tức gồm một tiếng lớn màu tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía cá biệt trẻ tuổi học viên thậm chí đứng dậy dùng sức vì lý thành giang vỗ tay kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 23.